chương 1906, lấy đạo đuổi theo ánh sáng. Trốn đảo nguyên, yên tĩnh tường hòa. Nhiên, tường hòa bên trong, nhưng có không thế nào hài hòa một màn. Chúa tể tu tâm dưỡng tính chi địa, nơi nào có không có cái cổ siêu vẹo thụ. Cái cổ siêu vẹo thụ trên, nơi nào có không nghèo một người. Cái kia không, vô đạo đang theo gió nhi lay động đâu. Triệu công tử cũng là có ý tứ, liền lập dưới tàng cây nhìn hắn đặt cái kia hoảng. Không sai, hắn không có bị treo thụ trên đều bởi vì tiên giới chúa tể nhìn rõ mọi việc cho người bịp ta xem bị đánh a à, triệu bân có chút nhìn có chút hả hê vô đạo mặt liền hắc thấu lượng rồi vẫn là trước câu nói kia hắn tốt xấu là đã từng là tiên giới chế tài giả thoái vị cũng không bao lâu đã bị quan mới tiền nhiệm ba cái nổi tiếng rồi đạo hữu vô ý quấy dày chỉ hỏi một chuyện vô nghĩa về vô nghĩa triệu bân không quên chính sự một lại nói khiêm tốn ánh mắt cũng chân thành tha thiết ngươi nên là biết rõ ta không thể nhúng tay thế gian tiên giới chúa tể nói qua lại sách bút chám mực đang vẽ cắn câu siết rồi một khoản một câu sự tình không có gì đáng ngại vô đạo quẩy người một cái sau đó hắn vẫn không quên bổ rồi nửa câu coi như cho lão phu một cái mặt mũi mặt mũi của ngươi không đáng tiền tiên giới chúa tể sợ là trong lòng có hỏa nói chuyện không chút nào tăng che giấu nữ nhân sao vẫn là có vài ngày như vậy tâm tình không tốt như chúc không lúc này cũng không biết ở đâu vung vẩy đâu mặt mũi của ta chưa đủ nguyệt thần nhân tình có hay không giá trị ngươi một câu vô đạo không ở lay động thần thái cũng nghiêm chỉnh không thiếu hơn nữa lúc nói chuyện nhìn không chấp mắt nghe thấy chi tiên giới chúa tể sắp rơi xuống bút tại không trung định rồi một chút nguyệt thần nàng tại làm chúa tể phía trước chưa nói gặp qua nghe đều chưa nghe nói qua nguyệt thần tại nàng làm chúa tể phía sau cũng là nàng phát ra từ linh hồn kính nể nhất một tôn thần. Câu cửa miệng thiên đạo vô tình, có thể vạn cổ trước một ngày, cũng là thiên đạo táng bản thân cứu thương sinh. Trong bóng tối quang minh chi hỏa, chính là lấy nguyệt thần mệnh làm tiếp diễn. Nếu như đời sau nhớ kỹ, vô luận thần ma tiên Phật, cũng phải kính nàng một nhân tình. Mà thôi, tiên giới chúa tể nhẹ nhàng vung rồi bút vẽ, hướng phương xa tìm một đạo. Triệu Bân ánh mắt như đuốc, hướng phía cái kia phương, đạp thiên đuổi theo tiên giới chúa tể một khoản, chính là thông đạo vị trí, có thể hay không đuổi tại đại càn khôn thay đổi trước đuổi theo tới đó, đều xem hắn bổn sự. Hắn đi rồi, vô đạo vẫn đặt cái kia treo đâu. Thật lâu, cũng không trông thấy tiên giới chúa tể phóng hắn xuống. Ta không có quan báo tư thù đấy, vô đạo ha ha cười một tiếng. Dễ nói, tiên giới chúa tể nhẹ phẩy ống tay áo, thật liền giải rồi vô đạo phong ấn. Chỉ bất quá, không chờ vô đạo rơi xuống đất, liền bị một hồi âm phong nhi cho thổi bay rồi cái này âm phong nhi uy lực cũng không nhỏ một hơi cho hắn thổi tới rồi vũ trụ biên hoang a à, tùy theo chính là hét thảm một tiếng nghe âm sắc chính là chúc không người kia hắn là thật bi thôi mới từ hắc động bò ra đón đầu liền đụng một cái đằng trước vật thể không rõ nện hắn toàn thân lốp bốp chờ đợi đứng vững một nhìn ài nha là vô đạo tiện nhân kia đồng hương gặp gỡ đồng hương cái kia mắt nước mắt lưng tròng vì kỷ niệm một ngày này, bọn hắn tập thể chào hỏi rồi tiên giới chúa tể. Siêu, bên này, triệu bân như một đạo kinh hồng, nhìn chằm chằm vào tiên giới chúa tể vẽ ra ánh sáng, chết đuổi theo không thả. Thông vãng thần giới đường, tựa như rất dài rằng giặc bởi vì như thế nào đều đuổi không kịp. Đây là hắn bình sinh tốc độ nhanh nhất, có thể đạo kia ánh sáng, vẫn như cố theo không kịp. Dụng ý không dùng sức, đạo tâm sở hướng, thuấn thân tới. Tối tăm ở bên trong, hình như có như thế một tiếng khẽ nói, tại Triệu Bân bên tai vang vọng. Triệu Bân hai mắt híp lại, khẳng định không phải nghe nhầm, chính là không biết người nào tại chỉ điểm. Tiểu Thiên Thiên, người thế nào cũng không thành thật rồi. Tối tăm trong vẫn như cũ có chuyện lời nói, có thể những lời này, Triệu Bân rồi lại nghe không được. Thượng thương cũng không trò chuyện, muốn tìm chút chuyện làm, luôn có người không tuân quy củ. Đạo tâm sở hướng, thuấn thân tới giải rác một câu cất giấu rất nhiều ngụ ý triệu bân đóng hai mắt cũng chìm đắm vào rồi tâm cảnh hắn tốc độ giảm không thiếu cũng là lấy đạo đuổi theo ánh sáng đừng nói biện pháp này đích xác dễ dùng tuy nhiên vẫn như cũng không thể đuổi theo nhưng so với dùng chân lực lại không biết nhanh gấp bao nhiêu lần mặc dù là bế con mắt cũng so mở mắt xem càng lộng lẫy hắn hiểu tại nơi này trong nháy mắt hắn lột xác rồi tự thân lấy đạo đuổi theo ánh sáng đạo ở đâu, người liền ở đâu. Hôn ám tinh không, hắn lăng không tiêu thất, cùng ánh sáng đồng hóa. Hắn đã rời đi tiên giới, thông qua vết nứt, nhập thần giới. Thượng thương, tiên giới chúa tể một tiếng lầm bẩm lời nói, lặng lặng nhìn lên phiêu miểu hư vô. Thiên định biên soạn, nàng đã trái với, đã làm tốt gặp xét đánh chuẩn bị. Chờ hơn phân nửa đêm, cũng không thấy thương miểu có động tính. Ngược lại minh giới cái kia, truyền đến một tiếng lờ mờ kêu rên nàng không có gặp khiển trách, minh thần ngược lại chính nhi bát kinh đã trúng xét đánh. Còn có 800 năm nơi nào? Minh thần bữa này lôi, chịu một mặt mộng bức. Đúng thời hạn, 800 năm về sau mới đến thoái vị. Có thể thượng thương lôi, cũng là sớm giáng xuống, đây là muốn đem hắn lột rồi. Sắp sửa thoái vị, tất nhiên là cùng nhau thanh toán, tựa như vô đạo, cũng như chúc không. Đến, minh thần một bước đứng vững, như một tòa tấm bia to, sừng sững tại đỉnh núi hắn là đầu hán tử, đứng cái kia vẫn không nhúc nhích, tùy ý thiên lôi bổ thân. Oanh! Triệu bân lại hiện thân, đã là thần giới, rơi xuống lúc nện băng rồi một ngọn núi. Đá vụn văng tung tóe ở bên trong, bọn họ xác định thân, cũng là trước tiên hoàn xem bốn phương. Đây là một phiến hồn ám thiên địa, nhiều núi cao tọa lạc, hơn nữa có vũ khí lung chiều. Cái này, chính là thần giới. Triệu bân trong lòng một câu, tĩnh tâm cảm nhận càn khôn. Vũ trụ đại càn khôn là giống nhau, khác biệt chính là thần giới càng cổ xưa, càng minh mông, trong thiên địa thông thả linh lực, vượt qua xa tiên giới cùng phàm trần có thể so sánh, dị thường tinh ví. Hắn không lưu lại, choáng rồi một kiện hắc bào, lấy bí pháp che giấu, đạp không đi ra. Hắn như đồ nhà quê, đi một đường xem một đường, lần đầu đến thần giới, đặc biệt mới lạ. Mới lạ ngoài, hắn cũng không khỏi lúng túng, bởi vì hắn giống như lạc đường, không biết đây là đâu chủ quan. Triệu bân gái gãi đầu, đến trước liền mang theo địa đồ tới đây. Thần giới như vậy minh mông, tìm thê nhi, không thể mò kim đáy biển nơi nào. Được tìm người hỏi một chút. Như vậy nghĩ đến, hắn vừa xài bước ra dãy núi. Xa xa, liền thấy một đạo thần quang, hoa thiên mà qua. Đó là một dâu bạc lão đạo, hàng thật giá thật thần. Không hổ là thần giới, tùy tiện gặp được một cái chính là thần minh. Tiền bối, Triệu Bân vượt thiên mà đến, chắp tay hàn huyên. Dâu bạc lão đạo sợ là chưa tỉnh ngủ, còn buồn ngủ nghiêng qua Triệu Bân liếc mắt một cái. Chính là chỗ này liếc mắt một cái, để cho hắn đến thêm vài phần hứng thú, hoặc là nói là nhiều thêm vài phần kinh ngạc, lấy hắn thần minh tầm mắt lại nhìn không thấu người này, toàn thân che cực kỳ chặt chẽ. Thắng Thiên xem bói, đạo ra thiên cơ. Dâu bạc lão đạo gỡ tròm dâu, trong lòng đã có kết luận, có thể đồng thời được lưỡng mạch truyền thừa. Tiểu tử này không phải bình thường người. Không phải bình thường người tốt ra. Cái kia trên người, có thể không có điểm bảo bối. Vô ý quấy dày, tìm tiền bối hỏi thăm người. Triệu bân nói qua, lấy ra lạc hà bức họa. Dâu bạc lão đạo liếc qua, chưa từng gặp qua. Đa tả, triệu bân thu bức họa, nhấc chân liền muốn đi. Đợi một chút, sau lưng, truyền đến dâu bạc lão đạo lời nói. Tiền bối còn có việc. Cũng không quá nhiều sự tình, liền muốn, đánh cái cướp chương 1907, mang ta đi. a à, đêm yên tĩnh, mổ heo tựa như kêu thảm thiết, có vẻ đặc biệt vang dội. Tất nhiên là dâu bạc lão đạo, hắn cho là hắn rất được, cũng là đánh cướp không thành bị phản đánh. Lúc này, đã được triệu công tử ấn cái kia, mấy trăm đầu pháp tắc xích sắt, đem tỏa gắt gao. Ngươi là triệu bân. Lão đạo lời này, nói mơ mơ màng màng. Cũng trách nào đó hàng hạ thủ quá ác, trực tiếp cho người làm mơ hồ lòng vòng rồi tiền bối cũng nghe nói qua ta. Triệu bân nhặt lấy một khỏa thần châu, đối với ánh trăng chiếu rồi lại chiếu. Ân, là một cái bảo bối, mới từ lão đạo cái kia cướp được. Chờ đợi ước lượng rồi thần châu, hắn lại dở thủ đoạn, cho người lão đầu nhi bảo tàng, lột rồi cái tinh quang, hắn đến thần giới, là tìm thê nhi đấy, không nghĩ lấy gây sự tình, hết lần này tới lần khác có người khách khí, nhất định cho hắn tặng lễ. Nhìn dâu bạc lão đạo, toàn bộ người cũng không tốt rồi thường tại bờ sông đi nơi nào có không ướt dày hắn tối nay coi như là đá đến bảng thép rồi vĩnh hằng thể a nguyệt thần đồ nhi a từ lâu hỏa biến tiên giới cái kia truyền thuyết ở tại thần giới cũng truyền xôn xao nghĩ không biết cũng khó khăn hắn không hiểu là thần tiên thông đạo đã đứt ra hỏa này là từ đâu đến đấy kiếm này cũng thuộc về ta triệu bân tặc tự giác lấy thâu tiên thuật chiếm lão đạo bản mệnh khí hàng thật giá thật thần binh vô luận từ chỗ nào xem, đều là trói mắt đấy. Là ta lão thất phu này, có mắt như mù, tiểu hữu tha mạng A. Lão đạo không còn cao cao tại thượng tư thái, trong ngôn ngữ nhiều ý cầu khẩn, chỉ sợ triệu bân một trường chụp chết hắn. Có thể thấy được qua nàng, triệu bân lại cầm lạc hà bức hỏa. Gặp qua, gặp qua, lão đạo tựa như bắt được cây cỏ cứu mạng, đáp lời có phần tích cực, nàng chính là sơ giao cổ thần, cũng gọi sơ giao nữ quân, thái dương thần hậu duệ. Đi đâu có thể tìm được nàng?" Triệu Bân nhìn không chớp mắt. "Cái này, lão đạo bị nạn ở." Ngượng ngùng cười một tiếng, "Nàng từ lúc nhiều năm trước kia liền đã quy ẩn, lão hủ quả thực không biết nàng ở nơi nào." "Ô ô n g." Triệu Bân không lời thừa, tiện tay vung rồi ác thần chiến mâu. Lão đạo một hồi nước tiểu run rẩy, bề bộn sợ nói rằng, "Có một người có lẽ biết được." "Người nào?" "Vọng Sơn Phật chủ." Phật ra người Triệu Bân nghe lông mi hơi nhíu đúng vậy lão đạo trước bình phục một phen tâm cảnh tài êm tai nói tới hắn hai người thiếu niên lúc từng vì đồng môn phía sau bởi vì thần giới chiến loạn vọng sơn nhập phật sơ giao thì ứng kiếp nhập thế lại trở về đã nghịch thiên phong thần tương truyền ba trăm năm trước hai người vẫn từng tại kỳ sơn đàm kinh luận đạo mang ta đi tìm vọng sơn phật chủ triệu bân thu chiến mâu như tìm được tiểu hữu có thể hay không thả ta lão đạo ha ha cười một tiếng Tìm được lại nói, triệu công tử vung tay lên, mở truyền tống vực môn. Lão đạo mặc dù không có cam lòng, nhưng cần phải ngoan ngoãn nghe lời. Không nghe có thể làm triệu bân hung danh hiển hách, tùy thời khả năng giết hắn. Cái này cũng chẳng trách người khác, là hắn quá không có mắt. Đáng đời bị tội. Đừng nhàn rỗi Mới vừa vào vực môn, triệu bân liền quang ra rồi một bộ hỏa phù trang phục và đạo cụ. Đường xá sợ là rất xa xôi miễn phí lao công, không cần ngu sao mà không dùng. Lão đạo tâm tình, cái kia phiền muộn a à. bảo bối bị lột rồi cái tinh quang không nói, hoàn thành rồi tù nhân, hắn cái này cần cù hơn nửa đời người, lại đưa mạng rồi một cái bán thần trong tay. Vẽ, nói vẽ liền vẽ, chỉ cần có thể bảo trụ này mạng ra, chứa nói họa phù rồi, đớp cứt đều được. Triệu bân cũng không nhàn dỗi, chính ôm một tấm bản đồ vùi đầu xem, đồ là tinh không đồ, cũng là từ lão đạo cái này càn quét đến đấy, bao quát phạm vi cực lớn, không được hoàn mỹ chính là, này đồ là tàn phá. Vĩnh hằng nhất mạch, quả nhiên đều là tuyệt đại loại người hung ác. Lão đạo họa phù lúc, cũng không quên nói thầm. Nói thầm ngoài, vẫn không quên vụng trộm xem triệu bân. Tiểu tử này, thật cường thái quá, hắn tốt xấu là thần minh, nói chân áp liền đã chân áp, phải biết, đây là thần giới, không có cản khôn áp chế đấy, hắn cái này chiến lược toàn bộ triển khai, đều bị đánh không ngốc đầu lên được. Như thế yêu nghiệt, như cho cái kia đầy đủ thời gian trưởng thành chắc chắn là cái kia vĩnh hằng thủy tổ khó tránh khỏi cũng có thể sát ra một cái chúng thần hoàng hôn thần giới có thể có chế tài giả vui đầu xem đồ triệu bân đột nhiên một câu tất nhiên là có lão đạo vừa nói một bên tại phù chỉ lên rồng bay phượng múa người có thể thấy được qua thần giới chúa tể đừng nói thấy ta cũng không biết hắn là ai lão đạo lúng túng cười một tiếng nói cũng đúng đại thực thoại chúa tể a Há lại người nào thấy là có thể thấy đấy, mặc dù thấy cũng chưa chắc biết rõ đối phương là chế tài giả. Triệu Bân không có hỏi lại, chỉ vô thức nhìn thoáng qua Thương Miểu. Chế tài giả có thượng đế thị giác, nói không chừng chính hướng tại đây xem. Hắn không yêu cầu xa vời chúa tể có thể giúp đỡ hắn bề bộn, không cho hắn quấy rối là được. Có một chuyện, tiểu Hữu có thể hay không vì lão hủ giải thích nghi hoặc. Lão đạo nhỏ giọng hỏi một câu. Nói, Triệu Bân đã thu địa đồ đã khoanh chân mà ngồi, tiện tay vẫn sách bầu rượu. Nguyệt thần, thật đã chết rồi. Cái này, không phải ngươi nên hỏi đấy. Triệu bân khi nói xong lời này, ngữ khí còn nhiều hơn một vòng lạnh ý. Lão đạo bị sợ không nhẹ, cầm bút tay đều run run một chút. Là hắn quá sẽ không nói chuyện phiếm rồi, nơi nào hồ không ra sách nơi nào hồ. Đạo tâm sở hướng, thuấn thân mà tới. Triệu bân tâm vô ngoại vật, lẩm bẩm tiếng nói không ngừng. Đến lúc này, hắn vẫn như cũ không biết là người nào tại chỉ điểm hắn, nhưng này giải rác bát tự, cũng là vì hắn, mở một cái đốn ngộ đại môn, xuyên thấu qua cái kia tòa môn, hắn tựa như có thể trông thấy một phiến mới thiên địa. Kẻ này, quả thực đại quyết đoán. Lão đạo vẫn còn ở nói thầm, sợ hãi thán phục triệu bân đảm lượng. Vĩnh hằng nhất mạch cầu ra, nhiều không kể xiết, cao nữa là đại lão, cũng là vừa nắm một bó to, nhưng chỉ là như thế tình trạng, triệu bân lại vẫn dám chạy thần giới đến, sẽ không sợ nửa đường bị diệt oanh đột nhiên một tiếng lôi minh quấy dày triệu bân tĩnh tu tùy theo liền thấy thông đạo lay động ầm ầm sụp đổ siêu triệu bân một bước thoát ra tiện tay còn đem lão đạo đã thu vào tử phủ không chờ đứng vững liền thấy huyết quang hiện ra tùy theo mà đến chính là thê lương tiếng kêu rên có người ở này làm loạn tại lấy tà ác chi pháp thôn vệ sinh linh to như vậy một phiến tinh không nhiễm nhiên đã được huyết xối vũ khí lung chiều nhìn làm ác giả, là một cái hắc bào nhân, khô diệt thần quang tùy ý bay múa. Không sai, đó là một tôn thần, trông coi nội tình không tầm thường, dưới chân có huyết hải tàn sát bừa bãi. Hắn vực môn thông đạo sở dĩ sẽ sụp đổ, đều huyết hải ngăn cách rồi cái mảnh này tinh không. Thật ác độc nơi nào. Dâu bạc lão đạo thấy chi, không ngừng sách lưỡi. Tuy nhiên hắn cũng không phải là tốt điều, nhưng cho tới bây giờ chỉ làm chút đánh cướp hoạt động, vị này thật ác độc độc ác, vậy mà chôn giết rồi nhất vực sinh linh thần minh như thế sẽ không sợ kết nghiệp chướng sao ân hắc bào nhân xéo con mắt trên trời quan sát triệu bân trong mắt ánh sáng âm u lóe lên xem qua hắn lại hai mắt híp lại bởi vì nhìn không thấu triệu bân chân dung vì sao nhìn không thấu đâu chỉ vì trên người của đối phương có thần bí che giấu thắng thiên xem bói đạo gia thiên cơ hắc bào nhân trong lòng một câu trong nháy mắt khám phá rồi manh mối hai đại thôi diễn chi pháp che giấu chân thân, để cho hắn thật bất ngờ. Vong linh nhất mạch, triệu công tử cũng ở đây xem, bằng hắc bào nhân khí tức, nhận ra lúc nào tới đường. Lữ sưởng chính là vong linh nhất mạch người, cả hai chi bản nguyên, giống hệt. Tới sớm không bằng đuổi được đúng dịp, tìm không được lữ sưởng, liền lấy trước gia hỏa này khai đao. chương 1908, gặp lại vong linh. Tiểu bối, nhà ai đấy? Hắc bào nhân u cười, con người không chỉ nóng bỏng, còn có tham lam chi quang tại nở rộ. Vô luận là thắng thiên xem bói, vẫn là đạo gia thiên cơ thuật, hắn đều rất thích thú đâu. So sánh với cái này, hắn càng hiếu kỳ triệu bân thân phận, thân phụ lưỡng mạch truyền thừa, có thể là người bình thường. Như thế nào, người cũng nghĩ đánh cướp. Triệu bân nói qua, tiện tay nhíu lấy một cây đao sách ra tới. Nghe được đánh cướp cái chữ này mắt, dâu bạc lão đạo có phần lúng túng. Lúng túng phía sau, hắn lại có làm cho chờ mong, bởi vì rất nhanh đã có người làm bạn. Nhìn hắc bào nhân tư thế, hiển nhiên là muốn giết người cướp của, triệu bân có thể không thu thập hắn. Tiểu tiểu một nửa thần, người nào đưa cho người tự tin, dám ở bổn tôn trước mặt bày ra binh khí. hắc bào nhân khóe miệng hơi vỉnh, khí lực tùy theo run lên, có một tôn bảo tháp ngang trời mà ra. Hàng thật giá thật cực đạo thần binh, tại hiển hóa phút chốc, liền nghiền tinh không một hồi lay động. Oanh! bảo tháp trên trời hạ xuống, có lẽ quá nặng trọng, tựa như thái sơn áp đỉnh. Thấy chi, triệu bân rất tự giác thu kim đao, lại đổi một thanh binh khí. Bực này cục diện, ác thần chiến mâu dùng đến càng thêm tiện tay, tốt xấu là đế thần binh. O ô, n, g. Thấy hắn một bước lên trời, vũ động chiến mâu, nhất mâu tương bảo tháp phung mạnh tới rồi lên chín từng mây. Một cô này tử, đánh chính là hắc bảo nhân có chút thương yêu, bản mệnh khí cắn trả, cực kỳ mãnh liệt ác thần chiến mâu hắn là cái với kiến thức rộng rãi chủ liếc mắt một cái liền nhận ra đó là ai bản mệnh thần khí đã là nhận ra cái kia người này thân phận liền biểu hiện rõ ràng rồi tuyệt đối là vĩnh hằng thể như dâu bạc lão đạo hắn cũng là nghi hoặc không hiểu thần tiên thông đạo đã đứt rồi triệu bân từ chỗ nào đến đấy tiền bối thế nào vẫn bỏ trốn ngắn ngủi trong nháy mắt triệu bân đã sách mâu đánh tới hắc bào nhân bề bổn sợ thu thần cũng là một tiếng nhe răng cười. Triệu bân, ngươi nói thật thật can đảm. Thù mới thù cũ, cùng nhau thanh toán. Triệu bân không cái gì lời thừa, nhất mâu mang theo cuốn lôi đình thiểm điện, xuyên thủng rồi hư vô. Ngươi sợ không phải đã quên, đây là ở thần giới, thần minh vẫn là không gặp áp chế đấy. Hắc bào nhân cười lạnh, vung tay lên, quét sạch thao thiên huyết hải, trên trời cuồn cuộn hạ xuống. Vừa gặp triệu bân giết tới, ngay tại chỗ bị nuốt hết, trong đó có vô số vong linh, hướng hắn kéo tới. Phá! Triệu bân một đạo hư vọng kiếm quang, bổ ra rồi huyết hải, như dao long vọt người mà ra. Trước mặt, liền thấy hắc bào nhân giết tới, một đạo nguyên thần kiếm, cách không chém giết tới đây. Siêu! Triệu bân lấy thuấn thân né qua, như quỷ mị bình thường tới người. Không cái gì lòe loẹt nhất mâu đâm hướng hắc bào nhân đầu lâu. Thuấn thân chi pháp, đối với bản tôn vô dụng. Hắc bào nhân trước mắt khinh miệt, nhẹ nhõm tránh khỏi công phạt hắn một bước lên trời lật tay chính là một đạo năm ngón tay đại ấn triệu bân cũng là cường thế nhất mâu chống trời cho cái kia chọc lấy cái nát vụn. còn chưa xong hắc bào nhân sâu kín cười một tiếng vạn đạo kiếm quang hiện ra như mưa to gió lớn phách trảm tiểu trang diện triệu bân xem cũng không xem chống đỡ ra thiên ngự chi quang cực tẫn phòng ngự phá hắc bào nhân vừa quát âm vang nhặt rồi một luồng huyết khí thành một đạo kiếm khí lăng thiên chảm đến cái này đạo kiếm khí cực kỳ biến hóa kỳ lạ, không nhìn không gian cách trở, nhất kích liền phá triệu bân thiên ngự. Siêu quần bạt tuệ A. À. Triệu bân cười lạnh, diễn xuất rồi vĩnh sinh vương tỏa, nghênh đón thiên đụng phải đi lên. Phía sau, chính là táng thế thần quan cùng tăng thần chung, đều như núi cao khổng lồ. Như thế công phạt, thương được rồi ta. hắc bào nhân bước cách tràn đầy, nhất kiếm vẽ ra, phát họa rồi một đạo huyết sắc tinh hà. Cái này dễ dùng, vô luận táng thế quan vẫn là tang thần chung, cũng hoặc vĩnh sinh vương tỏa, đều bị ngăn lại. Chân áp, hắc bào nhân hét to, diễn xuất rồi một vòng thái dương, cầm triệu bân vây ở trong đó. Thái dương vốn nên nóng bỏng, có thể hắn diễn xuất thái dương, cũng là so cửu u rất âm hàn. Trừ nay, chính là một cố hóa diệt chi lực, triệu bân khí huyết, bị ma diệt hơn phân nửa. Nhiều như vậy sinh linh, thật không có phí công thôn nơi nào. Dầu bạc lão đạo thổn thức, có chút xem thường hắc bào nhân chiến lược rồi. Giống như này nội tình, bán thần cấp triệu bân, sợ không phải cái đồ kia đối thủ. Giải lão phu phong ấn, hai ta một khối đánh hắn. Dầu bạc lão đạo chủ động xin đi giết giặc, nói âm vang có lực, hơn nữa là hiên ngang lẫm liệt. Triệu bân không nghe hắn ngủ phấp phới, giải rồi phong ấn, lão đạo này hơn phân nửa chạy so con thỏ còn nhanh. Vĩnh hằng kim thân, mở, rèn sắt còn phải tự thân ngạnh, triệu bân trực tiếp mở đại chống trời lập địa vĩnh hằng kim thân, chống bạo rồi thái dương. A, à, Hắc Bảo Nhân nhất tiếng kêu đau đớn, bị chấn lộn nhào. Hắn con mắt có kinh dị, kinh dị Triệu Bân bây giờ chiến lực. Cái này mẹ nó là thần giới a, à, không có càn khôn áp chế tu vi. Hắn cái này tôn không sứt mẻ thần minh, lại ép không được một cái bán thần. Phanh. Triệu Bân lăng không mà đến, đại la thiên thủ phách liệt vô cùng. Hắc Bảo Nhân một bước không có đứng vững bị áp ầm ầm quỳ xuống đất quy liên quỳ hắn thần thân thể phách vẫn một hồi lốp bốp được là ta suy nghĩ nhiều dâu bạc lão đạo một tiếng ho khan vĩnh hằng thể chiến lực có vẻ như so với hắn trong tưởng tượng càng cường cũng kinh khủng hơn ta chính là thần hắc bào nhân gào thét mở bản mệnh dị tượng hắn diễn mở một phương đại thế giới cưỡng ép phá triệu bân trưởng uy bản mệnh dị tượng sao triệu công tử cũng có vĩnh hằng tiên vực đoạt thiên tạo hóa giặc giặc hắc bào nhân dị tượng đại thế giới trong khoảnh khắc sụp đổ cái kia nửa bên thân hình cũng bởi đó nổ thành rồi một bãi bùn máu thưa dịp hắn bệnh muốn mệnh hắn dâu bạc lão đạo một tiếng gào to cần gì hắn nói triệu bân chiến mâu cũng đã rơi xuống hắc bào nhân tàn khu trong nháy mắt bị đánh cái bạo diệt triệu bân bổn tôn ngày khác tất trả ngươi hắc bào nhân nghiến răng nghiến lợi hắn nói vô cùng tàn nhẫn nhất lời nói rồi lại làm nhất sợ sự tình, lại mẹ nó quay đầu chạy. Trở về, triệu bân một cái di thiên hoán địa, cùng nó đổi rồi vị trí. Hắc bào nhân vội vàng không kịp chuẩn bị, lại là một bước chưa có đứng vững. Cũng không đợi hắn đứng vững, hồng mông hải liền đã mãnh liệt mà đến, trực tiếp đem bao phủ. Phía sau một màn, chớ nói dầu bạc lão đạo, liền triệu bân cũng không khỏi được lông mi trao lên. Hắc bào nhân là thật kháng đánh, chỉ còn một đạo suy yếu nguyên thần, lại vẫn có thể phá hải mà ra. Nhiên, không có gì sâu dùng, có thể ra hồng mông hải, không có nghĩa là là có thể chạy trốn. Triệu bân đã ném ra chiến mâu, nhất mâu tương hắc bảo nhân, đính tại rồi hư vô. Được rồi, thấy hắc bảo nhân bị trấn áp, dâu bạc lão đạo hài lòng vuốt vuốt tròm dâu. Đây là một cái sao thảm thế giới, có người làm bạn, tâm lý liền cân bằng hơn nhiều. Thiếu tôn, cứu ta, hắc bào nhân gào rú, có chứa kêu rên ý tứ. Đừng nói, thật có như vậy một đạo ánh sáng, trên trời mà đến. Đó là lữ sưởng thần thông, có triệu hoán, mới có thể hiển hóa. Chanh, triệu bân tế ra thiên diệt nguyên thần kiếm, nghênh không bổ diệt thần quang. Hắn dự đoán không kém, lữ sưởng người kia, thật nghịch thiên phong thần. Đáng tiếc, cái kia cũng chỉ là một đạo thần quang, không thấy lữ sưởng thân ảnh. Sớm muộn gì tìm ngươi thanh toán. Triệu Bân hừ lạnh một tiếng, lại mở vực môn, mang theo hắc bảo nhân đi vào. Vì hôm nay, tìm lạc hà gấp rút, đến mức lữ xưởng tất dùng cái kia đầu lâu tế cờ. Triệu Bân, lúc này, không biết đang ở bao nhiêu vạn dặm ngoại lữ xưởng thông suốt mở con mắt. Hắn cũng kinh ngạc, kinh ngạc Triệu Bân lại đến rồi thần giới, quả thực vượt quá hắn đoán trước. Thú vị, kinh ngạc phía sau, lữ xưởng lộ ra một vòng hí ngược dáng tươi cười, trong mắt nhiều sâm ánh sáng. Năm đó, hắn có thể gài bẫy triệu bân, trước mắt, cũng đồng dạng có thể làm cho cái kia có đến mà không có về. chương 1909, Vọng Sơn Vực môn thông đạo Triệu bân nghiễm nhiên mà đứng, thân trước có nhất lò luyện đan tọa lạc, liệt diễm hừng hực. Mà vong linh nhất mạch hắc bảo nhân, ngay tại trong lò, đang tại bị hắn dùng nguyên thần chi hỏa nung khô. Hoặc là nói, là nghiêm hình bức cung. Tìm không được lữ sưởng, hắn cũng không được tìm người hỏi một chút sao. Không biết, ta thật không biết. Hắc bào nhân kêu thảm thiết, so lệ quỷ kêu rên càng thê lương. Cái này, không phải ta muốn đáp án. Triệu bân nhạt nói, nguyên thần chi hỏa càng nhiều hủy diệt chi ý, thẳng đốt hắc bào nhân nguyên thần vặn vẹo, cái kia từng tiếng kêu thảm thiết, nghe hỏa phù dâu bạc lão đạo, toàn thân lạnh lẽo, chỉ sợ triệu bân tâm tình khó chịu, cũng đem hắn ném vào trong lò hỏa táng rồi. Hắc bào nhân sợ là thật không biết lữ xưởng nơi đi, đều bị luyện thành tàn hồn rồi, cũng không nói ra cái nguyên cớ, Triệu Bân mặc dù không cam lòng, nhưng vẫn là dừng tay rồi, đem tàn hồn giam giữ tại một đạo phù trong. Hắn không nhàn rỗi, lại khoanh chân mà ngồi, tĩnh tâm ngộ đạo. Dầu bạc lão đạo đại khí không dám ra một tiếng, lại không dám đảo lại, chỉ cần cù hỏa phù. Phía sau một đường, hai người bình an vô sự. Kỳ quái thông đạo cũng tĩnh dọa người. A, à, cho đến một trong nháy mắt, Triệu Bân đột nhiên nhất tiếng kêu đau đớn. Lão đạo vô thức xéo con mắt Lọt vào trong tầm mắt, liền thấy khoanh chân Triệu Bân, lệch ra té xuống, cũng không biết là ngộ đạo xảy ra vấn đề, vẫn là một đường đi tới quá mỏi mệt, lại mẹ nó ngủ rồi, ngủ là ngủ rồi, vẫn ngủ vô cùng không yên tâm tường, nên là tại làm ác mộng. Tiểu Hữu lão đạo nhỏ giọng kêu một câu. Thật lâu, cũng không trông thấy Triệu Bân đáp lại, chỉ khi thì kêu rên. Tình huống nào, lão đạo trong lòng thầm nhũ, hai mắt chi quang cũng thâm thúy không thiếu. Người nơi nào một khi đã có không an phận ý niệm trong đầu, vậy thì một phát không thể vãn hồi rồi. Như lão đạo này, lúc này liền đang suy nghĩ chuyện tốt nhi, thầm nghĩ, có muốn hay không thừa dịp triệu bân trạng thái không tốt lúc, lén lút chạy đi, thời gian lâu dài, ý nghĩ này, ngay tại không tự giác giữa, tràn ngập hắn chi tâm cảnh, thậm chí còn, có như vậy cái mấy cái trong nháy mắt, hắn còn nghĩ lấy đối với triệu bân ra tay, nếu là tế ra tuyệt sát, nhất định có thể nhất kích đưa đi vĩnh hằng thể. Đến lúc đó, còn có thể vật lộn một trận đại tạo hóa. Lão thoại nói rất hay, cầu phú quý trong nguy hiểm sao. Nhân tính tham lam, nghiễm nhiên đã đem hắn đẩy hướng điên cuồng ở mép. Oanh, làm gì vậy Long Uyên nhảy ra ngoài. Nó một tiếng này gào to không quan trọng, chỉnh lão đạo một hồi nước tiểu run rẩy, hồn nhi đều nhanh bị sợ không còn, cảm giác này, liền nghĩ nhất tên trộm nhi, tại lục tung, lại bị chủ nhà cầm vừa vặn. Mệt mỏi, nghỉ một hồi, lão đạo ngượng ngùng cười một tiếng, nội tâm khẩn trương, để cho hắn có vẻ có chút chân tay luống cuống, có phần nghĩ đến nhất chén rượu nhỏ áp cho đỡ sợ. Thành thật chút, đừng tự tìm phiền phức, tiên lôi cùng hỗn thiên hỏa cũng đi ra, một tiếng quát tháo không che giấu chút nào. Bị nó ba một phen đe dọa, lão đạo cương ép bỏ đi làm loạn ý niệm trong đầu. Nói cho cùng, hắn vẫn là sợ triệu bân, bởi vì nhất lấy vô ý, chính là vạn kiếp bất phục. Họa phù, hắn lại cầm phù bút, tiếp tục làm hắn khi làm việc cực nhọc trong lúc, hắn không chỉ một lần liếc trộm triệu bân. Cái này nghịch thiên yêu nghiệt, trạng thái đích xác không thế nào tốt, nhìn cái kia thống khổ thần thái, liền biết cái kia tâm thần hỗn loạn không chịu nổi, tùy thời đều có thể tẩu hỏa nhập ma. Diệp thần, vẫn là như vậy nói mê, là triệu bân lờ mờ kêu gọi. Hắn là làm ác mộng, lại mộng thấy rồi ngoại vũ trụ cố hiếu, đó là một cái máu chảy đầm đìa diệp thần, thương thành tổ ong, bị băng lãnh xích sắt, tỏa tại vô biên trong bóng tối. Lão đại, Long Uyên một tiếng ô, ô, n, g run dẩy, chọc chọc Triệu Bân. Lão đạo xem kéo khóe miệng, bởi vì này thanh kiếm, cho Triệu Bân lồng ngực, chọc lấy cái huyết lỗ thủng chứa nói người bị, nhìn xem đều mẹ nó đau. Đừng nói, một kiếm này dễ dùng, thật cho Triệu Bân làm thức tỉnh. Người là tỉnh, có thể hắn rồi lại ngồi ở đó, không chút sứt mẻ. Hắn có vẻ ngốc trệ, thậm chí còn, hai mắt vẫn có phần lộ ra trống rỗng. Lão đạo xem rõ ràng, Triệu Bân ý thức, tại trong mê ly thần du thái hư. Như vậy trạng thái, đủ rằng có hơn phân nửa nguyệt, tài thấy triệu bân con người thành thanh minh. Sao sẽ như thế? Hắn lẩm bẩm lời nói, tàn đầy nghi hoặc. Hắn rất không minh bạch, vì cái gì cùng một cái mộng. làm nhiều lần như vậy, là trùng hợp, vẫn là một loại điểm xấu dự ngôn. Tiểu hữu lão đạo buông xuống phủ bút, thăm dò tính hô một tiếng. Triệu bân không đáp nói, chậm rãi thu suy nghĩ, một bước đi ra vực môn thông đạo, án không gian định vị, chỗ mục đích đã đến. Hướng đi xa xem, có thể thấy một phiến tường hòa Phật Quang. Phật Quang phổ chiếu dưới có một tòa linh sơn, Phật âm hưởng triệt, uy nghiêm trang trọng. Đó chính là vọng sơn, người hắn muốn tìm, liền ở trong đó. Triệu bân nhìn thoáng qua, tùy theo mở ra bước chân. Lão đạo như cái tiểu thư đồng, theo thật sát phía sau hắn. Nói thực ra, hắn là cực không thể tới đây đấy, bởi vì Phật rất tà dị, tới nhắc lên nhân quả, chưa chắc là chuyện tốt, hắn có rất nhiều hảo hữu vốn là một lòng tu đạo, có thể tu lấy tu lấy, liền tu đến Phật môn trong rồi, cũng không biết là kiền tâm thiền phương pháp, vẫn là có khác manh mối. Thế nào không thấy đầu chọc lạc? So sánh với dầu bạc lão đạo, lòng uyên bọn chúng liền đặc biệt sinh sôi, luồn lên nhảy xuống. Cái này, cũng là triệu công tử muốn hỏi đấy, duyên bởi vì một đường đi tới, không thấy nửa cái Phật đà, ngược lại Phật tháp, Phật tượng cùng bảo tự, thấy một tòa lại một tòa, không người cung phụng, cũng là niệm lực thông thả, liền cái kia một gốc gốc hoa hoa thảo thảo, đều nhuộm Phật quang, kéo dài không tiêu tan. Cho đến một tòa chùa miểu trước, hắn tài nhìn thấy bóng người. Có nhất Phật Đà, đang ngồi cái kia tĩnh tỏa, cái ót nhi sáng loáng ánh sáng ngói bầy ra, trông coi sau đầu, còn có một cái vòng sáng nhi trôi nổi, ánh vàng rực rỡ Phật văn, tại cái kia bên thân, tựa như như ngầm hiện. Thần Minh Cảnh, triệu bân trong lòng một câu, có thể nhìn ra này Phật Tu Vi. Hắn chính là La Già, lại xưng la già tôn giả, vọng sơn Phật chủ đồ nhi. Lão đạo truyền âm, triệu bân không nói, nhìn về phía hắn phương. Trừ la già tôn giả, trước miếu còn có một người, là một cái bạch y tiểu thiếu niên, chính cầm lấy cái trổi, rõ ràng quét lá rụng, hắn nhìn đi lúc tiểu thiếu niên vẫn đối với hắn cười cười. Thí chủ đường xa mà đến, không biết làm sao chuyện gì. La già tôn giả dĩ nhiên mở con mắt, con người thanh tịnh tường hòa. Tìm ngươi ra sư tôn, không chờ Triệu Bân trả lời, liền nghe lão đạo mở miệng. Gia sư dạo chơi nhiều năm, không trong núi, la già tôn giả mỉm cười. Khi nào trở về, Triệu Bân bề bộn sợ hỏi. Không biết, la già tôn giả nhẹ nhàng lắc đầu. Triệu Bân lông nghi hơi nhíu, rất xa có vẻ như một chuyến tay không. Cái này vô nghĩa rồi, thần giới lớn như vậy, nơi nào tìm sơ giao cổ thần. La già, lăn ra đây. Hắn phiền muộn lúc, bỗng nhiên nghe thấy ngoài núi một tiếng khẽ quát lại có khách tới, là nhất nữ tử, cũng là hàng thật giá thật thần minh, trong tay còn cầm một thanh thần kiếm, người còn chưa tới, liền thấy sát khí tàn sát bừa bãi, xua tán đi vọng sơn Phật quang. Không cần đến hỏi, liền biết là đến đập phá quán đấy. Tinh nguyệt cổ thần, lão đạo tựa như nhận ra, lông mi trao lên. Triệu bân thấy, thì không khỏi sướng sờ. Không trách hắn như thế, đều bởi vì cái kia tôn nữ thần minh, cùng vô ưu tiên tử, sinh giống như đúc. Hóa thân, Triệu Bân lẩm bẩm lời nói, trong lòng như vậy nói thầm. Vô ưu tiên tử là một cái dị loại, từng có một tôn hóa thân phong thần, tam giới độc nhất cái. Chuyện này, hắn cũng là về sau mới biết, bây giờ nhìn lên, chính là vị này rồi. Audio điện tử võ tấn bền chương 1910, Vạn Phật Triều Tông Phanh, tinh nguyệt cổ thần vừa thiên mà đến, đạp hư không ẩm vang. Bởi đó, toàn bộ vọng sơn Phật Tháp đều một hồi lay động. Đạo hữu chuyện gì như vậy tức giận, la già tôn giả mỉm cười. Độ đồ nhi ta, ta chẳng lẽ lại còn muốn khuôn mặt tươi cười trò chuyện với nhau tinh nguyệt cổ thần hừ lạnh một tiếng. Hắn cùng với Phật hữu duyên là tự nguyện nhập Phật môn. Cái kia lão nương nhìn người khó chịu, có phải hay không có thể xúc người cái này vọng sơn? Thí chủ lệ khí quá nặng, tất nhiễu đạo tâm. La già tiếng như chuông lớn. Cái ót nhi sáng quá, tự ít đi nói mê sảng tinh nguyệt cổ thần sợ là cái bạo tính khí, một lời không hợp, trực tiếp đấu võ, vạn đạo kiếm quang lăng không phách chảm, tựa như mưa to mưa to chút xuống. Ai? La già một tiếng thở dài, trống lên rồi một phiến Phật quang, hủy vạn kiếm chi uy. Mà cái này trong nháy mắt, tinh nguyệt cổ thần đã đạp thiên hạ xuống, một cái phất tay áo, lấy đi này cái rõ ràng quét lá dụng bạch y tiểu thiếu niên, hắn cũng không phải là Phật gia người, là nàng tòa hạ đệ tử. Ta nói nhìn thấy quen mặt đâu thì ra tinh nguyệt đồ nhi, lão đạo nói thầm, cái ót nhi đích xác rất sáng, triệu bân thì một câu thâm trầm, nhất nghe không thể cùng Phật hữu duyên, còn không bằng một câu lão nạp nghĩ đùa nghịch lưu manh. Nghe dễ nghe, oanh, phanh, hai người trả lời lúc, tinh nguyệt cổ thần đã cùng la già tôn giả khai chiến. Đều là thần minh, đều nội tình không tầm thường, đánh chính là cái kia trời dung đất chuyển. Còn có náo nhiệt xem, dầu bạc lão đạo tặc có ý tứ, đã sách ra trí nhớ tinh thạch. Triệu công tử không có cái này lòng giả thanh thản tình, chỉ cao thấp đuổi lượng tinh nguyệt cổ thần, vô ưu tiền bối hóa thân, có thể so sánh bổn tôn có sức sống hơn nhiều, ít nhất đối người có một bộ, rất giống cái nữ hán tử. Lão đại, người giúp đỡ. Long huyền e sợ cho thiên hạ không loạn, tiên lôi cùng hỗn thiên hỏa cũng luồn lên nhảy xuống. Triệu bân là muốn trợ chiến đấy, chỉ là nhìn tinh nguyệt cổ thần cuộc chiến lực, có vẻ như không cần hắn hỗ trợ, hắn tương đối hiếu kỳ chính là tinh nguyệt cổ thần có hay không biết mình là một cái hóa thân phốc nhuốm máu phật quang vào hư không lộ ra một đạo tiếp một đạo la giả đích xác không địch lại tinh nguyệt bị nhất kiếm kiếm bổ đứng không vững phật con mắt không thanh tịnh rồi hơn nhiều một vòng tàn khốc còn có hắn quét sạch niệm lực hải dương cũng nhiều bão ngược chi ý nhiều năm không thấy càng là có thể đánh rồi dầu bạc lão đạo nói qua khen kết đến rồi mấy tờ đại đặc tả so sánh với la già tôn giả hắn nhìn tinh nguyệt cổ thần càng thêm thư thái tuy nhiên tánh tình nóng nảy chút nhưng không chịu nổi người dài đẹp a à. dù sao vẫn so với kia cái bầy ra cái ót nhi nhìn xem thuận mắt phốc lại là một đạo huyết quang la già tôn giả bị chảm hoành lật hư không tám trăm trượng to như vậy vọng sơn lần nữa lay động không chịu nổi từng tòa phật tháp ầm ầm sụp đổ lão đạo cười có chút nhìn có chút hả hê rồi cho người độ người đồ nhi xem bị đánh a à. Vọng Sơn Phật Chủ hạng gì tu vi? Triệu Bân hỏi một câu. Nghe đồn đã phá vỡ mà vào Đế Thần Cảnh. Lão đạo thuận miệng đáp lại. Hắn cùng với A La Phật Tôn ai hơn cường? Triệu Bân xách bầu rượu. A La Phật Tôn chính là Phật Quốc Chúa Tể, chịu vạn Phật hương hỏa, càng là hàng thật giá thật trí cao thần truyền thừa. Vọng Sơn Phật Chủ tiểu tiểu Đế Thần tới không thể so sánh. Trí cao thần, ân cũng chính là hoang thần. Lão đạo đổ một ngụm rượu lại đổi một khối trí nhớ tinh thạch. Muốn nói, lão đầu nhi này cũng là tâm đại, bảo bối đều bị lột ánh sáng, bản mệnh khí không có rồi, lại vẫn có tâm tư làm chuyện này. Nhìn triệu công tử ánh mắt, liền thâm thúy hơn nhiều. Năm đó, bởi vì Thanh Loan bị độ hóa một chuyện, hắn cùng với A la Phật tôn hóa thân là từng có xung đột đấy, Phật quốc chúa tể nếu là mang thù, khó tránh khỏi sẽ mời hắn đã qua uống trà niệm kinh. Cho nên nói, hắn được điệu thấp chút, trung quy đây không phải tiên giới. Ngươi, chọc giận tới Phật, la giả Phật âm minh mông cuồn cuộn, giống như oanh lôi. Hắn sợ là bị đánh thức giận rồi, gọi ra Đại Phật Kim Thân. Không hổ là Đại Phật, chính là Nguy Nga, dường như một tòa tám nghìn trượng cự nhạc, toàn thân, đều kim quang lộng lẫy, trông coi Phật huy lung chiều, to lớn con mắt, hoảng tựa như hai đợt thái dương. Vốn dĩ, người cũng sẽ sinh nộ. Tinh Nguyệt cổ thần lạnh lùng cười một tiếng, diễn xuất rồi một phiến tinh không. Ngân Luân treo cao, tinh thần tô vẽ, đó là nàng bản mệnh dị tượng. Đại Phật là nguy nga, thực sự không địch lại tinh không minh mông, bị che lấp Phật quang. La già tôn giả đẫm máu, nửa bên Phật khu đều bị đánh nát, niệm lực suýt nữa băng tán. Ta kính ngươi sư tôn chính là đại trí giả, hôm nay, coi như cho ngươi giải cái ghi nhớ. Tinh nguyệt cổ thần nhàn nhạt một tiếng, tùy theo thu thần thông, xoay người đạp thiên mà đi. Cử động như vậy, triệu bân cùng lão đạo đều không ngoài ý, trung quy vọng sơn Phật chủ là một tôn đế thần, thật muốn đem hắn đổ nhi diệt, cái kia tinh nguyệt nhất mạch, ngày sau cũng đừng nghĩ lại an tâm. Nơi nào đi? La già tôn giả một tiếng hét to, không còn nửa phần Phật tường hòa. Thấy hắn sừng sững vọng sơn chi đỉnh, chắp tay trước ngực, niệm kinh Phật. Tiếng chuông vang vọng, có từng đạo Phật quang trùng thiên, hóa thành từng cái hư ảo kim Phật, hoặc khoanh chân đám mây, hoặc đứng lặng cửu tiêu, hoặc cầm trong tay thiền trượng, hoặc chấp trưởng kinh cuốn vạn phật triều tông lão đạo thấy chi tâm cảnh không khỏi run lên triệu bân nhìn cũng lông mi hơi nhíu la già đại thủ bút a à. vậy mà tế ra hương hỏa niệm lực mở ra vạn phật thế giới cái này là chuẩn bị cùng tinh nguyệt cổ thần không chết không thôi rồi a à, tinh nguyệt cổ thần một câu ngâm nga bị vây ở phật thổ trong chờ đợi đứng vững nàng trong mắt hơn nhiều lãnh ý chân thực không ngờ đến la già lại cùng nàng đến như vậy nhất suất như vậy mở vạn phật thế giới tế hương hỏa đấy, động cũng là vọng sơn căn cơ. Vào vọng sơn Phật thổ, người liền đi không được, la giả ánh mắt nhuốm máu. Như thế nào, cũng muốn liền bản thân, một khối độ hóa tinh nguyệt cổ thần nhạt nói. Cùng Phật nghiệp chướng chướng, liền cần rồi nghiệp xuyên, la giả tôn giả toàn thân Phật quang vạn trường. Cái này, mặc dù tinh nguyệt dị tưởng, cũng nhịn không được Phật chịu uy rồi, trong khoảnh khắc băng diệt. Cùng với một tiếng ô, ô, n, g động, một tòa như núi khổng lồ Phật Trung hiển hóa, đem vây ở trong đó, Phật ra niệm lực, tại nội mãnh liệt, hương hỏa thành liệt diễm, đốt diệt nàng chi thần lực. Nguy cơ trước mắt, triệu bân sau lưng có cự môn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Vạn Phật triều tông thế giới, vẫn cần mạnh nhất công phạt đến phá. Theo vĩnh hằng chi môn mở cửa, vô cùng vĩnh hằng quang huy hoành phô cửu thiên. Sau đó, liền thấy vạn Phật rung động, một tôn tiếp một tôn trên trời rơi xuống. Ừng ực, lão đạo xem âm thầm nuốt nước miếng không nghĩ tới triệu bân có thể nhất kích công phá vạn phật thế giới phải biết đây là ở vọng sơn la già này đây vọng sơn căn cơ mở phương pháp lại không thể chống đỡ giặc giặc khốn lấy tinh nguyệt cổ thần vạn trượng kim trung sụp đổ rồi vết nứt mà sừng sững vọng sơn chi đỉnh la già thì miệng lớn phun ra máu tươi hắn khó có thể tin tinh nguyệt cũng khó có thể tin một cái bán thần cảnh lại có như thế sức mạnh to lớn mắt phụng về rồi, đúng là vĩnh hằng thể, tinh nguyệt cổ thần lẩm bẩm lời nói. Nghe đồn quả nhiên không giả, đại la thánh tử là một tôn tuyệt đại loại người hung ác. Từ vọng sơn mở phương pháp, phạn Phật thế giới vẫn là lần đầu tiên gặp bán thần trọng thương. Đi, triệu bân một bước kéo dài qua cửu thiên, mang theo tinh nguyệt cổ thần chui ra khỏi vọng sơn. Đây chính là la già chủ tràng, đợi hắn chỉ hoãn một hồi nhi, có thể đã đi không được nữa. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, chớ nói hắn, dù nguyệt thần đến rồi, cũng phải tạm lánh phong mang. chương 1911, tuyệt tình đạo. Ngươi, lại dám cùng ta Phật đối nghịch. La già tôn giả gào thét, vang vọng toàn bộ thiên địa. Thất bại một hồi, hắn sợ là thật ma chướng rồi, lại dẫn vạn Phật hương hỏa niệm lực, đuổi theo ra rồi vọng sơn, Phật từ bi, đã ép không được hắn chi hung thần, cái kia vốn nên tường hòa con mắt, lại không thanh tịnh, liền thông thả Phật quang, cũng bởi đó, hơn nhiều ban bác chi sắc. Không nghe thấy, Triệu Bân lựa chọn tính không nhìn, mang theo tinh nguyệt cổ thần, biến mất tại phía chân trời. Nói đến tinh nguyệt cổ thần, trạng thái cũng không thế nào tốt, đã trúng vạn Phật Triều Tông, cái kia bản mệnh thần lực, đã được đốt diệt không còn rồi, nếu không có bí pháp thủ hộ chân thân, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Tĩnh thủ thần thai, Triệu Bân nói qua, một tay đặt ở cái kia đầu vai, cuồn cuộn bản nguyên rót vào. Khí huyết huệ hoài tinh nguyệt cổ thần, gương mặt lúc này mới hơn nhiều một ít kéo xuống hồng nhuận phơn phớt. Chọc Phật, tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt, bạch đạo nhỏ giọng nói một câu. Không chọc cũng chọc, triệu bân thản nhiên nói, lấy hồng mông chi khí, xua tán đi còn sót lại tinh nguyệt trong cơ thể niệm lực. La già là thật hung ác, một cái vạn Phật triều tông không sao cả, suýt nữa hủy cái này tôn thần minh. Lão đạo không lại nói, ước lượng tay ngồi xổm tại đó, không biết suy nghĩ cái gì. Cái này một lần, hắn tuy là quần chúng sợ cũng cùng phật kéo nhân quả vọng sơn phật chủ trở về chắc chắn thanh toán khó tránh khỏi sẽ mang lên hắn chẳng biết lúc nào triệu bân mới thu tay lại khoanh chân tinh nguyệt thì tùy theo mở con mắt niệm lực bị diệt nàng đã không còn đáng ngại rồi đa tạ tiểu hữu cứu giúp tinh nguyệt cổ thần trong tiếng cười nhiều mỏi mệt tiền bối có biết nàng triệu bân lướt nhẹ qua tay diễn một đạo màn nước màn nước ở bên trong có nhất nữ tử dựng ở dưới tinh không, lẳng lặng ngửa mặt nhìn thương nhiều Tỉ mỉ một nhìn, chính là vô ưu tiên tử. Tinh nguyệt cổ thần thấy chi, thần sắc hoảng hốt. Lão đạo thấy chi, thì là một hồi lầm bẩm bổn tôn còn tốt, dĩ nhiên nghịch thiên phong thần. Triệu bân cười một tiếng, mặc dù lòng có kinh ngạc, nhưng cũng không quá ngoài ý muốn. Tốt xấu là một tôn thần, tinh nguyệt sợ là sớm biết bản thân là hóa thân. Chính là không biết, vô ưu tiên tử có hay không đã trả nàng thân tự do. bổn tôn, lão đạo nghe lông mi trao lên, cũng là không hiểu ra sao. Như thế nào cái ý tứ, tinh nguyệt cổ thần là của người nào hóa thân sao? Là thật như thế, cái kia tinh nguyệt liền quá nghiêu bức, lấy hóa thân có thể làm đến thần minh cảnh, hơn nữa, vẫn là đột phá pháp tác không cùng siềng xích. Trước bổn tôn một bước phong thần đấy, như vậy ta dị sự tình, hắn sống rồi mấy nghìn năm, vẫn là đầu một hồi nghe nói, một tôn hóa thân đều như vậy nghịch thiên, khó có thể tưởng tượng, tinh vân cổ thần bổn tôn, nên có nhiều khủng bố, tuyệt đại đại thần sao. So sánh với hắn, triệu bân liền bình tĩnh không ít. Vĩnh hằng thủy tổ thê tử, có thể không khủng bố sao? Tiểu hữu như thế nào đi vọng sơn? Tinh nguyệt cổ thần hỏi. Tìm Phật chủ hỏi thăm sơ giao cổ thần, triệu bân không giấu giếm. Người cùng sơ giao cổ thần, còn có nguồn gốc tinh nguyệt ngạc nhiên. Thê tử của ta, chính là nàng chi hóa thân. Triệu Bân chậm rãi nói rằng, khục khục, vừa rồi đổ một ngụm rượu bạch đạo, bị choang thiếu chút nữa lên đường. Tinh Nguyệt cổ thần cũng kinh ngạc, cuối cùng biết rõ Triệu Bân vì cái gì mạo hiểm đến thần giới rồi. Đã là sơ giao hóa thân, vậy người tìm về thê tử khả năng, liền gần như là không rồi. Sâu bạc lão đạo ôm bầu rượu, chật chật rồi một chút nghiệt. Vì cái gì, Triệu Bân lông mi trao lên, vẻ mặt không hiểu. Sơ giao tu chính là tuyệt tình đạo tinh nguyệt cổ thần nói ra rồi bí mật tuyệt tình đạo triệu bân lông nghi hơi nhíu đây là hắn bất ngờ đấy đừng tìm vọng sơn phật chủ rồi ta biết nàng ở đâu tinh nguyệt cổ thần lại nói nói qua liền thấy nàng nhẹ phẩy ống tay áo sửa lại truyền tống vực môn không gian tọa độ triệu bân tặc đến tinh thần chỉ cần sơ giao vẫn còn ở hắn thê nhi liền vẫn còn ở ân vọng sơn một nhóm không có phí công đi lão đạo lại suy nghĩ chuyện tốt như tìm được sơ giao, triệu bân có lẽ sẽ thả hắn. Hắn sẽ không nên nói nói, như vậy mới mở miệng, triệu bân tế ra một đạo kim sắc tiên quang, chui vào rồi cái kia mi tâm, xoa đi rồi hắn một chút trí nhớ, thuận tiện, còn đem cái kia đưa vào rồi mộng đẹp, có quan hệ vô ưu cùng tinh nguyệt, sơ giao cùng lạc hả đấy, càng ít người biết rõ càng tốt. Lão đạo có chút mơ hồ, mê man đi ngủ. Ngủ tốt, có chút cái này sự, đích xác không thích hợp hắn nghe. Gần chút ngày giờ, thần giới có thể có nguyệt thần nghe đồn triệu bân hỏi lời này vừa nói ra tinh nguyệt cổ thần không khỏi sửng sốt một chút nguyệt thần còn sống triệu bân không đáp nói cũng không nói rõ nhưng ánh mắt nhi nhiễm nhiên đại biểu hết thảy tinh nguyệt kinh hãi không hổ là cửu thế thần thoại tam thần chung đều vang lên lại vẫn có thể sát trở về thế gian còn có triệu bân năm đó gặp chúng thần vây công thân hủy thần diệt là như thế nào chạy ra tìm đường sống đấy gần đây cũng không nguyệt thần nghe đồn chỉ là nàng hơn phân nửa sẽ đi phật quốc thật lâu mới nghe thấy tinh nguyệt trả lời vì cái gì triệu bân vô thức hỏi lấy ta biết cái kia chu thần kiếm tại phật quốc cái khác bát đại thần khí cũng đều ở tại thần giới a nhất định tại đấy chính là không biết tại trong tay ai triệu bân hít sâu một hơi chưa phát hiện nhớ lại năm đó trận chiến ấy chúng thần vây công nguyệt thần cửu đại thần khí đều xuất hiện cho hắn trợ lực không nhỏ cũng chính là bởi vì có cửu đại thần khí trợ chiến, hắn tài khiêng ở rất nhiều hủy diệt công phạt, vì Nguyệt Thần ý chí trở về tranh giành quý giá thời gian, có thể nói như vậy, Nguyệt Thần có thể sát trở về thế gian, cái kia cửu thế bản mệnh khí, đều không thể bỏ qua công lao, có thể Nguyệt Thần phục sinh phía sau không nghe nàng đề cập, bây giờ xem ra, được nàng thần khí giả, đều không phải bình thường truyền thừa, tựa như Phật Quốc. Cũng may, thần giới không Nguyệt Thần nghe đồn, chứng minh nàng đến nay còn chưa bại lộ cao nữa là đại lão quả thực quá nhiều, vẫn là hèn mọn trưởng thành thì tốt hơn. A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai, bạch y tiểu thiếu niên được thả ra, cũng là đối với mình cái đích sư tôn, được rồi nhất tông Phật lễ, như như vậy cục diện, nếu là một lần nữa cho cái kia cắt một người đầu chọc, tất nhiên sẽ càng hợp thời sấn cảnh. Đồ nhi, còn nhớ được phi sư, tinh nguyệt cổ thần cười một tiếng. Người xuất ra không đánh lời nói dối, không có ấn tượng. Tiểu thiếu niên nói rằng, đùng, tinh nguyệt cũng là biêu hãn, một cái miệng rộng tử hô liễu đi lên. Triệu bân xem một tiếng ho khan, vị này thật đúng là cái nữ hán tử. Nhìn tiểu thiếu niên, dứt khoát ngồi tại đó, hòa thượng niệm kinh sao. Chắp tay trước ngực động tác, vẫn là rất chính thức rất tiêu chuẩn, trông coi rất có một bộ. Ta không vào địa ngục ưa thích người nào người nào điệu bộ. Hắc, tinh nguyệt cũng không bỏ qua hắn, không cần nói nhảm nhiều lời, lại một lần dơ lên bàn tay. Triệu bân bề bộn sợ đem ngăn lại, đã được độ hóa đánh thì đánh bất tỉnh đấy đạo lý tinh nguyệt tất nhiên là hiểu chính là nhiều ngày không thấy đầu nhi tay có chút ngứa ta đến triệu bân lấy một phương đàn cổ trước kéo ống tay áo tài kích thích rồi dây đàn hồi lâu không bắn tỉnh thế khúc hắn một điểm không ngượng tay cầm âm vẫn là như vậy du dương a à, tiểu thiếu niên đốn một tiếng kêu đau đớn vốn là tường hòa thần thái đã nhiều vẻ thống khổ cái này đều bình thường trung quy bị đổ hóa, muốn cái kia lôi trở lại, cũng không được nếm chút khổ sở. Triệu công tử cái này bắn ra, chính là hơn phân nửa nguyệt. Tiểu thiếu niên kêu rên, cũng vang hơn phân nửa nguyệt. Chỉ là, tình thế khúc đích xác dễ dùng, thật liền gọi trở về hắn chi đạo tâm. Tinh nguyệt cổ thần thi pháp, đem đưa vào rồi mộng đẹp, đồ nhi cần nghỉ ngơi một chút. chương 1912, thần thành. ầm vang, u ám cô quạnh âm tàu địa phủ, lôi minh không dứt đây không phải là thiên kiếp cũng là thượng thương khiển trách chế tài chính là minh giới chúa tể chẳng biết lúc nào lôi minh mới chôn vùi cũng như chúc không cùng vô đạo minh thần bị xét đánh không có người dạng này nằm dạp trên mặt đất một hồi lâu cũng không trông thấy nhúc nhích hắn đã không phải chế tài giả đã được thượng thương tháo bỏ xuống rồi đại càn khôn âm phong nhẹ phẩy có một người đột nhiên hiển hóa a à, không đúng không phải người mà là một đầu con lừa này con lừa, có thể không phải bình thường con lừa, chính là tân nhiệm minh giới chúa tể. Thấy nó, vốn định nghỉ một hồi minh thần, bụng lấy lao eo bò lên, vòng quanh cái này đầu con lừa, khập khiếng chuyển đủ hơn 10 lòng vòng nhi, ánh mắt nhi cái kia đặc sắc a à. Thường Thượng sợ là đầu óc nước vào rồi, cho tiên giới làm cái tiên nhân, cho phàm giới làm cái phàm nhân, đến hắn minh giới, quỷ đều không cần rồi, trực tiếp cứ vậy mà làm cái bốn đầu chân đấy, nhìn cái kia lưỡng đại môn nha, thật mẹ nó ngay ngắn. Siêu, hắn nhìn lúc con lừa hóa thành hình người là một cái gầy như củi khô lão đầu nhi. Lão đầu nhi tâm địa không sai quan mới tiền nhiệm làm chuyện thứ nhất chính là cho minh thần chữa thương. Ngươi đi cửa sau đến a, minh thần ho một cái lão huyết. Ta cũng không biết, liền làm rồi giấc mộng. Lão đầu nhi ha ha cười một tiếng, nhìn chung vũ trụ vạn cổ người tuyệt đối là cực kỳ có tiền đồ con lừa rồi. Đại thần, chớ mắng người nơi nào, người cũng phải là nhân tài được a thượng thương coi trọng ta, ta cũng qua một thanh chúa tể nghiện. Lão đầu nhi mặc dù hóa hình người, cũng giấu không được cái kia lưỡng đại môn nha, ha ha cười lúc, răng cửa đặc biệt sáng như tuyết. Có tiện hay không đem ta ném tới tiên giới, minh thần lau khóe miệng máu tươi. Tiền nhiệm chúa tể có yêu cầu, nhất định thỏa mãn. Lão đầu nhi vung tay lên. Minh thần đi rồi, trước khi đi, vẫn không quên quay đầu nhìn thoáng qua âm tàu địa phủ. Phổ biên hắc ám, phong linh quy khư chi địa, hắn một chờ đợi chính là mấy vạn năm, không nói ra được là cảm khái, đạo vô tận chính là tang thương, bây giờ, hắn tự do. Tiên giới, hắn như kiểu quỷ mị hư vô hiển hóa, không quấy nhiễu bất luận kẻ nào. Hắn đi một đường xem một đường, đi rất nhiều cựu thổ, nhưng không thấy một người quen. Người và vật không còn, là hắn lúc này tâm cảnh, chưa nói tới bi thương, chỉ là có chút phảng phất hoàng. Được đến tinh không ở chỗ sâu trong, hắn yên lặng ngừng chân, một thân một mình nhìn xem thương miểu. Tiên giới, phàm giới, minh giới chế tài giả, đều bị lột rồi, thần giới xác định cũng đồng dạng. Hắn không biết thượng thương dụng ý, chỉ biết cái này liên tiếp phiên thao tác, đến quả thực không hiểu thấu. Chờ đợi thu con mắt, hắn lại càng lúc càng xa, đi chính là hồng hoang đại lục. Tại đó, mới có thể gặp được mấy người quen, ví dụ như chúc không cùng vô đạo. Đêm, triệu bân cùng tinh nguyệt cổ thần, ra truyền tống vực môn. Phương xa, có một tòa thành chỉ tọa lạc. Trên bản đồ có tiêu ký, gọi cái kia thần thành, duyên bởi vì tòa thành trì này, có phần phú truyền kỳ sắc thái, từ xưa đến nay, từng xuất hiện trên trăm tôn thần minh. Thần thành danh tiếng, liền bởi vậy mà đến. Có biết cái này hai chữ, là ai người viết? Dưới tường thành, tinh nguyệt cổ thần chỉ chỉ tường thành bảng hiệu. Triệu Bân ngước mắt, có thể thấy trên tấm bảng thần thành hai chữ, có một cỗ tang thương chi ý, trước mặt kéo tới, dù là hắn nội tình, thêm với thần binh hộ thể, đều bị đụng không có thế nào đứng vững, hơn nữa ngắn ngủn trong nháy mắt, tựa như tại tuế nguyệt trường hà bơi một vòng nhi. Tiên tông thủy tổ tự tại thiên triệu bân nói rằng, đúng vậy, tinh nguyệt cổ thần cười một tiếng, luận đồng cấp, nàng chi kinh diếm, không kém đế tiên cùng nguyệt thần. Ta tin, triệu bân một câu thâm trầm. Đi rồi, tinh nguyệt cổ thần nói qua, đi đầu một bước nhập thần thành. Triệu bân thu con mắt, tùy theo cùng nhập, tiến vào thành, rồi lại là khác thuận theo thiên địa thành trong nội thành một đại giới, nhiều núi cao tọa lạc, dài hơn sông tung hoành, có cung điện lầu các trôi nổi, cũng có thần quang sen lẫn bay múa, ảo diệu thiên âm, như tiên khúc giống như vang vọng, liền dưới chân phố dài, cũng như tinh hà đại đạo giống như rộng rãi, còn có phố người trên, quả thực ngư long hỗn tạp, nhân tu, ma tu, yêu tu đều có, trông coi tu vi đều không tầm thường, liếc mắt một cái trông đi qua, vẻn vẹn hắn nhìn ra thần minh, sẽ không xuống hơn 10 tôn, thật không có phí công mù thần thành danh hào. Lão đại, thật nhiều bảo bối A, à. nấp trong cái kia tử Phủ Long Uyên, kiếm thể ông ông thẳng run. Còn có tiên lôi cùng hỗn thiên hỏa, lúc này cũng trên nhảy dưới tránh. Nhìn hai bên đường, một cái chịu một cái quầy hàng trên, bí khí pháp bảo nhiều không kể xiết, bán hỏa diễm đấy, bán lôi điện đấy, cũng là vừa nắm một bó to, cũng khó trách nó ba như thế kích động, như buông ra ăn, dai phẩm không thể đi trà sát trở lên tháo chạy nơi nào. Triệu Bân không đáp nói, chỉ đuổi theo tinh nguyệt bước chân tìm lạc hà gấp rút, bảo bối cái gì đấy, trở về lại mua không muộn, khó được đến một chuyến thần giới, tiền không tốn ánh sáng không bỏ. Nói đến tiền, thần giới thông dụng tiền, có vẻ như không phải tiên thạch, mà là thần thạch, hài nhi lòng bài tay lớn nhỏ, tứ tứ phương phương, đặc biệt chói mắt. Tại đây, có thể sử dụng tiên thạch mua đồ không? Triệu Bân hỏi một câu. Tất nhiên là có thể, giá cả khác biệt mà thôi, một vạn tiên thạch có thể chống đỡ một khối thần thạch. Tinh Nguyệt khẽ nói cười một tiếng rất tốt triệu bân nhìn thoáng qua vĩnh hàng giới như núi tiên thạch có vẻ như cũng đổi không có bao nhiêu thần thạch nghĩ hoa quang chỉ một hồi sự tình cũng không sao tiên thạch chưa đủ bảo bối có thể gom góp tựa như dâu bạc lão đạo bản mệnh thần khí như sách ra tới mới có thể bán cái giá tốt lão đại có người quen đột nhiên đấy long uyên một tiếng gào to triệu bân theo con mắt nhìn xem quét mắt qua một cái rồi phố dài ánh mắt tại hối hả bóng người ở bên trong đã rơi vào một cái tử y thanh niên trên người, tu vi không cao, chỉ thái hư cảnh. Làm sao người quen, là thanh niên kia, cùng phàm Trần Tử Y hầu, sinh giống như đúc. Đại hạ hoàng ảnh vệ thống soái, Hồng tước sư đệ, cũng là hắn cử nhân giết cha, cái kia chân dung, tựa như một đạo bất diệt lạc ấn, sớm đã chết tử tuyên vào trong linh hồn của hắn. Không phải Tử Y hầu. Hóa thân sao? Triệu Bân lẩm bẩm lời nói, chỉ hắn một người nghe thấy hắn muốn dòm ngó, cũng là nhìn không thấu cái kia thái hư cảnh. Đối phương trên người có che giấu, trông coi cấp bậc không phải bình thường cao. Có lẽ, là hắn suy nghĩ nhiều, thế giới chi đại, dài giống nhau người làm sao nhiều. Đang khi nói chuyện, tử y thanh niên đã như gió đi qua, như một cái du khách, bước chậm tại trên đường dài. Triệu Bân, đã đi xa tinh nguyệt cổ thần, truyền âm một tiếng. Triệu Bân lúc này mới thu thần, bề bộn sợ đi theo hai người quẹo trái quẹo phải vào một cái u tĩnh tiểu đạo mặc dù là tiểu đạo cũng nhiều bầy quầy bán hàng đấy kỳ chân dị bảo rất nhiều tiểu đạo ở chỗ sâu trong cất giấu một cái đình viện nhỏ liền là bọn hắn mục đích của chuyến này địa phương sơ giao đạo hữu ta cót kết không chờ tinh nguyệt cổ thần đem nói cho hết lời triệu bân liền đẩy ra cửa đình viện hắn sau đó một tiếng kêu gọi hô chính là khàn khàn không chịu nổi lạc hà đáng tiếc không người đáp lại, bởi vì trong nội viện căn bản không có người, chỉ đầy đất lá rụng, vô luận phòng xá vẫn là bàn đá ghế đá, đều che một tầng tuế nguyệt bụi bặm, được có trăm năm không có người đặt chân. Không có ở tinh nguyệt tiếu lông mày hơi nhíu. Nàng năm đó thường đến đấy, sơ giao mỗi lần đều tại. Lần này như vậy không đúng dịp, người đi nhà trống. Nhìn triệu bân, vốn là chiếu sáng dạng rỡ con mắt, lúc này có phần lộ ra ảm đạm. Tại chỗ chờ ta, Tinh Nguyệt Lưu cổ thần tiếp theo lời nói, xoay người không thấy. Nàng phải tìm người hỏi một chút, hỏi một chút cái này đình viện chủ nhân đi nơi nào. Chương 1913, chỉ la. Tinh Nguyệt cổ thần đi rồi, chỉ Triệu Bân một người vẫn lập ở trong viện. Thật lâu mới thấy hắn bế mâu, dùng cái này địa làm đầu nguồn làm thôi diễn. Vẫn là một phiến mông lung, vẫn là là một phiến hỗn hỗn độn độn, cùng trước kia khác biệt chính là hỗn độn thấp thoáng chỗ sâu nhất hắn trông thấy một đạo tựa như như ngầm phát hiện bóng hình xinh đẹp, đoán không sai, chính là sơ giao cổ thần, có thể mặc hắn sức nhìn cùng tận, cũng khó có thể truy nguyên, bởi vậy, vẫn gặp không may cái đại cắn trả, chờ đợi mở mâu lúc, trước mắt một vòng hắc, suýt nữa một đầu ngã cái kia. Lão đại, người cũng đừng ma trướng rồi. Long uyên run lên một cái, tiên lôi cùng hỗn thiên hỏa cũng đều riêng phần mình nhảy lên. Bởi vì tự đến rồi thần giới, chủ nhân tâm cảnh, liền đặc biệt không yên không sao. Triệu bân lau khóe miệng máu tươi, mặc niệm rồi tính tâm chú. Hắn có nào đó giác ngộ, thành thần phía trước, tất có một kiếp. Chính là một trận tâm ma kiếp, vượt không được liền phong không được thần vị. Cót két, cửa sân lại mở, có một luồng gió nhẹ chậm rãi thổi nhập, cuốn theo một vòng nữ tử hương. Cũng không phải là tinh nguyệt cổ thần, mà là cái tóc trắng nữ tử, lấy một phía làm vải mỏng che mặt gò má, kèm theo một loại thần bí ý cảnh, cái kia huyết thống rất không tầm thường, đôi mắt đẹp lại càng không tầm thường đặc thù đồng tử triệu bân cao thấp quét suy tính khẳng định chưa thấy qua vị này chỉ biết cái kia khí bao hàm rất huyền bí hắn tại xem tóc trắng nữ tử cũng ở đây xem nhiều nhìn mấy lần cũng là tiếu lông mày hơi nhíu không trách nàng như thế duyên bởi vì nàng nhìn không đến triệu bân huyền ảo che giấu cản trở nàng chi dòm ngó ngươi là người phương nào vì cái gì ở chỗ này tóc trắng nữ tử nhạt nói tiểu tiểu vừa qua khách tới tìm sơ dao triệu công tử cười cười Càn dỡ dám gọi thẳng thầy của ta tục danh tóc trắng nữ tử khẽ quát thầy của ta triệu bân lông nghi trao lên sơ dao cổ thần lại còn có một cái đầu nhi sư tôn tu hành chi địa ngoại nhân không được đặt chân mời rời đi ta không là người ngoài chính là ngươi sư cố hữu sư tôn cố hữu ta đều biết không thấy có ngươi ta quanh năm ẩn cư đơn giản không đi ra tản bộ một bên nói bậy nói bạ. Bạch Hy nữ tử không nghe Triệu Bân mù phấp phới, phất tay áo vung ra rồi một đạo tiên quang. Triệu Bân không động, khí lực nhưng có thiên cơ chi lực bay múa, nhẹ nhõm hủy tiên quang. Đạo ra thiên cơ thuật, Bạch y nữ tử tầm mắt bất phàm, trong nháy mắt nhìn phá manh mối. Người sư tôn, bây giờ đang ở chỗ nào? So sánh với đánh nhau, Triệu Bân càng muốn biết cái này. Không thể trả lời. Bạch Hy nữ tử một câu thanh lãnh, đôi mắt đẹp có hào quang lóe lên, vạn hoa tại nội tràn ra. Đã là đặc thù đồng tử, tự có mơ hồ chi pháp, như nàng mâu, liền cực kỳ ma lực. Triệu công tử ổn nhất bức, sán sán trong hai tròng mắt, có bạch sắc ngọn lửa chậm rãi dấy lên. Mộng ảo tiên hỏa, bạch hy nữ tử thì thào một câu, tựa như không có nàng không biết. Luyện hỏa nhập nhãn, đoạt thiên tạo hóa, nàng thần mâu đối với cái kia không có hiệu quả. Người sư tôn ở nơi nào? đồng dạng vấn đề triệu bân lại hỏi một lần chiến bại ta lại nói bạch hy nữ tử đột nhiên biến mất lại hiện thân đã là triệu bân phụ cận thấy nàng đưa ra nhất căn ngón tay ngọc điểm hướng triệu bân mi tâm lấy thi giam cầm siêu triệu bân thân pháp biến hóa kỳ lạ tránh khỏi nhất chỉ cũng tha cho tới rồi tóc trắng nữ tử sau lưng tùy theo chính là mấy trăm đạo pháp tắc thành từng đạo xích sắt đem trói gô chiến tri đạo lô dưỡng bách kinh tóc trắng nữ tử khẽ nói đúng là trong nháy mắt thoát thân cũng là cái này phút chốc cái kia sau lưng diễn xuất rồi một vòng tàn nguyệt nguyệt quang sáng tỏ thực sự biến hóa kỳ lạ lại chiếu diệt triệu bân pháp tắc xích sắt sơ giao đồ nhi quả nhiên là cái nhân tài triệu bân sợ hãi thán phục còn dám gọi thẳng ta sư tục danh bạch y nữ tử trả lời hơn nhiều lãnh ý mi tâm có một phía tiên kính bay ra chính là nàng bản mệnh khí mặt kính thanh tịnh như nước nhưng có kiếm quang hiện ra tranh triệu bân nhặt rồi một luồng ngư vọng chi lực thành một vòng ánh đao nghinh không bổ lật tiên kính tóc trắng nữ tử ngâm nga đã trúng bản mệnh khí cắn trả bị chấn gần nửa bộ lui về phía sau triệu bân không cho cái kia thở dốc cơ hội hư vọng ánh đao phía sau lại là một đạo tử sắc kiếm khí không mông chi khí tóc trắng nữ tử đôi mắt đẹp híp lại tâm thần cũng không tự giác rung động mạnh nàng bị kiếm khí đã tập trung vào đáng sợ kiếm ý đánh thẳng nàng chân thân tranh. Hồng Mông kiếm khí khoảng cách nàng nghi tâm tam tấc lúc, vững vàng xác định tại đó. Triệu Bân không muốn đánh nhau, càng không muốn thương sơ giao cổ thần Đồ Nhi. Thật chờ hắn động thật sự lúc, trước mặt vị này, sợ là đã lên đường. Vĩnh Hằng thể. Bạch Y nữ tử nhẹ môi hé mở, cuối cùng khám phá rồi Triệu Bân thân phận. Khó trách nàng chiếm không đến nửa điểm tiện nghi, thì ra Đồ thần Nghịch Thiên yêu nghiệt. Có thể hào hảo hàn huyên Triệu Bân rút lui Hồng Mông tiện tay vẫn sách bầu rượu. Đại la thánh tử, quả nhiên danh bất hư truyền, bạch y nữ tử cũng thua tiên lực. Nàng rất kinh ngạc, sư tôn như thế nào cùng vĩnh hằng nhất mạch nhất lên quan hệ. Còn có, triệu bân không phải tại tiên giới sao là từ đâu lên thần giới. Người sư tôn ở đâu vẫn là vấn đề này, triệu bân đã là lần thứ ba hỏi. Không biết, bạch y nữ tử lắc đầu, ta đã có trăm năm, chưa từng gặp qua sư tôn. Có biết thế nào tìm nàng? Đợi, đợi, gặp trăm năm, sư tôn tất tới đây địa phương, bạch y nữ tử khẽ nói. Cái kia khoảng cách trăm năm kỳ hạn, còn có bao lâu? Triệu bân bề bộn sợ hỏi. Không nhiều không ít, đúng lúc ba tháng. Bạch y nữ tử lúc nói chuyện, vẫn không quên quét suy tính triệu bân. Mặc dù đến thời khắc này, nàng đều nhìn không thấu trước mặt người này. Vĩnh hằng nhất mạch không kẻ yếu, ở kiếp này chỉ vẹn vẹn có vĩnh hằng truyền thừa, làm đều nghịch thiên cử chỉ, dù là đồng cấp đồng cảnh giới vĩnh hằng thủy tổ cũng chưa chắc có thể áp đảo triệu bân chiến tích ba tháng triệu bân trong lòng lẩm bẩm lời nói cái này kỳ hạn tại hắn có thể tiếp nhận phạm vi thần giới quá lớn tìm người như mò kim đáy biển ở đây đợi rất có thiết yếu cót két hôm nay đình viện nhỏ đã định trước rất náo nhiệt lại có người như gió đi vào lần này đến đấy là một cái thanh niên tóc vàng bên thân có hai đạo long khí tại bay múa chỉ la thế nào không chờ ta thanh niên cười một tiếng xem chính là bạch y nữ tử người cũng biết ta thích thanh tính bạch y nữ tử lấy cái chổi rõ ràng quét lá dụng ta cũng không phải om sòm người thanh niên cười một tiếng theo mâu liếc qua triệu bân như trước kia chỉ la hắn cũng nhíu tiểu lông mày trước mặt cái này hắc bảo nhân che giấu chi pháp rất kỳ diệu vị này chính là thanh niên hỏi một cái khách qua đường Triệu Bân cười một tiếng. Ân, thanh niên ngữ khí biến không mặn không nhạt, trực tiếp đi thẳng tới chỉ la. Mới được nhất tông bí bảo, đặc biệt muốn muội tử cùng nhau thưởng thức chi. Thanh niên lấy một vật. Đó là một khỏa màu đen linh châu, lóe sáng cũng là màu bạc quang mang, có bí văn chữ khác vào đồ vật, có thần bao hàm thong thả, treo ở không chung lúc, nó lại vẫn tự bản thân diễn xuất rồi một phiến tinh không. Cửu thiên kỳ tinh châu, chỉ la thấy, không khỏi bật thốt lên hỏi ra tốt tầm mắt, thanh niên nhẹ phẩy tay, cầm châu tử đẩy hướng rồi chỉ la. Này lễ quá nặng, chỉ la cũng phất tay áo, lại đem châu tử đẩy trở về. Thấy hắn hai người đẩy tới đẩy đi, triệu công tử xem đấy, thậm chí nghĩ trực tiếp thượng thủ rồi. Cửu thiên kỳ tinh châu là cái gì đồ vật, hắn cũng không biết, nhưng lên tuyên khắc một quả chữ cổ, cũng là thực bảo vật, đó là một quả độn giáp thiên tự, trầm liễm lấy mịt mờ chi quang. Hắn nhìn lúc, châu tử lại chiều hắn bay tới. Thanh niên nhíu mày, cũng theo Châu Tử nhìn về phía Triệu công tử. Cái này nhất nhìn, cái kia thâm thúy mâu lóe lên rồi tinh quang. Cửu Thiên Kỳ Tinh Châu có năng lực đặc thù, có thể phân biệt huyết thống. Nếu không nghịch thiên truyền thừa, nó sẽ không lên vội vàng đi phía trước gom góp đấy. Chương 1914, ép mua ép bán. Đây là coi trọng ta sao? Mắt thấy Cửu Thiên Kỳ Tinh Châu bay tới, Triệu Bân trong lòng một câu. Mang theo như vậy hiếu kỳ hắn vô thức thò tay, nhẹ nhàng vuốt ve. Hắn cái này như đúc không sao cả, kỳ tinh châu lại nhiếp đi rồi hắn một luồng khí huyết. Xong việc nhi, châu tử liền nở rộ rồi ánh sáng, là một vòng sán sán kim quang. Ngươi, vĩnh hằng thể thanh niên một tiếng kinh dị. Đạo hữu sợ là nhìn lầm rồi, triệu bân thản nhiên nói. Thanh niên không đáp nói, thu hồi kỳ tinh châu, vừa cẩn thận phân biệt rồi một phen. Làm sao có thể nhìn lầm, tuyệt đối là vĩnh hằng khí huyết, kỳ tinh châu không lừa được người. Hắn cũng nghi hoặc, thần tiên thông đạo đã đứt đoạn, tiểu tử này là từ chỗ nào chui đến đấy. Còn có, này hàng lòng dũng cảm không nhỏ a à, thần giới cái này nhiều đại lão, trông coi cửu ra làm sao nhiều, nghĩ diệt chi cho thống khoái giả, vừa nắm một bó to, như vậy tình trạng cũng dám chạy tới du lịch. Nghe nói, người có hồng mông chi hải, thanh niên tóc vàng sâu kín cười một tiếng. Không có cái kia đồ vật, Triệu Bân đổ một ngụm rượu, xoay người liền muốn đi ra ngoài. Còn có ba tháng, sơ giao cổ thần mới có thể đến, trong khoảng thời gian này cũng không thể nhàn rỗi. Ví dụ như, đi mua chút bảo bối, như đặc thù hỏa diễm cùng lôi điện, càng nhiều càng tốt đấy. Như vậy đi vội vã thanh niên tóc vàng đi mau một bước, ngăn cản Triệu Bân đường đi. Có việc Triệu Bân mắt liếc, đánh đáy lòng xem thanh niên này không thế nào thuận mắt. Hồng mông chi hải có thể bán, ta ra giá tiền rất lớn, thanh niên không lời thừa, trông coi ánh mắt dạng dỡ. Triệu bân nghe muốn cười, hồng mông chi khí chân quý bực nào, càng không nói đến hồng mông chi hải. Vật này, là bảo vật vô giá, tuyệt không phải tiền tài có thể cân nhắc đấy, thật dám há miệng nói a. À. Không bán, triệu bân hồi đáp dứt khoát, trực tiếp vượt qua rồi thanh niên tóc vàng. Giá cả tốt thương lượng, thanh niên cũng là mặt dày mày dạn, lại ngăn cản triệu bân. Lần này, cái kia khí lực có thần quang lóe lên, có một cỗ đáng sợ uy áp mơ hồ hiển lộ. Đây không phải là cái kia uy áp, mà là một loại thủ hộ chi pháp, xuất từ một tôn cường đại thần. Không nói lời gì hiển lộ uy áp, cũng không phải là khoe khoang, mà là uy hiếp, là ở lấy thế đẻ người. Như thế nào, muốn ép mua ép bán triệu bân thản nhiên nói. Người cần biết, nơi này là thần giới, thanh niên thì nở nụ cười. Quy dương, hắn chính là ta sư tôn cố hữu chỉ la mở miệng. Ta là thành tâm muốn mua, cũng không phải là cố ý làm khó dễ quy dương trong tay nhiều hơn một thanh quạt xếp dao động tặc có tiết tấu hắn là tự tin tràn đầy bởi vì hắn ở tại thần giới có cường đại dựa vào người mua không nổi triệu bân lưu lại một lời nói lại mở ra bước chân đừng cho mặt không biết xấu hổ quy dương sắc mặt âm trầm lần nữa ngăn trở ngươi không phải muốn mua hồng mông ngươi là da ngứa ngày a triệu bân không lại bỏ qua da hỏa này khí huyết cuồn cuộn phá quy dương uy áp, hắn không muốn gây chuyện, hết lần này tới lần khác người này dây dưa. Tố vấn vĩnh hằng thể chiến lực thao thiên, không bằng ta và ngươi tranh tài một trận. Ngươi thắng, cửu thiên kỳ tinh châu về ngươi, ta thắng, hồng mông hải quy ta. Quy dương khóe miệng hơi vỉnh, trong mắt tinh quang, nhiễm nhiên đã hóa thành tham lam. Nhất hạt châu liền muốn đổi lại ta hồng mông hải, triệu công tử mắt liếc. Lại thêm vật này đâu quy dương vung tay lên, thể nội bay ra một thanh kiếm kiếm này bất phàm, toàn thân đỏ thấm như suối huyết, kiếm minh thanh âm ở bên trong, có cực đạo thần uy. Không sai, đây là một tôn hàng thật giá thật thần khí, kèm theo một loại tồi khô lạp hủ kiếm ý. Ân, cái này được. Triệu công tử cuối cùng nhả ra rồi, lại có người đưa bảo bối. So sánh với cái này thanh thần kiếm, hắn càng nghĩ muốn cửu thiên kỳ tinh châu. Hoặc là nói, hắn càng nghĩ muốn chữ khác vào đồ vật ở trên độn giáp thiên tự. Đến, Quy Dương hét lớn một tiếng, mở ra rồi một phiến cản khôn thế giới. a à, không đúng, hẳn là một phiến đặc thù tế luyện dị không gian. Triệu bân nửa điểm không sợ, đăng thiên mà lên, hoàng kim khí huyết mãnh liệt. Chân áp, Quy Dương tế ra một tôn bảo tháp, lấy bí pháp gia trì, trên trời đập tới. Không nói đến hắn bản tính thế nào, cái kia chiến lực vẫn là cực kỳ cường hãn đấy. Ít nhất, Triệu Bân là như vậy cho rằng đấy, đặc biệt là tung hoành cái kia bên cạnh thân cái kia hai đạo long khí không có mấy nghìn năm là lắng động không ra đấy án hắn suy nghĩ này hàng từng tự phong qua mà cái gọi là bản mệnh long khí chính là tại tự phong trong ngâm luyện ra đấy giúp đỡ cái kia rèn luyện người đích thị là đại thần thông giả trông coi thủ đoạn đoạt thiên tạo hóa đang khi nói chuyện như núi trầm trọng bảo tháp đã mang theo cuốn to lớn chi lực nện xuống đến o o n, -n g triệu bân tâm niệm vừa động diễn xuất rồi táng thân thần quan nghịch thiên đụng phải đi lên một kích này trực tiếp đụng ngã lăn rồi bảo tháp liên đới quy dương cũng cùng nhau bị đánh bay trảm quy dương nửa chút không hoảng hốt tế ra hai đạo long khí trên trời chém xuống táng thế thần quan ngay tại chỗ bị đánh toái triệu bân khí huyết cũng bị xé nứt hai cái thần triệu bân hai mắt híp lại nói là cái kia hai đạo long chi khí như không nhìn lầm long khí là dùng sống sờ sờ thần luyện thành. Cái này dọa người rồi, này hàng cái gì lai lịch, như vậy vô pháp vô thiên. Tranh, cùng với một tiếng kiếm minh, long khí kiếm đã chạm đến phụ cận. Triệu bân không động, có sán sán thiên ngự chi quang lung chiều khí lực. Sạc sạc, long khí cái gì quỷ dị, chỉ vừa đối mặt, liền phá hắn tuyệt đối phòng ngự. Tùy theo chính là một vòng huyết quang, cái kia hai cái cánh tay, nguy hiểm bị ngay tại chỗ chảm lạc vĩnh hằng thể, hư danh nói chơi. Thấy triệu bân đẫm máu, quy dương cười hí ngược nhìn ngấm. Nếu không có vài thanh soát tử, hắn sẽ tìm triệu bân hẹn khung. Vào đi ngươi. Triệu bân không phải bình thường tự giác, cầm cái kia hai đạo long khí dẫn vào rồi vĩnh hằng giới. Vốn là u cười quy dương, toàn bộ người cũng không tốt rồi, cùng long khí đoạn liên hệ. Nói giỡn, triệu công tử một đao kia, há lại khổ sở uổng phí chỉ vì lột bảo bối mà thôi trả lại long khí. Quy dương một tiếng hét to, sau lưng có thái dương từ từ bay lên. Triệu công tử không có thái dương, hắn bản thân chính là một vòng thái dương. Chính là quang minh chi pháp, để cho hắn tại trong khoảng khắc, quang mang vạn trường. a à, quy dương nhất tiếng kêu đau đớn, bị hoảng lưỡng mắt một vòng hắc. Không chờ cái kia con người thành thanh minh, liền nghe một đạo kiếm ngân vang âm thanh. Triệu bân ra chiêu rồi, một đạo chu tiên quyết nghịch thiên chảm đến, cầm quy dương liền người mang thái dương cùng nhau bổ lộn ra ngoài bay ngược ở bên trong sán sán kiêu dương vẫn nổ thành rồi cho bụi phốc quy dương miệng lớn phun máu một nửa thân thể đã thành thịt nát nát cốt chỉ la là, là một màn này người chứng kiến đại la thánh tử quá mạnh mẽ a à, quy dương phẫn nộ gào thét oanh một tiếng đã ngừng lại thân hình hắn biến hình thái tóc vàng hóa thành một đầu huyết phát xem cái kia mi tâm còn nhiều hơn một đạo rất cổ xưa thần văn. Phệ thiên, hắn phía sau nhất cuống họng, giống khí phách chắc lậu. Làm sao phệ thiên, là một chương che thiên lấp địa quỷ kiểm. Quỷ kiểm miệng lớn như vực sâu, có thôn thiên diệt địa chi lực. Phệ con em ngươi, triệu bân lấy luân hồi chi lực hóa một cây gậy, trực tiếp đâm vào vực sâu. Thấy hắn khí huyết bốc lên, song tay nắm lấy luân hồi chi côn, chơi bạc mạng quấy nhiễu. Vực sâu bị quấy sấm sét vang dội, che thiên lấp địa quỷ kiểm, cũng bị hắn quấy nát vụn. Còn chưa xong, Quy Dương chắp tay trước ngực, băng diệt quỷ kiểm ở bên trong, thêm một con ô OH hắc đại thủ. Bàn tay này có thể khủng khiếp, trực tiếp đánh nát luân hồi chi côn, trên trời chụp vào triệu bân. Ta đỉnh, luân hồi chi côn không còn, còn có tạo hóa chi côn, bị triệu bân nhất côn chọc lấy đi lên. Bởi vì cái gọi là đại lực xuất kỳ tích, đại thủ bị xuyên thủng, Quy Dương cũng bị nhất côn chọc thượng thiên chương 1915, đào bảo bối. A, à, quy dương gào rú, mang theo một vòng kêu rên ý tứ, vang đầy dị không gian. Triệu công tử một côn đó, dùng sức quá mạnh, không chỉ đem chọc lên thiên, còn đem cái kia nhục thân, đảo suýt nữa nứt vỡ, liền cái kia thủ hộ chi pháp, cũng ở đây cái trong nháy mắt, nổ thành mây khói. Liền nhiều đây, hắn vẫn suy nghĩ tự thân còn có thể lại cứu giúp một phen, cải tạo rồi khí lực, triệu hoàn ức vạn lôi đình, như đao như kiếm đầy trời phách chạm phá triệu bân vẫn là nhất côn xuyên thẳng thiên khung kịch liệt quấy nhiễu quấy phong vân biến sắc quy dương đẫm máu nửa bên thân thể nổ thành bùn máu triệu hoán lôi điện cũng như mọc thành phiến nổ nát vụn thắng bại đã phân thân là duy nhất quần chúng chỉ là hạ kết luận quy dương vẫn là không yếu đáng tiếc đối địch chính là đồ thần tuyệt đại loại người hung ác nếu không triệu bân lưu thủ có thể cũng không phải là thương gân động cốt rồi, xác định bị một hơi sát tan thành mây khói. Không hổ là sơ giao đệ tử, xem chính là chuẩn. Không cần chốc lát, quy dương liền suy tàn hư không, như một khỏa nhúm máu thiên thạch, trên trời nện xuống, hộ thể thần quang, ảm đạm tới rồi cực hạn. Thuộc về ta, triệu bân nửa điểm không khách khí, lấy trộm tiên chi pháp, nhiều hơn cửu thiên kỳ tinh châu. Còn có chuôi này huyết sắc thần kiếm, cũng bị hắn bỏ vào trong túi, đánh nhau sao? đây đều là tặng thưởng. Triệu bân, quy dương tóc tài bù xù, con người màu đỏ tươi không chịu nổi. Tối nay ánh trăng không tệ, rất thích hợp nằm mơ. Triệu bân đón đầu chính là nhất bổng trùy, ngay tại chỗ cho người đưa vào rồi mộng đẹp. Sau đó, hắn vẫn tế ra một đạo tiên quang, lao quy dương một chút trí nhớ, miễn cho gia hỏa này tỉnh lại, lại tìm hắn trách trách hô hô, hắn cũng không phải sợ quy dương, mà là sợ cái kia thế lực phía sau, trung quy, đây là thần giới thật cũng bị đại lão để mắt tới chính là một đống lớn phiền toái không cần thiết vẫn là đánh nhau đến tiền nhanh thanh lãnh đạm mạc chỉ la lúc này cũng không thể che hết thổn thức thuận tiện nàng vẫn vì quy dương mặc niệm rồi cái buồn bã tìm ai hẹn khung không tốt càng muốn tìm vĩnh hằng thể chẳng lẽ không biết đó là ngay cả chúng thần vây công đều lộng bất tử yêu nhiệt sao ta ra ngoài tản bộ một vòng nhi triệu bân vỗ vỗ đầu vai thảnh thơi thảnh thơi gia đình viện Trước khi đi, hắn vẫn thi triển đại thần thông, lau bản thân còn sót lại ở chỗ này dấu vết. Hắn đi rồi không bao lâu, Quy Dương mơ mơ màng màng tỉnh. Một hồi lâu, mới thấy hắn trở mình nhảy lên, cũng là một bước không có đứng vững, thiếu chút nữa một đầu ngã cái kia. Ta long khí đâu? Ta kỳ tinh châu đâu? Ta cực đạo thần binh đâu? Liên tiếp vấn đề, là mộng bức nhất trực quan biểu hiện. Chỉ la ngược lại cùng không có chuyện người tựa như, vẫn như cũ cầm lấy tiểu cái trổi rõ ràng quét lá dụng chờ đợi quy dương xem ra nàng mới không nhanh không chậm đến một câu người phương nào thương ngươi như thế thật sao nàng cái này nhất nói không sao cả quy dương toàn bộ người đều choáng rồi nửa điểm đều không nhớ rõ chẳng lẽ lại hắn bị người lao trí nhớ đúng khẳng định như thế cái kia sát thiên đao đấy chỉ là cũng là có ý tứ nên làm gì làm gì một bộ việc không liên quan đến mình cao cao treo lên tư thái rất tốt biểu hiện rồi một phen nói. Người tới lúc liền như vậy, ta cũng không biết ai làm chuyện tốt. Quy dương ngồi xổm tại đó, không ngừng bóp đầu, nhào nặn nhào nặn, còn có một cửa ra vào lão huyết phun ra đến, cũng không biết thương quá nặng, vẫn là vứt bảo bối quá nhiều, đau lòng muốn chết. a à, đế, người không thể quá hỏa, không phải vậy, luôn có người nhớ thương, sau đó một phen chào hỏi. Như triệu công tử, đột nhiên xuất hiện nhất nhảy mũi, liền đánh chính là khí phách chắc lậu. Đã nói rồi đấy tản bộ, hắn quẹo vào tìm cái sơn xó, lúc này, chính cầm lấy kỳ tinh châu, lật qua lật lại quét suy tính. Đó là một cái bảo bối tốt, phân biệt huyết mạch là nhất tuyệt. Hắn cũng nên cảm tạ cái khỏa hạt châu này, nếu không nó, một trận chiến này cũng sẽ không thu hoạch tương đối khá. Ngày sau, cùng ta lăn lộn. Triệu bân thi pháp, tách ra rồi độn giáp thiên tự. Long uyên tạc chân thực, trước tiên bay ra, luồn lên nhảy xuống. Như vậy chữ cổ, nó yêu thích vô cùng, nguyên nhân chính là có cái kia trợ chiến, uy lực của nó mới đặc biệt cường. Siêu. Triệu Bân một cái nhẹ phẩy tay áo, cầm thiên tự khắc vào rồi Long Huyên kiếm thể. Xong, chính là màu đỏ thần kiếm, bị hắn chìm vào rồi Hồng Mông chi hải. Luyện hóa phía sau, mang theo nó đi làm trận chiến, lực sát thương nên là tiêu chuẩn nhất định đấy. Làm xong những thứ này, hắn mới nhìn phía hai đạo Long khí, cũng không biết là nơi nào hai cái bi thôi thần minh, gặp không may bắt bị sinh sinh luyện thành bộ dáng như vậy. Hắn lại lướt nhẹ qua tay, cầm hai đạo long khí, cũng chìm vào rồi hồng mông chi hải. Lão đại, bọn ta đói bụng. Tiên lôi cùng hốn thiên hỏa nhảy ra ngoài, vòng quanh triệu bân đổi tới đổi lui. Triệu bân cười một tiếng, thẳng đến rồi náo nhiệt phiên chợ là nên đào điểm bảo bối. Mới xuất lô đan dược, tiện nghi bán. Người nào có thần kỳ thảo, lão phu đại lượng thu. Bí khí pháp bảo giá thấp ra, tới trước trước phải đại giới bóng người rộn ràng bài trừ, cũng là thét to âm thanh liên tiếp. Triệu công tử lúc đến, nghiêm chỉnh đầu phố dài, đều phi thường náo nhiệt. Hắn hoàn nhìn một vòng, tiến tới một cái quầy hàng trước, chủ nhân là một cái tóc rối tung bà lão, yên tĩnh tĩnh ngồi ở đó, ôm nhất căn quải trượng ngủ gà ngủ gật, đừng nhìn người bề ngoài không tốt, cũng là một tôn hàng thật giá thật thần, không được hoàn mỹ chính là, thọ nguyên không nhiều rồi. Cái kia bán chi vật, đa dạng, có linh đan rượu dược, có kỳ chân dị thảo, mặc dù đều là đồ tốt, nhưng Triệu Bân không có hứng thú. Hắn nhìn chằm chằm vào đấy, là một đóa ngọn lửa màu tím, hàng thật giá thật tiên hỏa, hỏa chi nguyên có phần tinh túy, đốt không gian đều vặn vẹo. Tiền bối Triệu Bân hô kêu một tiếng. Ba vạn, bà lão lúc nói chuyện, mí mắt cũng không có dơ lên. Có thể hay không tiện nghi chút, con ruồi tuy nhỏ cũng là thịt, chém một đao rất có thiết yếu. Đại khái không trả giá, bà lão không thích trả lời, cũng là nửa phần không nói tình cảm. triệu bân một tiếng ho khan có thể thu tiên thạch thu một vạn tiên thạch chống đỡ một khối thần thạch vẫn có chút quý triệu công tử tuy có tiền nhưng cũng là một hồi thịt đau ba vạn thần thạch cái kia chính là một tòa tiên thạch trồng chất thành sơn một tay giao tiền một tay giao hàng nhất cọc mua bán liền như đây giống như vui sướng thành giao đến ăn đi triệu bân cầm tử sắc tiên hỏa ném vào rồi tử phủ hỗn thiên hỏa cười hắc hắc trước tiên gom góp đi lên long uyên có thiên tự hỗn thiên hỏa cũng có cơm ăn liền thừa lại tiên lôi đặt cái kia ngao ngao thẳng gọi đừng vội triệu bân đổ một ngụm rượu nhìn chuẩn một cái quầy hàng thuấn thân mà tới cái này quầy hàng trên có một đạo kim sắc lôi đình cũng thuộc về tiên lôi cấp bậc lại nhìn quầy hàng chủ là một cái tròn vo lão đầu nhi rất giống một cái cầu so sánh với trước kia bà lão ra hỏa này cái kia mắt liền có vẻ sáng ngời có thần. Hắn cũng là một tôn thần, thọ nguyên dồi dào, tinh lực và khí huyết đều đặc biệt tràn đầy. Tùy tiện thiêu, giá cả lợi ích thực tế, viên lão đầu tự đến quen thuộc, là một cái sẽ việc buôn bán chủ. Cái này, triệu bân chỉ chỉ kim sắc lôi đình. Tám vạn, tứ vạn, Người chạy cái này cầu nguyện đâu? Nhà ta lão tổ nói, mua đồ một nửa chém. Vậy ngươi ra lão tổ có thể nói qua, chém không tốt là muốn bị chém đấy viên lão đầu mắt liếc nếu không thì năm vạn triệu bân thử dò hỏi nơi nào mát mẻ nơi nào đợi đi ách triệu công tử cũng chân thực quay đầu liền muốn đi ngươi oa nhi này tử thế nào không án sáo lộ ra bài lặc viên lão đầu nhi ngồi không yên thò tay níu lại triệu bân ta đây thì có năm vạn triệu công tử ha ha cười một tiếng đến bán ngươi rồi viên lão đầu nhi vung tay lên sảng khoái Triệu Bân cũng là thân thể một hồi, một tòa tiên thạch sơn trực tiếp chuyển rồi ra tới. May mà người viên lão đầu nhi là một tôn thần minh, nếu không thì không được bị nện tử A. À. Đến, người đấy. Triệu Bân lại một trận thịt đau, cầm kim sắc lôi đình đưa vào rồi tử phủ. Tiên lôi gào khóc đòi ăn, đặc biệt tinh thần, cũng đặc biệt kích động. chương 1916, Hồng Trần du khách. Lớn tiếng náo đường cái, Triệu Bân đi một chút ngừng ngừng thần giới chính là thần giới, bảo bối chính là nhiều. Đương nhiên, bảo bối tốt giá cả, thoạt nhìn cũng rất đẹp quan, thổ hào như hắn, đều không chịu nổi chảy máu rồi, nửa cái phố đi xuống, nhiễm nhiên đã chiều kẻ nghèo hàn áp sát. Tiền, đương nhiên không phải bạch hoa đấy. Nhìn tiên lôi, bá đạo lôi uy, đã là đầy đủ dọa người. Nhìn hỗn thiên hỏa, hừng hực liệt diễm, cũng nhiều hơn hủy diệt chi lực. So sánh với bọn chúng lưỡng, cường hãn nhất vẫn là Long Uyên, chủ nhân bản mệnh khí, đi nơi nào đều có cơm ăn, mỗi có nhất trận chiến đánh xuống, nó cũng có thể ăn sung túc đấy. Đến nay nhật, nó chi phẩm dai, nghiễm nhiên đã giết tới bán thần đỉnh phong, làm sao, chủ nhân cảnh giới áp chế, nó khó mà lột xác thành thần khí. Ai? Đường đi một bên, triệu bân đột nhiên ngừng chân. Chiều bên tay trái nhìn, lại thấy cái kia cùng tử y hầu sinh giống như đúc thanh niên. Khác biệt chính là, thanh niên đổi một thân trang phục, một kiện vải thô áo gai, tràn đầy bụi đất, vô luận từ chỗ nào xem, cũng giống như một cái màn trời chiếu đất kẻ lãng tử, trên người khắc đầy tuế nguyệt dấu vết. Như thế, gọi một cái âm thanh hồng trần du khách, nên là không cái gì mau bệnh. Hắn nhìn lúc. Hồng Trần du khách đã ở đường đi tìm một chỗ trống trải địa cũng bãi nổi lên quầy hàng, bán đều là bí khí pháp bảo, với tam lưỡng khỏa giai phẩm không cao đan dược, trừ ngoài ra, chính là một đạo kỳ dị hỏa diễm, có thể đốt ra liên hoa dị tượng, cực kỳ bất phàm. Đã là bắt gặp, Triệu Bân từ sẽ không bỏ qua, hai ba bước như gió mà tới. Lần này khoảng cách tới gần, hắn chọn chọn lựa lựa lúc, vẫn không quên dò ngó cái này hồng trần du khách. Cùng trước kia khác biệt chính là, lần này hắn nhìn thấu, này người huyết mạch không đáng kể, tư chất cũng phổ thông, ngoại trừ cái kia trương để cho hắn trí nhớ khắc sâu khuôn mặt, lại tìm không ra nửa điểm đặc biệt. Đạo hữu có thể có nhìn chúng vật, hồng trần du khách cười cười. Cái này cái gì giá cả vị, triệu bân rượu vào miệng, theo ngón tay hỏa diễm. Ba giọt, ba giọt, triệu bân lông mi trao lên, thần thạch cũng có thể án giọt tính sao. Ba giọt bản nguyên chi huyết, hồng trần du khách đem lời nói hô luân rồi. Lời này nhất xuất, triệu bân vén lên lông nghi lại chưa phát hiện nhăn xuống dưới. Như thế nào cái ý tứ, cái này tiểu tiểu thái hư cảnh, có thể xem thấu của hắn huyết thống. Hắn nhíu mày lúc, lại có người ghé vào rồi quầy hàng trước, là một cái dâu ria sồm sàm gầy lão ông, vững vàng tiên vương cảnh, ngoại trừ khí huyết xảo lộ ra uể oải, cái khác không có gì. Cái đồ vật này có điểm ý tứ. Gầy lão ông nói qua, từ quầy hàng lên cầm lên một bộ sơn hà đồ, từ từ mở ra, cầm lấy một cái đặc chế kính lúp, như nghiên cứu đồ cổ bình thường, xem tặc nghiêm túc. Cái này đồ tuy nhiên cũ nát, rồi lại ẩn núp ý uẩn, nhiều phiên nghiên cứu, khó tránh khỏi có thể tìm ra một chút ý cảnh. Đối với cái này, triệu bân từ lâu hiểu rõ, rồi lại đối với hắn công dụng không lớn này đồ thế nào bán? Gầy lão ông một bên nghiên cứu vừa nói. Ba giọt, ba giọt nước tiểu. Triệu bân trong nháy mắt bị chọc cười rồi, cái này gốc dạ tiếp không hề không khỏe cảm giác. Đạo hữu nói đùa, là ba giọt bản nguyên huyết, Không trần du khách mỉm cười. Lần đầu gặp ngươi như vậy bán đồ vật đấy, gầy lão ông thu kính lúc, tiện tay tinh luyện rồi ba giọt huyết, hắn không phải đặc thù huyết thống, bản nguyên huyết không đáng tiền, nhặt cái đại tiện nghi quá. Nhân tính có tham lam, một khi nhặt được tiện nghi, liền còn nghĩ lấy một chút chất béo. Gầy lão ông chính là chỗ này hiệu đấy, mua sơn hà đồ, lại theo dõi quầy hàng lên cái kia đạo hỏa diễm, dù sao hắn bản nguyên huyết không đáng tiền, nếu như có thể đổi bảo bối, nhiều phóng một chút huyết cũng không sao. Cái này hỏa diễm, ta, một bên đi chơi, không chờ gầy lão ông đem nói cho hết lời, liền bị triệu bân đã cắt đứt. Khi nói xong lời này, hắn thoáng hiển lộ một tia bán thần cấp huy áp gầy lão ông tâm cảnh run lên, đốn cười ha hả, xoay người chạy ra. Hắn đi rồi, Triệu Bân vẫn xử tại đó, thầm nghĩ, cái này Hồng Trần Du khách thật là một cái quái dị người, không muốn thần thạch muốn máu tươi, dù là phổ thông huyết mạch, cũng nửa điểm không để ý. Này hỏa, ta đã muốn. Triệu công tử cười một tiếng, lấy ba giọt huyết, nhưng không phải của hắn máu tươi. Cái kia không, dầu bạc lão đạo vẫn còn ở hắn vĩnh hàng giới, đang ngủ say đâu. Đã là thần minh, lão đạo huyết dĩ nhiên là là thần huyết để tránh ngủ đến hồng trần du khách hắn xóa đi rồi huyết trong thần lực cất kỹ hồng trần du khách ai đến cũng không có cửa tuyệt thu bản nguyên huyết liền đưa lên hỏa diễm triệu bân phất tay áo cầm đi cuối cùng nhìn thoáng qua cái này người xoay người càng lúc càng xa này lôi bất phàm ta thu tiền bối người muốn giá cả quá quý rồi có thể hay không bớt nữa chút ta nghèo rộng rãi đường cái triệu bân một đường mua 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 thần thạch chưa đủ bảo bối có thể gom góp hắn là chạy táng ra bại sản đi đấy chờ đợi bảo bối ồ ồ không còn cơ chí hắn lại theo dõi dâu bạc lão đạo thần minh sao khí huyết hào hùng phóng như vậy mấy cân bản nguyên huyết không quá nhiều trở ngại đấy chủ yếu nhất là thần huyết đáng giá nơi nào dùng nó có thể so sánh thần thạch dùng tốt nhiều hơn cả nhà ngươi đại gia đấy May mà dâu bạc lão đạo bị đánh cho hồ đồ đã qua, như tỉnh dậy, xác định chửi ầm lên. Triều công tử cũng mặc kệ cái này cái kia, vượt qua phóng vượt qua thuận tay, vì thế, hắn trả lại cho tự thân tìm rất tốt lý do, mượn tới dùng một chút, chờ đợi lão phu đỉnh đầu dư giả rồi, cho ngươi bồi bổ. Người nào, là ai? Đột nhiên một tiếng hét to, vang dội đường cái. Chính là quy dương người kia, không biết từ chỗ nào xông ra, chính dắt giọng nhi, chu lớn kêu to, cũng không trách hắn như vậy phát hỏa, nhà ai ném đi bảo bối cục, tâm tình có thể tốt rồi. Không nghe thấy, triệu bân nên làm gì làm gì, ưa thích người nào người nào. Hắn là tính khí tốt, nhưng, có tính khí không tốt đấy, tựa như cái kia tóc rối tung bà lão, cũng như cái kia hình thể tròn vo lão đầu nhi, nửa điểm không để ý lấy hắn, trực tiếp mở thần minh uy áp. Quy dương cũng là bi thôi đấy, hung thủ không có tìm được, lại rơi xuống một thân thương. Hắn lúc đi, là khập khiếng đấy, nhiều uống cao hán tử say, lung la lung lay. Thần Minh, cũng là cha sinh nương dưỡng, huyết phóng nhiều hơn, cũng là không chịu đựng nổi đấy. Lúc này dâu bạc lão đạo, liền đặc biệt thiếu máu, liền ngủ đều ngủ không thích ứng rồi. Không thể lại thả. Triệu công tử liếc nhìn, quả thực không có ý tứ một lần nữa cho người thả huyết. Bản nguyên huyết là một thân tinh hoa, lại phóng lời nói sẽ tổn hại người đạo hạnh đấy. Lão đại, chỗ kia có lôi đình tiên lôi một hồi bay tán loạn cũng là một hồi hô to gọi nhỏ cần gì hắn nói triệu bân cũng đã trông thấy cách đó không xa quầy hàng trên có một đạo màu bạc lôi điện lóe ra sán sán quang mang tuyệt đối tiên lôi trông coi lôi trị uy bá đạo tình hình kinh tế căng thẳng rồi triệu công tử tự tin cũng có vẻ không đủ rồi nhìn hắn vĩnh hàng giới không còn nửa khối tiên thạch cũng không còn nửa cái pháp khí còn có đan dược những cái kia cũng đều cầm lấy đi đổi lôi hỏa rồi còn nghĩ mua bảo bối, vậy cũng chỉ có thể dùng thần khí, cũng hoặc là, cho mình phóng một chút huyết, cũng không thể cầm hồng mông tử khí đi đổi. Cái này lôi, thật đắt a à, triệu bân đứng ở rồi quầy hàng trước. Ân, thuộc về nó đáng giá, quầy hàng chủ vẫn là một cái lão đầu nhi, chính bàn lấy chân, xoạch xoạch hút thuốc, sương mù lượn lờ ở bên trong, không phải tại tu tiên nhi, đó là chạy thượng thiên đi đấy. Cái gì giá cả triệu bân hỏi? 10 vạn, lão đầu nhi dập đầu dập đầu khói bụi, xong hắn vẫn bổ rồi nửa câu đại khái không trả giá tốt lúng tung a à, triệu bân không nói chuyện nhưng thần thái đại biểu hết thảy ngươi sao chạy tới đây rồi hắn phiền muộn lúc sau lưng truyền đến một tiếng khẽ nói ngoái đầu nhìn lại nhìn lên đúng là tinh nguyệt cổ thần thấy chi đốn lộ ra một vòng sáng lạn cười tiền bối có một yêu cầu quá đáng cứ nói đừng ngại tinh nguyệt cổ thần khẽ nói cười một tiếng có thể hay không cho ta mượn ít tiền. Bao nhiêu? Mười vạn. Ta còn có việc, đi trước một bước. chương 1917, lại đến tâm ma kiếp. Tiền bối, đừng như vậy, thiếu nợ tiền của ngươi, ta sẽ trả ngươi đấy. Ta cho rằng, đánh cái phiếu nợ tốt nhất, hoặc là, cho ngươi phóng chút huyết. Ta tốt xấu là vĩnh hằng nhất mạch truyền thừa, nhà ngươi bổn tôn, tốt xấu là thủy tổ thê tử, há miệng ngậm miệng cho ta lấy máu, có phải hay không quá thương tình cảm lớn tiếng náo đường cái, triệu bân cùng tinh nguyệt cổ thần một đường đi một đường trò chuyện. Triệu công tử đào rồi một ngày bảo, thu hoạch tương đối khá, tâm tình tất nhiên không sai. Ngược lại tinh nguyệt cổ thần, sắc mặt không phải đẹp mắt, đến thần thành một chuyến không quan trọng, ném đi 10 vạn thần thạch. Đúng, chính là ném đi. Tiền bị triệu bân mượn đi, nàng tha rằng tin tưởng heo sẽ leo cây, cũng sẽ không tin ra hỏa này sẽ trả tiền. Chủ quan, sẽ không nên ngoi đầu lên liền đi trước nơi khác tản bộ một hồi. Lão đại, ta tốt chưa ăn no, tiên lôi ha ha cười một tiếng, lại đang vĩnh hằng giới luồn lên nhảy xuống, càng dung hợp rồi một đạo không tầm thường lôi đình, nó cái này lôi chịu uy đã phách tuyệt tới rồi cực hạn, án cấp bậc đến tính, nhiễm nhiên đã là bán thần đỉnh phong. Đúng dịp, ta cũng chưa ăn no, hỗn thiên hỏa nhảy càng hăng hái, hừng hực liệt diễm, đốt thao thiên cuồn cuộn, phẩm dai không chút nào yếu tiên lôi, chỉ nửa bước, chính là lột xác thành thần hỏa, Kỳ thật, ta còn có thể ăn nữa đấy. Như vậy chàng diện, có thể nào thiếu đi Long Uyên, mỗi ngày suy nghĩ sự tình, chính là thôn bí khí pháp bảo, nghĩ thầm, nếu là chủ nhân ngày nào đó tâm tình tốt rồi, có thể thưởng nó một lượng tôn thần khí nếm thử trước. Cốt trứng, triệu bân mắng một tiếng. Nuôi cái này ba không bớt lo hàng, một thanh cho hắn làm tới rồi giải phóng tiền. Đường đường thần triều chi chủ, hắn cũng là sĩ diện được rồi. Đã tìm người hỏi qua, ba tháng phía sau, sơ giao sẽ đến thần thành. Tinh Nguyệt cổ thần nói rằng, ân, ta đã thấy nàng đồ nhi rồi, triệu bân đổ một ngụm rượu. Chỉ là tại thần thành, hai ta vẫn đánh một trận. Lại trở về sơ giao đình viện, chỉ là chính ngồi xếp bằng thụ bên dưới đạt tọa. Nàng nên là ngộ đạo xảy ra vấn đề, thậm chí tiếu giữa lông mày, có một vòng ô OH hắc khí quanh quần, trông coi thần thái có vẻ thống khổ, liền bản mệnh khí huyết, cũng có phần lộ ra sao động, nhiễm nhiên một loại tẩu hỏa nhập ma điềm báo tinh nguyệt cổ thần thấy chi, bề bộn sợ tiến lên, chỉ điểm một chút tại cái kia mi tâm. Nhưng, không thế nào dễ dùng, duyên bởi vì chỉ la thể nội, có một cỗ dị thường lực lượng đáng sợ, bài xích thần lực của nàng, gắng phải nhúng tay, cũng không phải là không được, nhưng không khác lửa cháy đổ thêm dầu. Ta đến, triệu bân xong chỉ khép lại, tầm đó có pháp tắc quanh quẩn. Thần Minh làm không được sự tình, hắn cái này làm được, chỉ la thống khổ thần thái, rất nhanh tản đi, sao động bản nguyên cùng khí huyết, cũng quy về yên ổn chủ yếu nhất là cái kia thể nội ẩn núp lực lượng cũng bởi vì hắn chi pháp tắc mà ổn định không thiếu người cùng nàng không lau ra tia lửa a à? tinh nguyệt cổ thần hỏi tia lửa cái gì tia lửa triệu bân mang theo bầu rượu tìm chỗ ngồi tại đó tình yêu tia lửa đừng làm rộn ta là có nàng dâu người không có hỏa hoa là tốt rồi tinh nguyệt cổ thần nói qua đem đồ nhi phóng ra triệu công tử sờ lên cái cằm cái này mới phản ứng tới. Đừng nói, tinh nguyệt đồ nhi cùng sơ giao đồ nhi, lần đầu nhìn vẫn là rất xứng đấy. Nói thì nói như thế, nhưng mà không thế nào xem tốt bạch y tiểu thiếu niên, đứa nhỏ này một nhìn liền trung thực, mà chỉ la, thì là một thất liệt mã, như muốn hàng phục, khó như lên trời. Sư tôn, ta tựa như làm một cái rất dài mộng. Có lẽ ngủ quá lâu, cũng hoặc từng bởi vì bị độ hóa qua, tiểu thiếu niên có chút mơ hồ, từ ra tới, liền không ngừng bóp mi tâm. Mộng thấy gì, tinh nguyệt cũng ngồi xuống. Mộng thấy người bị một đầu heo cùng rồi. Sau đó, sau đó, sinh một ổ tiểu nhóc con. Đùng, tinh nguyệt hất lên ống tay áo, đem đầu nhi mặt đều đánh lệch ra. Triệu công tử xem che miệng cười trộm, được, tiểu tử này được, có đùa bức có chút tiềm chất, nếu là tiến hành bồi dưỡng, chứa nói vung chỉ la, khó tránh khỏi còn có thể đem hắn sư tôn giót. Đang khi nói chuyện, chỉ la đã chậm rãi mở con mắt đem so với trước, nàng cái kia nở rộ vạn hoa con mắt, càng lộ ra thanh tịnh, cũng nhiều hơn mịt mờ chi quang, ít nhất triệu bân thấy, có phần có mấy phần áp lực, phen này ngộ đạo, cô nương này nên là đốn ngộ không thiếu. Đa tả, chỉ là lời này, là đối với triệu bân nói, biết rõ mới vừa rồi là ai giúp nàng. Người một nhà, đừng khách khí, triệu bân cười một tiếng. Nói đến khách khí, hắn là thật không khách khí, hoàn toàn không có đem tự thân làm ngoại nhân, mang theo bọc hành lý, liền vào một gian phòng, vô luận đám vẫn là tu luyện, dù sao cũng phải trước tìm cái chỗ ở. Một đường phong trần, ta cũng mệt mỏi, tinh nguyệt duỗi lưng mỏi, cũng tuyển một gian phòng, nhà nàng tiểu đồ nhi cũng là có ý tứ, bụng mặt, choáng váng chóng mặt liền đi vào theo. Xong, hắn đã bị ném đi ra tới, bên tai, còn có sư tôn mà nói tại vang vọng, chỉ là cái này nha đầu không sai quải trở về đem làm nàng dâu. Nàng dụng tâm lương khổ nơi nào, tiểu thiếu niên xem như gió thoảng bên tai, có mỹ nữ tại, không suy nghĩ tâm sự nhân sinh lý tưởng, cũng là một thân một mình ngồi cái kia ngẩn người, án Triệu Bân suy nghĩ, nên là bị phật độ hóa di chứng, không có một năm nửa năm là khôi phục không được. Tiểu thiếu niên không hiểu tư tưởng, chỉ là cũng là thanh lãnh đạm mạc, thậm chí hơn nửa ngày cũng không trông thấy hai người bọn họ có nửa câu, xem tinh nguyệt cái kia nóng vội a. À. Bên này, Triệu Bân đã khoanh chân mà ngồi, đã điều động bản nguyên cùng hồng mông chi khí, cầm thiên lôi, hỗn thiên hỏa cùng long nguyên đều cùng nhau ném đi đi vào, những thứ này thiên, nó ba ăn quá nhiều, khó tránh khỏi để lại ô uế cùng tạp niệm, hắn cái này làm chủ nhân, phải hỗ trợ thanh lý mới phải. a à, mổ heo tựa như kêu rên, vang lên theo, ba hàng đau ngao ngao thẳng gọi. Xét thấy nó ba như thường ngày rất không thành thật, triệu công tử hạ thủ không nhẹ không nặng. Đau nhức, có đau nhức chỗ tốt, một phen rèn luyện phía sau, cảm giác vẫn là mỹ mỹ đát. Lão đại, bọn ta không sao, mấu chốt là ngươi. Long Uyên run lên một cái. Không cần nó cằn nhằn, Triệu Bân cũng đã mặc niệm rồi tính tâm chú, bởi vì hắn mỗi hướng thần minh vượt gần một bước, tâm ma liền mãnh liệt một phần, thời gian lâu dài, không vận chuyển bí pháp, tâm thần liền cảm giác hoảng hốt, đối với ngộ đạo, đã tạo thành thật lớn chướng ngại, hắn biết rõ, tâm ma kiếp thời khắc đều có thể hàng lâm. Hắn lần ngồi xuống này, chính là ba năm ngày. Trong lúc, hắn giống như một pho tượng, tơ vân không đái động. Hắn cái này tính như chỉ thủy, nước ngoài bầu không khí, liền đặc biệt không hài hòa rồi. Vẫn là bạch y tiểu thiếu niên, không thế nào lên nói, đã được tinh nguyệt của trách rồi trăm ngàn trở về. Liền như đây, tiểu tử kia vẫn như cũ không ra khiếu, lại đần đột, u mê đã trúng sư tôn mấy đốn béo đánh. Ta sao cảm giác, hắn là tự nguyện nhập Phật môn. Ân, gặp thiên bị đánh, nhập Phật môn thanh tính. Ta nếu là hắn, tập thứ nhất để tinh nguyệt về nhà dưỡng thai rồi. Triều công tử an tâm đả tọa, Lòng Uyên, tiên lôi cùng hỗn thiên hỏa, liền đặc biệt không thành thật rồi, cả ngày ở trong viện tản bộ, người một lời ta một câu, cằn nhằn xì xào không dứt. A, à, yên tĩnh đêm, triệu bân đột nhiên một tiếng kêu đau đớn. Chính nói tâm ma kiếp, tâm ma kiếp vẫn thật là đến rồi. Nhìn hắn cái kia màu hoàng kim khí huyết, đã thêm rất nhiều ban bác chi sắc. Còn có cái kia bên thân diễn hóa dị tượng, lúc này cũng biến lúc sáng lúc tối. Những thứ này, đều là hắn tâm cảnh chân thực khắc họa, đủ loại tạp niệm, ác niệm, tà niệm, sát niệm. Là lũ bất ngờ bộc phát, một lần lại một lần bao phủ hắn tâm thần, đã liền tĩnh tâm chú, cũng khó có thể áp chế, đa số thời điểm đều tại gần như bạo tẩu cùng thất tâm nhập ma biên giới. Còn có, hắn tâm trí đầy đủ kiên định, nếu như bàn thạch, thủ vững đạo tâm. Trừ ngoài ra, hắn vẫn tế ra trên trăm đạo pháp tắc, cầm tự thân tỏa rồi. Tâm ma kiếp đáng sợ, tẩu hỏa nhập ma đáng sợ hơn, cũng không thể bởi vậy tạo đại nhiệt. Dù hắn cực tận áp chế, tinh nguyệt hay là nghe đến hắn tiếng gầm, chờ đợi đi vào nhìn lên, mới biết triệu bân co lại trong phòng tiếp nhận tâm ma kiếp, một kiếp một tạo hóa, đợi hắn chân chính vượt qua một bước này, khoảng cách phong thần liền không xa, năm đó hắn, chính là chỗ này giống như từng giết tới được. Vĩnh hằng nhất mạch, nhiều nghịch thiên hạng người A. Tinh nguyệt cổ thần lẩm bẩm lời nói, chỉ nàng một người nghe thấy. Như triệu bân, mới bao nhiêu niên kỷ, liền đi tới rồi một bước này. Cho nên nói, sư tôn là dùng để siêu việt đấy, cái này họ triệu nhân tài, khó tránh khỏi thật có thể đánh vỡ nguyệt thần năm đó tạo ra thần thoại, sẽ trở thành trên lịch sử, trẻ tuổi nhất thần minh. Hai cái hài tử sinh bệnh nằm viện, ta cùng nàng dâu cũng bị bệnh một trận, cộng thêm dọn nhà, sở dĩ vài ngày trước chục chụp không online, mọi người nhắn lại, ta tận lực nhanh chóng hồi phục. Thời tiết dần dần lạnh, mọi người chú ý giữ ấm đa tạ mọi người một đường ủng hộ và cổ vũ. chương 1918, không giúp được. a à, đêm yên tĩnh, mới có vẻ triệu bân tiếng rên rỉ, đặc biệt lờ mờ. Tâm ma kiếp đến càng mãnh liệt, mạnh đến liền hắn đều mấy lần tâm thần thất thủ. Dầm rầm, khóa hắn pháp tắc xích sắt, tiếng va chạm âm vang hùng hồn. Đều bởi vì tâm thần hắn không yên, có bạo tẩu hiện ra, thậm chí khí huyết, tiên lực cùng bản nguyên, đều biến cuồng bạo không chịu nổi, có như vậy mấy cái trong nháy mắt, đều suýt nữa thấy pháp tắc xích sắt xé đứt. Phong, tinh nguyệt thi pháp, cũng là lấy pháp tắc thành xích sắt, khóa rồi triệu bân mấy trăm đạo. Liền nhiều đây, nàng vẫn như cũ lo lắng, rất nhiều giam cầm chi pháp, từng đạo gia trì. Hắn mạnh hơn, chỉ là cũng ở đây, một lại nói phát ra từ phế phủ. Đâu chỉ hắn, thân là thần minh tinh nguyệt, cũng có lần này giác ngộ. Không nói cái khác, liền nói triệu bân chiến tích, đồng cấp đồng cấp khác biệt trên lịch sử liền không người có thể đến, trong đó cũng bao quát cửu thế thần thoại cùng vĩnh hằng nhất mạch thủy tổ. Hắn như vượt không được cái này tâm ma kiếp, sẽ như thế nào? Bạch y tiểu thiếu niên nhỏ giọng hỏi. Sẽ trở thành một tôn chính cống đại ma đầu, không thanh minh ý thức, cũng không người chi tình cảm, có rõ đầu rõ đuôi sát lục, cho đến táng diệt thế giữa. Tinh nguyệt cổ thần ung dung nói. Hắn có thể vượt qua, chỉ là một tiếng khẽ nói. Đúng, hắn tuyệt đối có thể vượt qua, Tinh Nguyệt cổ thần cũng vô điều kiện tin tưởng. Thời đại này nhất kinh diễm một người như thế nào gãy tại tâm ma kiếp lên. Sạc sạc, ba người lúc nói chuyện pháp tắc xích sắt đứt đoạn rồi một đạo là bị triệu bân cuồng bạo bản nguyên đụng gãy đấy. Sau đó chính là đệ nhị đạo, đệ tam đạo, đạo thứ tư nên là triệu bân nội tình quá kinh khủng pháp tắc xích sắt nhiễm nhiên đã tỏa không được hắn. Còn có tinh Nguyệt cổ thần bố trí xuống giam cầm lúc này cũng là như mọc thành phiến nổ hủy cấm chỉ la một tiếng khẽ quát lấy thần nhãn thì bí pháp cưỡng ép trói buộc triệu bân bạch y tiểu thiếu niên mặc dù trạng thái không tốt cũng tế ra một đạo hư ảo phù chú hai người bọn họ những thứ này đều là tiểu đà tiểu nháo luận chủ lực còn phải là tinh nguyệt nhưng mặc dù là thần minh cũng ép không được triệu bân pháp tắc xích sắt bị kéo đứt một phiến lão đại chống đỡ long uyên một tiếng ô ô n g run dày cùng tiên lôi cùng hốn thiên hỏa một đạo, đánh tới hỗ trợ. Tinh nguyệt cổ thần thì phất tay áo, lấy đại thần thông, cầm cái này ba hàng khóa rồi cái ngay ngắn. Triệu bân chính là chủ nhân của bọn nó, bây giờ tâm thần không yên, vô luận là cái kia bản mệnh pháp khí, vẫn là bản mệnh hỏa cùng bản mệnh lôi, đều có gặp ảnh hưởng đến, chưa nói hỗ trợ, một hồi không cho thêm phiền cũng không tệ rồi. Không hổ là thần, tự nhiên có dự kiến trước. Chờ đợi tia nắng ban mai chi quang vung vãi, bọn chúng ba cũng biến không bình thường rồi, một cái so một cái cuồng bạo, phát điên sông tới tinh nguyệt phong ấn, cái này cũng là triệu bân tâm cảnh khắc họa. Đừng ngủ, tinh nguyệt một tay thăm dò vào rồi triệu bân tử phủ, cầm dâu bạc lão đạo sách ra tới. Lão đạo này, tỉnh lúc trong nháy mắt, như uống mấy đốn lão tử, đứng cũng không vững đấy. Hắn như vậy, triệu công tử là không thể bỏ qua công lao đấy, phóng huyết quá nhiều, đã nghiêm trọng thiếu máu rồi. Người nào phóng lão phu huyết, dù đứng không vững cũng không chút nào ảnh hưởng lão đạo chửi mẹ không ai cho hắn đáp án bởi vì đáp án rõ ràng đấy như vậy vô pháp vô thiên cử chỉ rất phù hợp người nào đó nước tiểu tính ai chờ đợi đứng vững lão đạo một tiếng nhẹ kêu cao thấp trái phải quét suy tính triệu bân nếu là không nhìn lầm cái này mẹ nó là tâm ma kiếp a nhanh như vậy đã tới rồi hỗ trợ tinh nguyện nói qua lại hóa ra pháp tắc xích sắt không giúp được, lão đạo mặt mo, không phải bình thường hắc. Người nào đó không phải cẩu, nhưng mà làm những sự tình kia nhi, là thật cẩu. Bản nguyên huyết hạng gì tinh hoa, cho hắn phóng xong, không sợ gặp trời phạt sao. Ngày tháng năm nào một lúc nào đó, người nào đó chào hỏi nhà ngươi tổ tông. Sư phó lĩnh vào cửa, tu hành xem một người, lúc này bạch y tiểu thiếu niên, tựu thật giống mở đại khiếu, mang theo một cuốn sách nhỏ, một phen rồng bay phượng múa, nói thật dễ nghe chính là ghi chép, nói khó nghe điểm, chính là đâm thọc, chờ triệu bân tỉnh, liền đưa cho triệu bân thưởng thức. Ngươi, vẫn là làm hòa thượng lúc, nhìn xem thuận mắt, lão đạo một câu thâm trầm, mặt mo đã là hắc thấu lượng rồi. Vậy thì chào hỏi tổ tông rồi, tiểu tử ngươi mở mắt nói lời bịa đặt A. À. Thực thoại cũng tốt, nói dối cũng được, hắn là thật sợ rồi, bởi vì này cái nhóc con, là thật tự cho hắn xử bán tử đấy, triệu bân như một cái mất hứng, không được đưa hắn lên Tây Thiên nơi nào. Ai, cái này nhà ai đồ nhi, như vậy siêu quần bạt tủy. Lão đạo một hồi than thở, nhưng vẫn là thi triển giam cầm chi pháp. Tinh Nguyệt không rảnh phản ứng đến hắn, bởi vì triệu bân tóc dài đã thành huyết hồng. Cái này đã không phải tàu hỏa nhập ma hiện ra, mà là chỉ nửa bước đã vào mạch. Xem cái kia khí huyết, nhiễm nhiên đã lột xác thành ma trướng, còn có cái kia bản nguyên, vốn nên hoàng kim lộng lấy, lúc này cũng hóa thành đen kịt một phiến, nhất dọa người chính là cái kia dị tưởng bất luận sông núi thảo mộc, vẫn là nhật nguyệt tinh thần, cũng như bị máu tươi tẩy qua, màu đỏ tươi nhiếp tâm thần người ta. Hai người các ngươi, lui ra phía sau, tinh nguyệt nhạt nói. Lui, chỉ là cùng tiểu thiếu niên đều tại lui, nhưng không phải là mình lui, là bị triệu bân cuồng bạo ma trướng, đụng từng bước một lui về phía sau, khiếp sợ thần thái, diễn đầy khuôn mặt của bọn hắn. Triệu bân quá mạnh mẽ, cường đến để cho bọn họ run sợ, dù là bị pháp tắc xích sát khóa, Bọn hắn cũng gánh không được cái kia ma trướng cái này như thất tâm bạo tẩu, một cái tát vẫn không thể đem hắn lưỡng đánh tán giá rồi. Cái này mẹ nó nơi nào a? À? Lão đạo ngước mắt, cao thấp trái phải nhìn xem. Đương nhiên, hắn không phải thưởng thức cảnh đẹp, mà là nghĩ nhìn một cái. Đợi tí nữa từ chỗ nào chạy, có thể nhất phi trùng thiên. Triệu Bân như phá giam cầm, hắn cũng không đến chạy sao? Không chạy chờ bị diệt. Cố thủ thần thai. Như lời này Tinh Nguyệt đã không chỉ một lần nói. Đã là tâm ma kiếp, ngoại nhân liền không thể giúp đấy. Bọn hắn bây giờ có thể làm đấy, chính là cực tấn trói buộc triệu bân, miễn cho hắn nhập ma lúc, đại tạo sát lục. Không quên sơ tâm, phương thành đại đạo. Vô số tiền bối đã nói, triệu bân thời khắc đều tại lầm nhầm. Tâm ma kiếp thế tới quá hung, hắn vẫn thủ vững lấy cuối cùng vẻ thanh tình. Chỉ cần tâm thần không triệt để thất thủ, hắn liền có thể bằng đạo tâm, hóa đi cái gọi là tâm ma chỉ la có thể tại. Ngoài viện, truyền đến một tiếng kêu gọi, giải rác bốn chữ, nếu như lôi thần. Xéo con mắt nhìn lên, mới biết là một cái hắc bào lão nhân, chống một cây đầu rồng trường. Trừ hắn, còn có quy dương người kia, sợ là bị giáo huấn khuyên nhủ rồi, sắc mặt thật không tốt xem. Hắn tới đây, cũng không phải là đến vùng muội đấy, là bị tộc trong tiền bối dồn ép đến đấy, dụng ý sao? Tất nhiên nghĩ lại tìm chỉ la hỏi hỏi rõ ràng, hỏi một chút trước kia cuối cùng xảy ra chuyện gì đối với cái này chỉ là sớm có đoán trước trung quy liên quan đến một tôn cực đạo thần khí một khỏa cửu thiên kỳ tinh châu cộng thêm hai đạo thần long khí quy dương nhất mạch lão gia hỏa không đau lòng mới là lạ không tìm được hung thủ thế nào cam tâm quy thiên lão quân sâu bạc lão đạo nhìn không khỏi trong lòng run lên lão gia hỏa kia có thể không phải bình thường thần là hàng thật giá thật chuẩn đế thần chỉ nửa bước chính là đế thần cảnh bây giờ bổn tôn đích thân đến hiển nhiên không phải đến du sơn ngoạn thủy đấy. Siêu, chỉ la như một trận gió, xuyên tường mà qua. Đến mức trong phòng, từ lâu khắc xuống rồi che giấu cấm chế, để tránh ngoại nhân dòm ngó. Gặp qua quy thiên tiền bối, chỉ la có phần hiểu lễ nghi, chắp tay thi lễ một cái. Tiểu bối, ngươi nên là biết rõ ta đến mục đích. Quy thiên lão quân lời nói ung dung. Trước kia đã nói qua, quy dương đạo hữu tới đây lúc liền đã bản thân bị trọng thương chỉ la khẽ nói sơ giao đồ nhi khi nào cũng học được nói dối quy thiên lão quân nhạt nói vãn bối lời nói là thật mặc dù sư tôn tại chỗ ta vẫn là là lời này chỉ la mặc dù câm như hiến ít nói nhưng nói lên nói dối đến nửa chút không đỏ mặt cũng không thể đem triệu bân vạch trần ra tới hơn nữa là quy dương khiêu khích sẵn thua cũng chẳng trách người khác triệu bân đã lưu thủ rồi như là thật ra tay độc ác quy dương còn có thể đứng ở nơi này Ngươi có biết bao che hạ tràng? Quy dương lão quân ngữ khí, lạnh một phần. Lúc nói chuyện, hắn vẫn liếc qua gian phòng. Quỷ mới biết được nơi nào tôn đại thần bố trí cấm chế, hắn lại nhìn không thấu. Hắn chỉ biết, trong phòng có người, hơn nữa cả phòng đều là ma trướng. chương 1919, lý do tốt. Ngươi có biết bao che hạ tràng? Quy thiên lão quân ngữ khí, rất nhiều lạnh ý. Dứt lời, chính là chuẩn đế thần đáng sợ uy áp chỉ la bán thần cảnh thế nào gánh vác được cái này uy hiếp cũng như đã trúng trên trăm đạo giam cầm thuận tiện còn có một tòa cự nhạc đặt ở nàng đầu vai chứa nói nhúc nhích thở một ngụm nhi đều khó khăn nói người phương nào gây nên quy thiên lão quân lạnh lùng vừa quát không biết chỉ la thần sắc đạm mạc nửa phần không có sợ đấy chưa thấy quan tài chưa rơi lệ quy thiên lão quân hừ lạnh càng thêm kinh khủng uy áp ẩm ẩm hiện ra cái này dù là chỉ la nội tình khóe miệng đều lẫn tràn máu tươi. Lão Tổ, Quy Dương mặc dù đầu óc không phải dễ dùng, có thể lúc này vẫn là rất đàn ông đấy, một bước tiến lên, đem chỉ la chắn phía sau hắn, đây chính là hắn người thương. Tốt người nhiệt tôn, ta. Quy Thiên Lão Quân vừa muốn giận dữ, liền nghe một tiếng ẩm vang. Oanh âm thanh truyền từ gian phòng, là triệu bân ma trướng xông tới rồi giam cầm. Nên là hắn nội tình quá cường hãn, thậm chí liền che giấu cũng khó khăn ngăn cách. Quy Thiên xéo con mắt, lần thứ hai nhìn về phía gian phòng, thâm thúy như u uyên lão con mắt, cực tẫn híp lại. Người nào trong phòng? Cái này, là hắn bức thiết muốn biết đấy. Có thể, trong phòng có che giấu, dù là nhãn giới của hắn, cũng khó khăn nhìn xuyên. Cũng không sao, nhìn không đến liền đi vào xem quá. Đã là muốn xem, cái kia đến trước tìm một cái danh chính ngôn thuận lý do. Kết quả là, hắn thay đổi rồi mũi nhọn, nhắm ngay gian phòng, trông coi một tiếng lãnh quát âm vang hùng hồn. Hung thủ, chẳng lẽ giấu ở cái này trong phòng? Dám mở cánh cửa này, tiền bối tự gánh lấy hậu quả. Chỉ la ra vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng rất nhiều lo lắng. Triệu bân tại tiếp nhận tâm ma kiếp, trạng thái cực không xong, như có người ngoài quấy dày, sợ là sẽ phải gặp rắc rối. Lão phu đường đường chuẩn đế thần, cũng không phải là dọa đại đấy. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó, quy thiên lão quân không nửa phần khiếp ý chẳng phải một cánh cửa sao mở thì đã có sao thật có đại lão ở bên trong lấy hắn bối phận cùng tu vi bồi thường cái lễ sự tình còn có thể gặp một trận sát kiếp hắn ra tới một chuyến không dễ dàng không đem hung thủ tìm ra tuyệt không bỏ qua mở nhưng thấy quy thiên lão quân vung tay vung lên nhẹ nhõm phá cửa phòng phong ấn chợt liền thấy cuồng bạo ma chướng từ trong phòng quét sạch mà ra a à. quy dương một bước chưa có đứng vững ngay tại chỗ bị đụng ngã lăn chỉ là cũng gặp không may ảnh hưởng đến hộ thể tiên quang ngay tại chỗ tán loạn nhất ổn chỉ là quy thiên lão quân như tấm bia to giống như sừng sững bất động chỉ là như thế bá đạo ma chướng thật ra khiến hắn nghi giả trao lên chào đón trong phòng người hắn không khỏi sửng sốt một chút tinh nguyệt cổ thần sao hắn từng có qua gặp mặt một lần cái kia bên cạnh thân bạch y tiểu thiếu niên nên là cái kia đồ nhi đến mức một cái khác tôn tiểu thần minh không có danh tiếng gì chưa từng nghe qua cũng chưa từng thấy qua chân chính để cho hắn kinh dị chính là bị pháp tắc xích sắt khóa cái vị kia như không nhìn lầm là vĩnh hằng thể triệu bân cái đồ kia không phải tại tiên giới sao chạy thần giới đến rồi từ chỗ nào đến đấy còn có triệu bân đây là cái gì trạng thái là ở tiếp nhận tâm ma kiếp sao đúng chính là tâm ma kiếp không phải vậy ở đâu ra như vậy cuồng bạo ma chướng triệu bân liền quy thiên lão quân đều kinh ngạc càng không nói đến quy dương vĩnh hằng thể đại danh, hắn đã nghe nói qua vô số lần, hôm nay, vẫn là lần đầu thấy chân nhân. Trên thực tế, hắn là lần thứ hai thấy, chỉ bất qua cái kia đoạn trí như bị xóa đi rồi, hắn hoàn toàn không biết mà thôi. Quy thiên đạo hiếu, biệt lai vô dạng, tinh nguyệt cổ thần lời nói ung dung, sắc mặt tại sao lại không dễ nhìn, triệu bân chính tiếp nhận tâm ma kiếp đâu nàng cũng không dám vọng động, hết lần này tới lần khác có người quấy rối. So sánh với nàng, dầu bạc lão đạo liền đặc biệt sợ rồi, đại khí không dám ra một tiếng, hơn nữa, thời khắc đều chuẩn bị chạy trốn, Triệu Bân là một cái loại người hung ác, hắn không thể trêu vào, vị này. Hắn càng không thể trêu vào. Nhiều năm không thấy, người phong thái vẫn như cũ. Quy Thiên Lão Quân thản nhiên nói, nói là đối với tinh nguyệt nói, xem cũng là Triệu Bân. Vĩnh Hằng Thể A, nghịch Thiên Huyết Thông A, toàn thân, trong trong ngoài ngoài, đều là bảo bối, hắn không có điểm tiểu tâm tư mới là lạ, nếu đem cái kia bắt. Nếu đem cái kia thôn phệ, đích thị là một phen đại tạo hóa. Cơ hội ngàn năm một thuở, có vẻ như không có phóng ra đạo lý. Như thế, còn phải tìm cái danh chính ngôn thuận lý do, sư gia nổi danh sao. Triệu bân, người nói thật thật can đảm, dám làm tổn thương ta cháu trai, đoạt ta tộc bí bảo. Xuất thủ lý do, quy thiên lão quân tìm vẫn là rất chính quy đấy, tiếng quát như lôi đình. Nói qua, hắn lại mãnh liệt huy động rồi ống tay áo, vung ra rồi một phiến thần quang, đánh thẳng triệu bân oan uổng ngươi chuẩn đế thần, cũng làm cái này lấy lớn hiếp nhỏ sự tình. Tinh nguyệt cổ thần một câu khẽ quát, nhặt tay một luồng kiếm khí, chém nát rồi thần quang. Đây là hắn cùng ta tộc chi tiêu oán, người nói thật muốn xen vào quy thiên lão quân hử lạnh. Hắn vẫn thiếu nợ ta tiền, người thay hắn trả tinh nguyệt lướt nhẹ qua tay, đem đồ nhi đã thu vào tiểu thế giới. Tới một đạo được lấy đi, còn có triệu bân. Ta là nhìn ngươi sư tôn thể diện, mới để lại vài phần lực, đã ngươi muốn quản, vậy thì chớ trách lão phu không khách khí quy thiên lão quân lời nói lãnh cô quạch, một vòng ánh đao chém vào rồi trong phòng siêu dâu bạc lão đạo đi đứng tặc chập choạng trượt xoay người chạy không thấy nhi rồi hắn đây cũng không phải là không giảng nghĩa khí hắn là vội vã về nhà thu quần áo tranh tinh nguyệt thì tâm niệm vừa động tế ra bản mệnh thần khí nàng là nội tình không tầm thường làm sao đối địch chính là chuẩn đế thần bản mệnh khí phương ra liền bị ánh đao bổ lật nàng vẫn là ăn một đạo cắn trả, chưa kịp nàng đứng vững, liền cảm giác trước mắt ma quỷ vừa hiện, quy thiên lão quân tới rồi, nhất chỉ hướng nàng mi tâm đâm đi qua, chạy, tinh nguyệt cổ thần cưỡng ép bỏ chạy, một bước lên trời mà lên, nàng mặc dù tránh khỏi nhất chỉ, nhưng vẫn là gặp không may dư ba, đầu vai bị vẽ ra rồi một đạo vết máu, lưu lại hắn, ta và người bình an vô sự, quy thiên lão quân đạp thiên đuổi theo, tinh nguyệt không nghe hắn mù phấp phới một cái kiền khôn đại nazi chui ra khỏi thần thành. Như vậy tự tìm cái chết, thành toàn ngươi, Quy Thiên lão quân hét to, một trường cách không đánh tới. Có lẽ hắn trưởng uy quá mạnh mẽ, ngoài thành hư không, trong nháy mắt băng rồi nửa bên. Ai? Thành trong nhiều người ngửa con mắt, vô thức chiều thành nhìn ra ngoài. Lọt vào trong tầm mắt, liền thấy một đạo đỏ tươi huyết quang tại hư vô chiếu rọi. Tất nhiên tinh nguyệt đẫm máu, đã trúng Quy Thiên lão quân một trường suýt nữa bị hủy rồi thần khu. Cái đó là, tinh nguyệt cổ thần, ta thật lâu năm không gặp nàng. Như thế nào cái ý tứ, nàng cùng quy thiên lão quân có cửu. Hắn hai người bắn đại bác cũng không tới, còn có thể kết thù kết oán rồi. Quy thiên lão quân hạng gì bản tính, hắn đánh người vẫn cần lý do. Không ít người xuất thành, hoặc rơi vào tường thành, hoặc đứng lặng đám mây, đều chính nhi bắt kinh quần chúng, xem cuộc vui lúc, vẫn cần nhằn xì xào không xong, thậm chí, vẫn sách gia trí nhớ tinh thạch phốc trong tiếng nghị luận tinh nguyệt lại một lần đẫm máu nguy hiểm bị quy thiên lão quân một đao sinh bổ thần minh nhắm ngay đế thần nàng hiển nhiên hơi kém đạo hạnh viễn không phải quy thiên đối thủ o o n g quy thiên lão quân đứng lặng cửu tiêu tế ra hắn bản mệnh thần khí đó là một tôn bảo tháp toàn thân ô quang lóe sáng trọng như núi cao a à, tinh nguyệt cổ thần một câu ngâm nga ngay tại chỗ bị bảo tháp bao lại. Trong tháp, pháp tắc như lôi đình thiểm điện bình thường, xen lẫn bay múa. Nàng muốn thoát ra, làm sao nội tình không tốt, còn bị pháp tắc khóa rồi. Đã thành, mắt thấy tinh nguyệt bị trấn áp, quy thiên lão quân ánh mắt nóng bỏng, trông coi tham lam chỉ ý có phần nồng. Tối nay, hắn đã định trước mùa thu hoạch lớn, không chỉ được rồi vĩnh hằng thể, vẫn bắt một tôn nữ thần minh. Đến, tinh nguyệt cổ thần giữ nhiều lành ít, như sư phụ của nàng vẫn còn ở, Quy Thiên Yên ổn dám như vậy càn rỡ. Nói nhiều hơn đều là nói nhảm, không bằng một đạo anh hùng cứu mỹ nhân. Đầu óc nước vào rồi đó là chuẩn đế thần, không sợ gặp trả thù. Đám khán giả bảy mùm tám lưỡi mà thảo luận, thở dài rất nhiều, dục dịch giả, cũng vừa nắm một bó to, có thể càng nghĩ, vẫn là xóa bỏ, chọc quy thiên lão quân, hạ chàng không muốn quá tốt. Oanh! Chính khi tất cả người hết thảy đều kết thúc lúc, quy thiên bảo tháp, o, o, n, g một tiếng lay động. Xong việc nhi, liền thấy một tôn cái thế đại ma, quét sạch lấy ma sát, từ nội sát ra. Không sai, là triệu công tử, đúng là vẫn còn nhập ma, một cái tát vung mạnh lật ra bảo tháp. Audio điện tử võ tấn bền chương 1920, nhúm máu kiếp. Cái kia, cái kia là... Mắt thấy triệu bân ngang trời mà ra, bên ngoài chàng quần chúng, lên tới thần minh xuống đến tiên nhân đều chừng lưỡng mắt tròn căng rồi lão phu không nhìn lầm a à, vĩnh hằng thể hắn không phải tại tiên giới sao sao ở tại thần giới thần tiên thông đạo đã đứt hắn từ chỗ nào đến đấy bây giờ như vậy trạng thái tẩu hỏa nhập ma sao một cái triệu bân như một khỏa cửa thạch kích khởi thiên tầng sóng lớn đám khán giả xô trào kinh dị tiếng như thủy triều rất nhiều nghi hoặc đều hóa thành lần lượt nghi vấn đeo đầy đỉnh đầu. Không ai cho bọn hắn giải thích nghi hoặc, bởi vì vì tất cả người ở đây không rõ ràng cho lắm. Phanh, bị lật tung bảo tháp, ầm ầm rơi xuống đất, nện càn khôn nghịch loạn. Bởi vì là bản mệnh thần khí gặp trọng thương, quy thiên lão quân cũng một tiếng kêu đau đớn. Nhìn tinh nguyệt cổ thần, cũng không tốt đến đi đâu, là nàng đem triệu bân thu nhập thể nội tiểu thế giới, triệu bân phá phong mà ra, thủ đoạn đơn giản thô bạo, đem nàng tiểu thế giới náo long trời lở đất. Đáng chết. Quy Thiên lão quân khuôn mặt nhiều hơn một vòng vẻ âm trầm. Hắn cho rằng có thể nhẹ nhóm chân áp tinh nguyệt cùng Triệu Bân, bây giờ xem ra, ngược lại hắn đánh giá thấp Vĩnh Hằng thể, một cái phá phong mà ra không sao cả. Hắn cùng với Triệu Bân đã thành vạn chúng nhìn chăm chú rồi, lại muốn nuốt một mình chiến quả, sợ là rất tốn sức rồi, bởi vì hắn đã cảm thấy được trong bóng tối có không ít mịt mờ chi khí tựa như, như ngầm hiện hiển nhiên là muốn cắm một cước, cũng hoặc là, ngồi thu ngư ông đắc lợi, ai bảo vĩnh hằng thể là một cái bánh trái thơm ngon đâu ai bảo tiểu tử kia. Cưu ra quá nhiều đâu muốn tìm cái kia tính sổ người, nên là số lượng cũng không ít, muốn cái kia bắt đi đem làm chiến lợi phẩm đấy, xác định cũng chỗ nào cũng có. Nếu không thì thế nào nói là chuẩn đế thần, xem chính là thông thấu, nhìn bên ngoài chàng quần chúng, có không ít, đều biến không an phận, nhìn trong bóng tối ẩn núp người, cũng như từng con một u linh, trong bóng đêm chạy, nhanh, vĩnh hằng thể tại thần thành, nhanh chóng đến. Hắn tẩu hỏa nhập ma, bắt lấy đúng lúc. Nhiều tìm giúp đỡ, lần này để cho hắn có đến mà không có về. Đủ loại truyền âm, phiêu hướng bốn phương, mục đích biểu hiện rõ ràng. Cái này cũng không phải là tại tiên giới, đây là ở thần giới, không cần khôn áp chế. Trái lại Triệu Bân, chỉ là một cái tiểu bán thần, hắn có thể lật lên bao nhiêu sóng gió. Cho nên nói, cơ hội này là ngàn năm một thuở đấy làm chết hắn liền vĩnh viễn tuyệt hậu họa. Tối nay, thật là náo nhiệt. Triệu bân đứng lặng hư không, thích ý vặn vẹo rồi cái cổ. Hắn cười bạo ngược không chịu nổi, khát máu chỉ ý thao thiên cuồn cuộn. Hắn chi hình thái, dị thường dọa người, dối tung tóc dài, như một phiến huyết sắc thác nước, bên thân diễn hóa dị tượng, thì máu chảy đầm đìa đấy, còn có cái kia đạo âm, không lại như tiên khúc giống như huyền diệu, là càng như là ma chú, vô hạn vang vọng thiên địa, tu vi yếu ớt người, nghe tâm thần rung động mạnh. Đáng sợ nhất, hay là hắn con mắt, như nhúm máu u uyên, tỉ mỉ ngưng xem, hoàng tựa như còn có thể nhìn thấy núi thây biển máu, nhật nguyệt tinh thần tại nội nổ hủy, sông núi thảo mộc tại nội băng diệt. Triệu Bân, tỉnh lại. Tinh nguyệt cổ thần cũng ở đây truyền âm, là ở kêu gọi Triệu Bân. Quy thiên lão quân có thể nhìn ra manh mối, nàng sẽ nhìn không ra. Chỉ trách, Triệu Bân thân phận quá cái kia, trông coi là ở tại thần giới, Hắn cái này bại lộ không quan trọng, xác định gặp bốn phương vây công, có thanh tỉnh ý thức cũng may, hết lần này tới lần khác. Hắn đã tẩu hỏa nhập ma. Triệu Bân, tỉnh lại. Đồng dạng tại kêu gọi đấy, còn có chỉ la. Là, là nàng chủ quan, liền để cho Quy Dương ngủ nhiều vài ngày. Cái này chỉnh, dẫn suốt một trận biến cố, nói không chừng, vẫn là một trận tử kiếp. Ô ô ô, đối với hai người kêu gọi, Triệu Bân cũng không trả lời, chỉ lệ quỷ tiếng kêu rên bầu bạn cái kia trái phải, đáng sợ tâm ma kiếp, triệt để che mất hắn tâm thần, nhuốm máu ma trướng, như một phiến tấm màn đen, che thiên che mặt đất, tinh nguyệt chữa thương không sai, một khi nhập ma, liền chỉ một cái ý niệm trong đầu. Sát, phong, quy thiên lão quân vừa quát âm vang, lại thúc giục bản mệnh bảo tháp. Triệu bân thấy chi, cười sừng sững đáng sợ, hắn vô ý thức, cũng không ý sợ hãi, tiện tay sách hắc thần chiến mâu, một gậy phách thiên tuyệt địa, lần thứ hai vung mạnh lật bảo tháp, âm vang thanh âm, như như lôi đình hiện ra lộng lẫy lôi quang thì nổ đầy thiên khung a à, quy thiên lão quân lại một tiếng kêu đau đớn còn bị chấn lùi lại nửa bước không đợi hắn thở một ngụm nhi triệu bân liền mang theo cuốn ma khí công phạt mà đến tiểu tiểu bán thần cũng dám công ta quy thiên lão quân hì uống một hơi tế ra rồi chín chuôi kiếm kiếm là hảo kiếm đều là thần binh đều như than cốc giống như ô hắc quy thiên kiếm trận người biết nhìn hàng xịn đều đến rồi một câu như vậy không sai là kiếm trận từ cửu tôn thần khí tạo thành kiếm trận tranh trói tai kiếm minh phá vỡ thiên khung mà cái kia cửu thanh thần kiếm thì như cửu đạo tinh hà bố trí đoàn hư vô có vạn đạo kiếm quang lóe sáng bổ thiên chảm địa xem bên ngoài chàng người đều ngược lại rút khí lạnh chuẩn đế thần mở đại quả là cường hãn như như vậy công phạt đủ có thể trong nháy mắt miểu sát thần minh mặc dù đồng cấp bậc chuẩn đế thần cũng chưa chắc có thể khiêng ở Phốc, phốc, triệu bân bị chém rồi, mà thân bị chảm khoảng cách tung hoành, bị chia thất linh bát lạc. Nhưng, hắn chính là Đại La Thánh Tử, là một cái tu trường sinh quyết đích nhân vật, tái sinh chi lực phách thiên tuyệt địa, thêm với nhập ma, có ma tính phụ ra, toàn thân vết máu, đều trong khoảnh khắc phục hồi như cũ. Hảo kiếm, triệu bân khóe miệng hơi vỉnh, đạp ma trướng đăng thiên mà lên, một mâu xuyên thẳng thiên vũ. Phía sau, mới là đại thông thường, thấy hắn kịch liệt quấy nhiễu càn khôn, quấy hư vô sấm sét vang dội cũng quấy cửu thanh thần kiếm đầy trời bay tứ tung còn có cái kia vạn đạo kiếm quang cũng tập thể băng diệt còn chưa xong quy thiên lão quân tay áo vung lên vung ra rồi 99 cán chiến kỳ chiến kỳ đón gió hô liệt khắc đầy cổ xưa thần văn cắm đầy hư vô vẫn là đại trận có lôi đình bay múa có liệt diễm thiêu đốt cực tẫn hủy diệt phốc triệu bân vừa rồi cải tạo ma thân lại một lần nổ tung Quy thiên lão quân cũng là chuyên nghiệp, lại cho hắn bỏ thêm điểm liệu, diễn xuất rồi một vòng nóng bỏng thái dương cùng một vòng sáng tỏ ánh trăng, ngoại giới một phiến minh mông tinh không, ngôi sao đầy trời treo. Một kích này, thiếu chút nữa đem triệu bân đưa đi. Cũng may, hắn là cái kháng đánh đích nhân vật, đứng vững rồi hủy diệt công phạt. Để cho hắn đứng vững gót chân, nhất định là người nào đó tai nạn. Thế nhân nhìn nhìn xem, hắn dơ lên cao rồi chiến mâu, triệu hoán ước vạn lôi đình ẩn núp thiên uy lôi điện, lần này còn nhiều hơn đáng sợ ma tính, lực sát thương tồi khô lạp hủ, đem 99 cán chiến kỳ, bổ thất linh bát lạc, liên đới nhật nguyệt tinh thần, cũng cùng nhau hủy cái sạch sẽ. Thật xem nhẹ ngươi rồi. Quy thiên lão quân khóe miệng, đã có máu tươi lẫn tràn đầy. Liên tiếp hai lần công phạt, đánh chính là hắn là tâm cảnh hoảng sợ. Hắn thế nhưng là hàng thật giá thật chuẩn đế thần nơi nào. Tế ra sát sinh đại thuật, lại bắt không được một cái tiểu bán thần, cái này như cùng dai, đối phương một mâu đâm tới đây, không được đem hắn quấy cái nát vụn nơi nào. Cái này cũng quá mạnh. Chuẩn đế thần cũng kinh sợ, càng chứa nói bên ngoài chàng quần chúng. Vẫn là tiền bối đám xem thấu triệt, bây giờ triệu bân, đấu chiến tâm cảnh có lẽ không bằng thường ngày, nhưng lực lượng, bởi vì tẩu hỏa nhập ma, bởi vì ma lực gia trì, là bao trùm thanh tỉnh trạng thái phía trên đấy. Khó trách chúng thần tại tiên giới kinh ngạc. Thường nghe truyền thuyết người, Hôm nay coi như là chứng kiến truyền thuyết. Chương 1921, đừng tự tìm phiền phức. Oanh, phanh. Thần chiều ngoài thành, đám biển người như thủy triều biển người, cũng là oanh âm thanh chấn thiên. Bán thần nhắm ngay đế thần, ma hóa Triệu Bân cùng Quy Thiên lão quân, chiến long trời lở đất. Từ tường thành nhìn, cái kia chính là một phiến sấm sét vang dội giống như thiên địa. Không gian tại sụp đổ. Càn khôn đã nghịch loạn. Huyết quang cùng hủy diệt chi ý xen lẫn cùng múa rất thống khổ rất nhiều tiểu bối đều ôm đầu lâu xem cuộc vui xem thất khiếu chảy máu cũng với nội tình không tốt xem cái náo nhiệt cũng nhức đầu đều là được đại chiến ẩm vang âm thanh chấn đấy bọn họ cái này coi như tốt nhìn dưới tường thành đã ngược lại rồi một phiến hoặc là được hoảng mắt bị mù hoặc là được chấn váng đầu liền nói được không tầm thường tiền bối đều tế ra thủ hộ chi quang trông coi là vừa lui lui nữa bởi vì đại chiến uy lực còn lại quá kinh khủng, bốn phương chi núi cao đã băng bảy tám phần, liền chỗ này to lớn cổ thành đều bị đụng ông ông thẳng run. May mà chạy nhanh, đám người một góc, dâu bạc lão đạo lại chạy trở lại, thấy đại chiến, ngăn không được run sợ. Đêm đó, hắn là đầu óc tiến vào bao nhiêu thủy, mới dám đi đánh cướp triệu bân, bây giờ còn có mệnh tại, đúng là vạn hạnh. Triệu bân, tỉnh lại, tinh nguyệt vẻ mặt ngưng trọng, cùng dâu bạc lão đạo thổn thức, thành tươi sáng rõ nét so sánh. Nàng là quần chúng, cũng là người tham chiến, cấp cho Triệu Bân trợ chiến, liên hợp đối kháng Quy Thiên Lão Quân. Nhưng, Triệu Bân nhập ma, vô thành tỉnh ý thức, cũng là lục thân không nhận, công phạt Quy Thiên Lão Quân lúc, cũng thuận tiện cho nàng đến rồi một gậy, trông coi hạ thủ không nhẹ không nặng, người tốt tốt một tôn nữ thần minh, suýt nữa bị đánh diệt thần khu. Đừng tự tìm phiền phức rồi. Thiên ngoại, có người cho tinh nguyệt truyền âm. Tỉ mỉ nhất nhìn, đúng là trước kia bán triệu bân lôi đình chính là cái kia viên lão đầu nhi người mặc dù tại trên tường thành không chút nào không ngại hắn khuyên nhủ tinh nguyệt hắn nói cũng đúng lớn thực thoại nhập ma vĩnh hằng thể nhiễm nhiên đã không tâm trí cũng sẽ không quản ai là ai chỉ cần dám đặt chân cái kia phiến thiên địa vô luận nam nữ già trẻ cho dù là vợ hắn cũng sẽ chiếu đánh không lầm như vậy tình trạng như vẫn gắng phải đi phía trước gom góp không phải hỗ trợ mà là tìm kích động nơi đây đạo lý Tinh Nguyệt tất nhiên hiểu, đã trúng nhất bổng truy, nàng cũng giải ghi nhớ rồi, xoay người trốn vào rồi hư vô, không thấy tung tích. Đương nhiên, nàng không phải đi rồi, mà là tại ngoại đi dạo một vòng nhi, lại quải rồi trở về, trông coi là nữ giả nam trang, lẫn vào rồi đám người, tại trong biển người minh mông, rất chuẩn xác tìm được rồi quy dương. Một hồi, như tình thế không đúng, nàng là không ngại đem quy dương chói lại đem làm con tin đấy. Quy thiên lão quân cũng có thể lấy lớn hiếp nhỏ, nàng kia còn muốn cái gì mặt. Nói lên quy dương, khuôn mặt đã là trắng bệch không có chút máu. Hắn là khiếp sợ, cũng là hoảng sợ, khiếp sợ triệu bân chiến lực, cũng hoảng sợ vĩnh hằng thể nội tình, bán thần cảnh A. Lại cùng chuẩn đế thần chiến cân sức ngang tài, có như vậy mấy lần, vẫn đã thương nặng nhà hắn thúc tổ, mạnh như thế hung hãn, hắn là theo không kịp đấy. Phanh, cùng với một tiếng ẩm vang, thương thiên lại sụp đổ nửa bên. Xong, liền thấy quy thiên lão quân rơi xuống hư vô chuẩn đế thần khí lực có huyết quang nở rộ nhìn triệu bân cũng không tốt đến đi đâu nửa bên thân thể đều nổ thành rồi bùn máu ta so chảm ngươi quy thiên lão quân khuôn mặt hung ác quét sạch rồi một phiến thần hải chuẩn đế thần ép không được một cái tiểu bán thần để cho hắn tức giận rồi hắn chi khí chàng cùng uy áp tại trong khoảnh khắc leo đến càng đỉnh phong tốt mỹ rượu máu tươi triệu bân u cười liếm liếm màu đỏ tươi đầu lưỡi mà tính con mắt thì bạo ngược không chịu nổi quy thiên lão quân khí thế kéo lên hắn cũng không rơi vào thế hạ phong thao thiên huyết sát mãnh liệt cuồn cuộn diệt quy thiên một tiếng hét to che trời thần hải chìm rồi một phương thiên địa triệu bân một bước không có đứng vững ngay tại chỗ được nuốt hết huyết sát cũng tán loạn không thiếu còn không đền tội quy thiên lão quân một tiếng này giận dữ mắng mỏ nếu như lôi thần có thể nói bức cách tràn đầy Lời nói chưa dứt, liền nghe chói tai kiếm ngân vang, vẫn là cái kia Cửu Thanh Thần kiếm, Thành Hủy Diệt kiếm trận, hướng Triệu Bân bổ tới. "Tiểu Tiểu Thần Hải, vây được ở ta." Triệu Bân nhất giống chấn thiên khung, lấy ma chướng thành đao, bổ ra rồi thần hải, tựa như một đầu dao long, từ nội vọt người mà ra, vừa gặp cửu kiếm giết tới, được hắn một gậy quét lộn ra ngoài. Phốc, Quy Thiên lão quân phun máu, được ma chướng uy lực còn lại, tháo rồi một cái cánh tay hắn ngược lại nghĩ thở một ngụm nhi, có thể triệu bân không cho cái kia cơ hội, hồng mông chi hải cuốn theo thao thiên ma trướng, phô thiên cái địa mà đến, hắn đây cũng là một tên bất lưu thân nhi, được chìm vào hồng mông. Chuẩn đế thần sao, tự có cường hãn nội tình, trước tiên liền giết ra tới. Thấy hắn một bước lên trời, lại thúc giục bản mệnh pháp khí, có thần thác nước trên trời rủ xuống. Phá, triệu bân nhất màu đánh nát thiên vũ, quấy rối rồi minh mông càn khôn. Thần bộc tuy mạnh, rồi lại chịu không được cái kia ma chướng tán loạn đã thành một phiến ánh sáng. Rất tốt, quy thiên lão quân nghiến răng nghiến lợi, vung tay vung lên, lại động sát sinh đại thuật. Triệu bân so cái kia cuồng bạo hơn, nửa điểm cũng không mang phòng ngự, công tới đây liền đánh. Oanh, phanh, lại là một phiến chấn thiên ẩm vang, hai người nhất nam nhất bắc, mở bí thuật đối oanh. Bên ngoài chàng càng nhiều người bóc mắt, Nhiễm nhiên đã thấy không rõ hư thực, chỉ thấy hai đạo mơ hồ bóng người, tung hoành cửu thiên, mỗi có một lần va chạm, tất có một phiến hủy diệt dị tưởng diễn sinh. Cái đồ kia, đánh không chết sao quá nhiều người nuốt nước miếng, là mắt thấy triệu bân lần lượt bị đánh bạo phát, cũng là một lần lại một lần cải tạo, hơn nữa, mỗi cải tạo một lần, liền cuồng bạo một phần, đáng sợ ma lực, là càng đánh càng hào hùng, tựa như, cái kia lực lượng cuồn cuộn không dứt. Chớ quên, hắn chính là tự tại thiên truyền thừa, không thiếu tiền bối vuốt tròm dâu. Ân, thân phụ vạn pháp trường sinh quyết, muốn cái kia quật ngã cần tuyệt đối áp chế mới được vĩnh hằng thủy tổ không có ở đây cửu thế thần thoại không có ở đây rồi lại đến rồi một cái càng yêu nhiệt đấy lão phu bóp chỉ tính toán quy thiên lão thất phu muốn lật thuyền trong mương ngoài thành chiến hừng hực khí thế trên tường thành cũng nói chuyện khí thế ngất trời quần chúng sao liền ưa thích náo nhiệt lớn chẳng diện động tĩnh càng lớn càng tốt chỉ là cũng không phải là tất cả người ở đây có như vậy nhàn hạ thoải mái nhìn nội thành vẫn như cũng có người bày quầy bán hàng, tựa như cái kia cùng tử y hầu sinh giống như đúc hồng trần khách qua đường, liền lộ ra đặc biệt không thích sống chung, tựa như một tôn khắc đá pho tượng, yên tĩnh tĩnh ngồi ở đó, động đều không đái động đấy, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Sạc sạc, rung động lắc lư thường vụ ẩm vang, cũng ép không được cái này thanh thúy âm thanh. Nghe chi, quần chúng trong tiền bối thần minh, đều lông mi thiêu lão cao. Sạc sạc âm thanh, hiển nhiên là có đồ vật gì vỡ vụn cái gì nát đâu, quy thiên lão quân bản mệnh khí nát, chuẩn đế thần khí là cứng rắn vô cùng, có thể triệu bân trong tay mang theo đấy, chính là hàng thật giá thật đế thần binh, nhiều đánh như vậy mấy côn, cũng không liền nổ sao nói nổ cũng không xác thực, bảo tháp còn có một nửa không có vỡ ra, sách trở về tu tu bổ bổ, còn có thể miễn cưỡng dùng. Phốc, bản mệnh khí gặp trọng thương, quy thiên lão quân cái này cửa ra vào lão huyết, phun khí phách chắc lậu. Hắn cho là hắn rất được, có thể đánh qua mới biết, cái này họ Triệu Ma là thuộc về xúc sinh đấy. Lúc này không ra, còn đợi khi nào? Chuẩn đế thần sợ rồi, một tiếng gào rú truyền khắp Cửu Tiêu. Đừng nói, thật là có không có mắt đấy, đầu treo thần khí sát ra. Đó là một lão giả, như quỷ ảnh bình thường, ngoại trừ cái kia bản mệnh khí, cái gì đều thấy không rõ, nhìn lên liền biết, người này phong thần trước, là một cái chuyên làm thứ giết người mới, muốn chính là nhất kích tất sát. Chết đi nhưng nghe thấy lão giả thần minh một tiếng lãnh quát tế ra một đạo như kinh hồng giống như kiếm quang thỏa thỏa tuyệt sát nhất kiếm liền đem triệu công tử sinh bổ kiếm ý là hủy diệt đấy cơ hội tốt vốn dĩ trốn vào hư không quy thiên lão quân lại từ trời đánh trở về có thể hắn còn đánh giá thấp nhập ma vĩnh hằng thể mặc dù bị sinh bổ vẫn như cú tại vung vẩy chiến mâu thậm chí hắn chân trước vừa tới còn không đợi cái kia mở công chân sau liền bị triệu bân nhất côn vung mạnh bay đến lên chín từng mây chuẩn đế thần khu suýt nữa nổ thành thịt nát nát cốt. chương 1922, lấy người huyết, tế ta ma chướng Triệu bân thiên hạ vô địch thủ, đánh chính là quy thiên biến thành cầu. Xem náo nhiệt không chê sự tình lớn, như như vậy gào to, như u linh bình thường, xuất quỷ nhập thần. Thế nhân nhiều kinh dị, cũng nhiều hoàn xem bốn phía. Quy thiên lão quân mặc dù rơi hạ phong, nhưng vẫn là hàng thật giá thật chuẩn đế thần, cái nào như vậy to gan lớn mật, trắng trợn mở mắng. Xem qua, không người có thể tìm được thanh âm ngọn nguồn. Suy nghĩ một chút cũng với, đã dám mắng, liền chắc chắc ngoại nhân tìm không ra. Bình thường, loại người này đều là một ít cái không an phận lão gia hỏa. Cũng trách quy thiên bản tính không phải tốt, lấy mạnh hiếp yếu sự tình, đi tới nơi nào làm đến đấy, thậm chí chọc quá nhiều cửu gia, vừa gặp hôm nay hợp thời sấn cảnh, cửu gia có thể không qua qua miệng nghiện sao. Hắn, không rảnh phản ứng ta vẫn là viên lão đầu nhi, như cái lão đại gia cất tay xem vở kịch lớn. Mở mắng giả, hắn liền là một cái trong số đó, mắng lúc dùng bí pháp, không ai tìm cho ra ngọn nguồn. Hắn mà nói, vẫn như cũ không giả. Đặt ở ngày thường, như có người dám như vậy mắng Quy Thiên lão quân, người kia xác định lôi đình tức giận. Bây giờ sao, hắn đã trúng triệu bân nhất côn, đầu ông ông một phiến, chớ nói tìm mắng hắn giả, hắn liền tự thân họ cái gì đều đã quên. Hắn nghe không được nhưng có người nghe thấy. Cái kia không, Quy Dương vẫn đặt cái kia xử đây. Nhìn chung toàn trường, ngoại trừ Quy Thiên Lão Quân, liền thuộc về hắn khó xử nhất rồi. Thúc tổ bị người đánh tơi bời, hắn cái này làm cháu trai đấy, không xấu hổ mới là lạ lạc. Lão già kia, nơi nào chạy? Triệu Bân đã cải tạo khí lực, nhe răng cười âm thanh rất có ma tính. Về phần hắn trong miệng lão già kia, tất nhiên chỉ lão già kia thần minh, trước kia tuyệt sát nhất kiếm, đánh chính là hắn rất thương, đau hắn có chút phát hỏa, sát hỏa muốn bắt thần minh tế ma chướng. Siêu, lão giả thần minh đi đứng chập choạng trượt, tế ra nhất kiếm, liền xoay người không thấy nhi rồi. Không thể không nói, hắn mở chạy bổn sự, đích xác là nhất tuyệt, tầm mắt người cao tinh nguyệt cổ thần, cũng không tìm được cái kia tung tích, chỉ thấy một cái lớn người sống, tại trong thiên địa trống không tan biến mất. Tìm không được cũng không sao, có người bổ đao. Nhưng thấy một đạo thần cầu vòng kinh hiện, Vỡ vụn hư không, cũng bước ra rồi lão giả thần minh. Còn chưa xong, thần cầu vùng phía sau, chính là một đạo kiếm khí, nhất kích cho hắn bổ trở về. Không nghĩ tới, triệu bân còn có giúp đỡ ở bên ngoài chặn. Cũng không hẳn vậy, khó tránh khỏi là lão giả thần minh cửu ra. Một kiếm này cho người bổ trở về, nhiều lắm lớn thù hận nơi nào. Thế nhân lại lên nghị luận, nhiều hoàn xem bốn phương, đặc biệt là đám lão giả này, còn người sâu nhất thúy, không biết cái nào ra tay tàng vô cùng bí ẩn, sửng sốt tìm không ra nửa chút dấu vết. Ai tính toán lão phu? Lão giả thần minh phẫn nộ gào thét, khuôn mặt dữ tợn đáng sợ dọa người. Cho tới bây giờ đều là hắn dở trò, hôm nay lại bị bổ rồi một đao. Hết lần này tới lần khác, hắn còn không biết là ai. Là ai đều không trọng yếu, quan trọng là triệu bân đã giết tới rồi, nhất mâu xuyên thủng rồi cái kia thần khu, đem nhục thân, quấy rồi cái nát vụn. Cứu ta, lên phút chốc vẫn còn ở phẫn nộ gào thét lão giả thần minh, cái này một giây, liền bị ma chướng nuốt sống nguyên thần. Triệu bân lục thân không nhận, nửa chút không có lưu thủ đấy, trực tiếp hủy cái kia chân thân. Lão giả thần minh đi dị thường phiền muộn, hắn là tới giết người đấy, tới rồi, không thể diệt triệu bân, lại đem tự thân đưa đi. Người còn sống. Tinh nguyệt cổ thần một tiếng lẩm bẩm lời nói, đôi mắt đẹp chi quang sáng tối bất định. Nàng cũng không tìm được ra tay chi nhân, nhưng nàng nhận ra đạo kia thần cầu vồng. Ô ô ô, ma chướng nhiễm thần minh huyết, càng lộ ra cuồng bạo, thao thiên sóng biển tịch thiên cuốn địa phương. Thế nhân đều run sợ, tập thể lui về rồi thần thành, liền thần minh cũng kiêng kỵ không thôi. Nhập ma vĩnh hằng thể quá mạnh mẽ, nhất mâu liền hủy một tôn thần, hắn nếu là đại khai sát giới, không được núi thây biển máu A. Chạy, cái đồ kia chạy, không biết người nào gào thét rồi nhất cuống họng, đem thế nhân con mắt, đều dẫn hướng về phía hư vô. Làm sao chạy, là chỉ quy thiên lão quân, cuối cùng trì hoãn một hồi nhi rồi, cũng là đăng thiên mở chạy. Có câu nói thế nào nói đến lấy, nam nhân mà. Sợ cái một hai lần không có cái gì. Mà bây giờ quy thiên lão quân, chính là chỗ này giống như tâm tư. Đánh đơn độc chiến, hắn là bắt không được triệu bân rồi, hắn phải trước tìm cái mát mẻ chỗ nghỉ một chút. Chờ đợi cường đại thần hàng lâm, lại sát trở về không muộn hắn ý nghĩ rất tốt, có thể hiện thực, rồi lại không phải hắn nghĩ chính là cái kia tên vở kịch. Oanh! Triệu Bân vừa xài bước vượt qua cửu thiên, quét sạch thao thiên ma trướng, ở phía sau tử đuổi theo không thả. Thấy chi, vừa lui nhập thần thành thế nhân, lại toát ra đầu, đuổi theo xem náo nhiệt. Lúc này không ra, còn đợi khi nào? Vẫn là như vậy gào thét, quy thiên lão quân gào thét kinh thiên địa quỷ thần khiếp. Hắn đâu chỉ sợ rồi, còn chưa tâm linh rung động mạnh, Triệu Bân quá yêu nghiệt rồi. Lúc này, không ai sát ra tới hỗ trợ, chỉ sợ trở thành cái thứ hai lão giả thần minh. O, O, N, G. Triệu Bân vũ động chiến mâu, nhất côn nện sụp một tòa 8.000 trượng cự nhạc. Tuy là văng tung tóe ở bên trong, Quy Thiên lão quân như một cái huyết sắc đống cát, hoành lộn ra ngoài. Lấy người huyết, tế ta ma trướng. Triệu Bân giữ tợn cười, so lệ quỷ càng dọa người, cuồng bạo nói chuyện không đâu. Vẫn là nhất mâu, sau so trước kia nhất kích càng bá đạo, đánh chính là càng khôn đều nghịch loạn. Quy Thiên lão quân chỉ cảm thấy toàn thân băng lãnh, trông coi trắng bệch sắc mặt, tràn ngập rồi sợ hãi. Một kích này, hắn ngăn chặn không hạ, mặc dù có thể ngăn dưới cũng chưa chắc có thể còn sống đi ra cái mảnh này thiên. Đông, nguy cơ trước mắt, xa xôi phía chân trời có tiếng chuông vang vọng, uy nghiêm trang trọng. Sau đó, chính là một đạo tường hòa Phật quang, từ phía chân trời chém giết tới đây. Phốc triệu bân bị nhất kích chúng mục tiêu lại là một nửa thân thể bị đánh diệt liền tay cầm ác thần chiến mâu đều hoành bay ra ngoài đem phương xa một tòa nguy nga núi cao nện ầm ầm giải thể phật thế nhân thấy chi đều một tiếng kinh dị không sai là phật niệm lực chi quang chiếu dọi cửu thiên đó là một cái lớn đầu chọc cái ót nhi sáng loáng ánh sáng ngói bày ra la già tôn giả với kiến thức rộng rãi người một câu nói ra rồi kỳ danh kiêng kỵ nghe thấy chi, cửu thành cửu trở lên quần chúng, đều lộ ra kiêng kỵ chi sắc. Phật, có thể không phải bình thường truyền thừa, tới nhắc lên nhân quả, cả đời đều phiết không đi. Thế nào nơi nào đều có ngươi, tinh nguyệt lạnh lùng một tiếng, không nghĩ tới la già sẽ đổi tới thần thành. Thí chủ, người sát niệm quá nặng, la già đạp thiên mà tới, lời như oanh lôi. Trung khó thành chính quả, đám lão già này tụ tập nhi, cho cái kia bổ rồi nửa câu sau. Phật sao, chắc chắn sẽ có một ít kinh điển lời kịch, cũng không có việc gì nhi liền kéo ra đến bóng bảy. Như la già tôn giả, liền chỉnh hữu mô hữu dạng, cái này đều đấu võ phía trước trước sau như một sáo lộ. Được cứu rồi, tìm được đường sống trong chỗ chết quy thiên lão quân, chạy hướng về phía la già tôn giả cái kia phương. Như thế nhân lời nói, Phật không phải bình thường truyền thừa, đại khái dẫn chuyên khắc ma đạo. Đích xác, la già vừa bước chàng, Phật quang liền chiếu dọi chư thiên, chiếu triệu bân ma chướng đều như mọc thành phiến diệt phong còn có quỷ dị Phật âm, tường hòa Phật văn, đều bị triệu bân dị thường thống khổ. Tịnh thế chú không ít người đều chặn lỗ tai. Là diệt thế chú, đám lão già này trầm ngâm một tiếng. Phật gia chú, từng cái hung hãn, một cái so một cái bá đạo. Mà cái này diệt thế chú, liền là một cái trong số đó, mở phương pháp tất thấy huyết. Vậy mà tiến dai rồi. Lời này, xuất từ tinh nguyệt cổ thần, tiếu mi hơi nhíu. Hôm đó, là già lục căn không thanh tịnh, nàng là thấy tận mắt chứng đấy. Như vậy tình trạng, lại vẫn có thể tiến thêm một bước, quả thực để cho nàng ngoài ý muốn. chương 1923, Ma, tỉnh Ngộ A. Úm, Ma, Ni, Bá, Mế, Hồng. Phật lục chữ đại minh chú, cộng thêm la giả sáng loáng ánh sáng ngói bẩy ra cái ót nhi, hợp lại, chính là bức cách. Từ hắn hàng lâm, toàn bộ thiên địa đều bị Phật quang lung chiều, vô cùng tận Phật phân hiển hóa, mỗi một khỏa đều lộng lẫy như tinh thần, còn có cái kêu uy nghiêm tiếng chuông, giống như oanh lôi, luôn luôn không ở vang vọng. a à, quá nhiều người kêu rên, không chịu nổi Phật âm sông tới, cường như thần minh, đều nhượng bộ lui binh. Bên ngoài chàng quần chúng cũng như này, càng chớ nói chiến trong sân triệu công tử, mãnh liệt cuồn cuộn ma trướng, thành mảnh như mọc thành phiến diệt vong, còn có nhiễm thần thái, nói không ra là bạo ngược vẫn là thống khổ, giữ tợn như ác quỷ nhiều ngày không thấy, cái kia đầu chọc lại vào chuẩn đế thần cảnh. Phật con đường tu luyện, cùng chúng ta khác biệt, cùng phụng nhiều hơn, đẩy cũng có thể đem đẩy lên đi. Như thế mênh mông niệm lực, hắn vọng sơn không biết thu bao nhiêu hương hỏa. Kiềm chế một chút, ngàn vạn đừng tới kéo nhân quả, khó tránh khỏi bị độ thành tín đồ. Bởi vì la già, bên ngoài chàng lại nhắc lên tiếng nghị luận thủy triều, vô luận già trẻ, tất cả đều lui về phía sau, xem Phật thần thái, cũng không biết là kính sợ vẫn là sợ hãi không có cái nào dám đi phía trước gom góp. Thí chủ, khổ hải vô nhai, quay đầu lại là bờ. La giả tôn giả tiếng như chuông lớn, vang vọng tứ hải bát hoang. Giải rác một câu, có diệt thế chú tàng vào trong đó, đó là đánh thẳng linh hồn công phạt. Này nhất pháp, đích xác bá đạo vô cùng, cường như triệu bân, khí thế đều bởi đó rất xuống nghìn trượng rồi. Không hổ là vọng sơn đồ nhi. Quy thiên lão quân thầm nghĩ, đối với Phật cùng cất giấu một lượng kiêng kỵ. Chỉ là, la già càng mạnh, hắn liền càng nắm chắc khí. Triệu bân táng tại cây Phật thủ ở bên trong, ngược cũng không tệ. Sát, triệu bân nhất giống lôi thần nộ, thiên địa đều biến sắc rồi. Diệt thế chú không làm gì hắn được, bị chấn động cái tán loạn. Phật quang ảm đạm không thiếu, mà cái kia tinh thần xa sút ma sát khí, thì lại một lần cuồn cuộn. Tâm ma kiếp đáng sợ, lại một lần bao phủ cái kia tâm cảnh, kinh khủng ma lực, ẩm ẩm đại bộc phát, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. La già không chút nào sợ, vô tận Phật quang quang. Dứt lời, liền thấy hư thiên một hồi lay động, có một cái kim sắc đại trung, ngang trời mà ra, trung như núi lớn cự nhạc, vạn đạo quang mang nở rộ, từ xuống nhìn xem, giống như là một vòng thái dương. Thả người muội đồ đao, thành đại gia người Phật. Thế nhân không nghĩ tới, nhập ma triệu bân, nói chuyện lại vẫn như vậy tiếp đất khí. Tiếp đất khí nhi tốt, không chỉ thông tục dễ hiểu, vẫn mẹ nó khí phách trác lậu, ma tỉnh ngộ a la già nhạt nói như núi kim trung thì ầm ầm rơi xuống bên ngoài chàng quần chúng thấy chi bao quát thần minh ở bên trong lại tập thể lui về phía sau sợ cái kia cửa ra vào đại trung không để ý nhi nện lệch như vậy trầm trọng như đã chúng không được nện thành thịt nát ta đỉnh triệu bân trùng thiên mà lên nhất mâu hướng lên trời chọc lấy đi lên nhưng nghe thấy bang một thanh âm vang lên kim trung suýt nữa rơi xuống hư vô. La giả ổn nhất bức, chỉ nhẹ nhàng huy động rồi ống tay áo áo cả xa. Hắn cái này vung lên, động tính cũng không nhỏ, tường hòa niệm lực, như uông dương giống như cuồn cuộn. Vừa gặp triệu bân giết tới, phốc thông một tiếng bại đi vào, ma chướng bị niệm lực, cưỡng ép hóa diệt. Đọa nhập trong đó, vĩnh hằng thể sợ là phải quỳ. Ân, Phật gia niệm lực, là vô cùng tận đấy. Chỉnh đốn đại ma đầu, vẫn phải là Phật gia tôn giả mắt thấy triệu bân tại hải trong vùng vẩy, thế nhân đều hạ như vậy kết luận. Đều là chuẩn đế thần, La giả tôn giả có lẽ chiến chỉ là quy thiên lão quân, nhưng mà là chuyên khắc ma đạo đấy, thật vừa đúng lúc, bây giờ đại la thánh tử, chính là một tôn rõ đầu rõ đuôi ma. Người đâu? Tinh nguyệt cổ thần hoàn nhìn thoáng qua bốn phương hư vô, tựa như đang tìm cái gì? Tìm cái gì đâu tìm triệu bân giúp đỡ, không giết ra tới gõ la giả một cái muộn côn. Một phen giòm ngó, nàng không tìm ra tung tích người kia, càng nhìn không ra nửa điểm dị dạng. Đi rồi. Tinh Nguyệt trong lòng một câu, liền muốn rút kiếm sát nhập cửu thiên. Người nọ không ra tay, chỉ được nàng sát đi vào cứu triệu bân rồi. Nhưng, chưa kịp nàng đăng thiên, liền thấy niệm lực hải dương sóng lớn mãnh liệt. Tất nhiên triệu bân, lại hóa thành hình rồng, tại hải trong một hồi bốc lên. Người còn có thể sát ra tới không thành dâu bạc lão đạo một tiếng kinh dị. Bên ngoài chàng quần chúng, cũng đều lông nghi trao lên, bởi vì bị khốn niệm lực trong hải dương vĩnh hằng thể, không phải bình thường sinh khí rồi rào, xác định Phật ra niệm lực, náo chính là hỗn loạn không chịu nổi. Nói ra liền ra, cùng với một tiếng kháng hồn mà bạo ngược rồng ngâm, triệu bân vọt ra niệm lực hải dương. Cũng là cái này trong nháy mắt, cái kia diệt phong ma trướng, lại quét sạch rồi minh mông thiên vũ. Xác định, la già quát tháo, nhiều hơn một vòng lãnh ý. Hắn mở nhất tôn đại Phật, như núi cao nguy nga sau đó liền thấy đại phật lấy tay trên trời đè xuống phanh triệu bân vừa rồi hóa trở về hình rồng liền bị một trưởng phách tại đó bên ngoài chàng người đều run sợ làm mắt thấy hắn bị đánh thành một đống đấy chết đi quy thiên lão quân khuôn mặt dữ tợn cười cùng hung tàn đáng sợ cười cười hắn liền không cười bởi vì triệu bân không có chết oanh bị đánh đã thành một đống không chút nào ảnh hưởng triệu bân mở vĩnh hằng kim thân Đại Phật là nguy nga, có thể hắn kim thân, dáng vóc có vẻ như càng dọa người. Nói đến kim thân, đã không phải trước kia kim quang lộng lẫy, mà là ô hắc OH nhuốm máu. Cũng với hắn đã nhập ma, liền bản nguyên đều ma hóa rồi, càng không nói đến là kim thân. Cốt triệu bân vũ động rồi chiến mâu, một gậy xác định đại Phật vung mạnh lộn ra ngoài. Thế nhân xem rõ ràng, ánh vàng rực rỡ đại Phật lại nổ tung vết nứt. Đúng là cái này một đạo vết nứt để cho trước mắt tường hòa la già rồi một vòng dị sắc cái này tiểu bán thần thật kháng đánh a hắn cái này chuẩn đế thần đại phật lại đều bị cái kia nhấc lên triệu bân thiên hạ vô địch thủ đánh chính là la già biến thành cầu vẫn là đám kia không an phận đám lão già này lại đặt cái kia bày ra giọng nhi đây cũng không phải là e sợ cho thiên hạ không loạn bọn họ là thật xem đầu chọc khó chịu o o n g triệu bân không phụ sự mong đợi của mọi người đệ nhị cây gậy vung mạnh ra, trực tiếp nện phát nổ đại Phật đầu lâu. Này đại Phật cũng là kháng đánh, đầu đều nổ, vẫn cũng tựa như là núi sừng sững. La già ngồi không yên, vung tay vung lên, có vạn đạo Phật quang hiện ra, như sấm như điện, như đao như kiếm, mỗi một đạo, đều quét sạch vô tận niệm lực, nhất kích chém nát rồi triệu bân kim thân. Thu, hắn phía sau một tiếng lãnh quát, toàn bộ thiên địa đều lôi điện cùng đến rồi. Hắn bẩy rồi tay, ngón tay giữa Phật văn lưu chuyển, lòng bàn tay thì dị tượng diễn hóa. Quần chúng đều đánh bóng rồi mắt, Hoàng tựa như tại la già trong tay ở bên trong, trông thấy vô số Phật tháp, còn có chùa miểu cùng bảo tự, cũng là một tòa tiếp một tòa hiện ra, đều là Phật quang lung chiều. Trường Trung Phật Quốc, viên lão đầu nhi thấy chi, lão con mắt không khỏi híp lại một chút. Đây chính là Phật ra một môn đại thần thông, tà dị đây. Hắn nhìn lúc, triệu bân đã được la già thu nhập bàn tay, khí lực biến vô cùng nhỏ bé thế nhân thấy không rõ, đã thấy triệu bân nhuốm máu ma quang lóe sáng, nên là triệu bân đẫm máu. Lão quang đầu, người sẽ không thiếu A. À. Mặc dù đang ở Phật Quốc, triệu bân cười lạnh, vẫn như cũ vang vọng cửu thiên. Hắn tế ra tiên lôi cùng hốn thiên hỏa, xác định cái kia Phật quang, đốt cái sạch sẽ. Còn có trường trung Phật Quốc bảo tháp cùng chùa miểu, cũng bị hắn một gậy càn quét. Người trốn không thoát, la già mở ra bàn tay, mãnh liệt nắm thành quyền đầu trường trung Phật quốc tại cái kia trong tay, hóa thành hủy diệt chi quang. chương 1924, còn chờ cái gì? Diệt ta, triệu bân ma chướng thao thiên, nhưng vẫn nội đẩy ra rồi la già bàn tay. Trường trung Phật quốc không cách nào trấn áp hắn, đã được hắn đảo rồi cái nát vụn. Phốc, tự hạ lâm này thiên địa, la già lần thứ nhất đẫm máu, cây Phật thủ nổ thành rồi bùn máu. Sau đó, chính là cánh tay kia, liên đới một nửa áo cà sa, cùng nhau bị tháo xuống dưới. o ô, n, g. Triệu bân đăng thiên mà đến, lại là khí phách trác lậu nhất côn. Phật bị nhất kích vung mạnh thượng thiên, như mọc thành phiến Phật quang cùng nó nổ diệt. Hí, thế nhân tập thể ngược rút khí lạnh, chuẩn đế thần cấp Phật, cùng ép không được cái này tôn ma. Đúng, ép không được, bây giờ triệu bân, như mở thần cấp treo, dũng mãnh phi thường nói chuyện không đâu. Ngươi, chọc giận tới Phật." Triệu Bân nghe qua rất mấy lần lời nói la già Tôn giả lại cằn nhằn một lần. Mặc dù bị vung mạnh lật, hắn nội tình vẫn như cũ tại, niệm lực vẫn như cũ vô cùng tận. Thấy hắn ngồi xếp bằng cửu thiên, chắp tay trước ngực, niệm tụng rồi tối nghĩa khó hiểu kinh Phật. Tùy theo, chính là từng cái hư ảo Phật, một tôn tiếp một tôn diễn hóa ra đến. Bọn họ là trang nghiêm đấy, đều là cổ xưa đấy, hoặc đứng lặng đám mây, hoặc chấp trưởng Phật cuốn, hoặc cầm trong tay lần tràng hạt hoặc đầu treo Phật tháp, tựa như từng khỏa trói mắt tinh thần, tô vẽ hư vô. Vạn Phật Triều Tông, Quy Thiên Lão Quân một tiếng lẩm bẩm lời nói, tựa như nhận ra bực này thần thông. Nguyên nhân chính là gặp qua, hắn mới trước mắt kiêng kỵ, phương pháp này cực bá đạo. Đây cũng không phải là vọng sơn. Tinh Nguyệt Cổ Thần thấy, thì một tiếng cười lạnh. Vạn Phật Triều Tông sao, nàng từ lâu kiến thức qua. Có thể, nơi đây vô vọng chân núi cơ, La Già liền sử dụng không ra phương pháp này tối cường uy lực. Lấy triệu bân lúc này trạng thái, hoàn toàn có thể chính diện cứng rắn cương, vĩnh hằng nhất mạch không phải là không có át chủ bài. Nói át chủ bài, thật đã tới rồi. Oanh, triệu bân sau lưng, có một tòa trống trời cự môn, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tất nhiên vĩnh hằng chi môn, chỉ bất quá, toàn thân đều đen thui. Đừng nhìn nó bề ngoài không thế nào địa so với trạng thái bình thường vĩnh hằng chi môn càng cường hãn. Cái này, là xem người làm phép nội tình đấy, ma hóa triệu bân, lực lượng so thanh tỉnh lúc mạnh hơn nhiều. Hủy diệt A. À. Triệu bân một tiếng nhe răng cười, vĩnh hằng chi môn mở cửa. Ô hắc vĩnh hằng quang mang, từ môn hoành phô mà ra. Tôi khô lạp hủ ánh sáng, thêm với cuồng bạo không chịu nổi ma trướng, trực tiếp càn quét chư thiên. Vạn Phật không chịu nổi công phạt, như từng khỏa tan hết tia sáng tinh thần, trên trời rơi xuống. Phốc, la già một cái lão huyết cuồng bắn ra, cùng suýt nữa như vạn Phật, trồng xuống hư vô. Thế nhân xem thần sắc ngơ ngẩn, vạn Phật chiều tông A. Lại bị oanh thất linh bát lạc. Bởi vậy đủ để thấy, vĩnh hằng nhất mạch tối cường cấp công phạt. Mới là nhất vừa bá đạo nhất đấy. Tôn giả, ta đến giúp ngươi. Mắt thấy la già suy tàn, quy thiên lão quân giết trở về. Đánh đơn độc chiến không địch lại vĩnh hằng thể, vậy thì đánh đoàn chiến quá. Bộ này lộ không có mau bệnh, trung quy bọn họ là hai cái chuẩn đế thần. Còn chờ cái gì? Quy thiên lão quân mở đại phía trước, vẫn không quên kêu gọi. Lần này dễ dùng, mảng lớn bóng người từ trong bóng tối sát ra. Đều là thần minh, đủ hơn 10 tôn, tại đồng nhất trong nháy mắt tế ra thần khí, oanh hướng về phía triệu bân. Lấy thần huyết, tế ma chướng, Triệu bân cầm trong tay chiến mâu, sát nhập vào cửu thiên. Quy thiên lão quân tiên phong hàng lâm, cử kiếm cùng bay đáng sợ kiếm trận cưỡng ép đã phá vỡ triệu bân ma chướng phía sau đến thần minh pháp khí thì anh thối giữa rồi triệu bân khí lực nhất bang bọn chuột nhát triệu bân đại khai đại hợp đem quy thiên cửu thanh thần kiếm từng cái đánh rất hư không còn có chúng thần pháp khí cũng bị hắn lần lượt vung mạnh lật khô diệt chi quang nổ đầy thiên khung a à, phốc giặc giặc thanh âm huyên náo tùy theo vang vọng quy thiên lão quân đẫm máu đã chúng cửu kiếm cắn trả lồng ngực huyết cốt văng tung tóe. Chúng thần cũng không tốt đến đi đâu, bản mệnh khí gặp trọng thương, từng cái đều phun máu. Thiên phạt, lôi đình vạn quân. Triệu bân dơ lên cao chiến mâu, ước vạn lôi đình xé rách. Quy thiên lão quân gặp phải xét đánh, một đầu trồng xuống hư vô. Chúng thần cũng là đều không ngoại lệ, bị đánh bay đầy trời. Phật quang phổ chiếu. La già tôn giả một câu băng lãnh cô quạch, vậy mà lấy Phật quang, chiếu diệt lôi đình hắn sẽ không đến đến bởi vì cái ót nhi quá trói mắt thành trọng điểm chiếu cố đối tượng phốc triệu công tử nhất mâu đâm đến xuyên thủng rồi cái kia hộ thể kim trung phô kim trung bảo hộ la già chi lồng ngực ngay tại chỗ bị quấy thối giữa diệt quy thiên lão quân phía sau đánh tới vẫn là cửu kiếm đều xuất hiện thành hủy diệt kiếm trận triệu bân cũng là cường thế nửa điểm không có tránh né như cũng là chính diện cứng rắn làm hắn đã trúng tuyệt diệt công phạt cũng là quét sạch rồi thao thiên ma chướng tháo bỏ xuống rồi kiếm trị uy, đem cửu thanh thần kiếm, cưỡng ép trầm nhập ma sát hải, bất luận quy thiên thế nào thi pháp, cũng khó chịu hồi. Phải, bị lột rồi. Bên ngoài chàng thế nhân ho khan, cũng là tâm tình tạc thoải mái. Quy thiên cái kia lão thất phu, hôm nay đã định trước đại phóng huyết. Cửu thanh thần kiếm nơi nào, vừa đối mặt đã bị ma chướng trầm rồi. Phốc, quy thiên lão quân một hơi thở gấp thuật, ngay tại chỗ phun ra một cái lão huyết hắn vất vả tế luyện chín chuôi thần minh kiếm, bây giờ đã không nghe hắn sai khiến. Nói trắng ra, chính là ném đi, trừ phi bị hắn giết nhập ma sát hải lại cướp về. Trên thực tế, hắn thật cứ như vậy làm, thật liền ngốc không sót mấy công tiến vào. Triệu công tử liền chân thực rồi, một cái ma trướng sóng biển, trực tiếp đem Quy Thiên nuốt sống. Cứu ta! Quy Thiên lão quân một tiếng gào thét, lại không nghĩ đoạt kiếm sự tình, liều mạng bốc lên. Đào đào, lại là một phiến sóng lớn, cả người mang kiếm cùng nhau chìm vào ma trướng. Hắn chết hay chưa thế nhân không biết, chỉ biết một phiến nhúm máu thần quang tại ma hải trong nở rộ. Nơi nào chạy? Triệu bân cười xâm bạch nha xỉ hết đường, nhìn thẳng rồi một tôn áo mãng bảo thần minh. Cái kia tôn thần chiến lực không tầm thường, cũng không thế nào kháng đánh, bị nhất mâu tạp vái thần khu. Ma trướng chi hải quét sạch, cùng đem nuốt hết, vung vẩy mấy cái liền mất tung ảnh. Lui, cái khác chúng thần tập thể sợ rồi, xoay người tập thể mở chạy. Thời khắc mấu chốt, liền lộ ra đồng đội tầm quan trọng. Vẫn là tinh nguyệt khổ sở tìm người thần bí, lại đang ngoại bổ đao. Bỏ chạy các vị thần minh, bị một tôn tiếp một tôn đánh trở về. O, O, N, G. Triệu bân từ không khách khí, sát đến liền đánh, hơn nữa đều nửa phần không có lưu thủ đấy. Thế nhân xem âm thầm nuốt nước, nước miếng, là mắt thấy từng cái thần, bị đánh thành huyết hoa đấy vô pháp vô thiên nơi nào đám lão già này thổn thức không thôi thật này đây thần huyết tế ma chướng a nói đến triệu bân ma chướng đã là khủng bố đến mức tận cùng mỗi có một tôn thần minh táng ở trong đó cái kia ma lực liền bá đạo một phần mỗi một tia mỗi một luồng đều như nặng như thái sơn đến ngươi rồi triệu bân tay cầm lẫn huyết chiến mâu chân đạp ma chướng huyết hải thẳng đến la giả tôn giả đánh tới phật lại một lần lục căn không thanh thịnh đối mặt một tôn ma lại sinh ra mở chạy ý niệm trong đầu. Ngã Phật từ bi, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục. Lời này, cũng không phải là La Già nói, là đám kia không an phận lão ra hỏa. Bọn họ nhiều khéo hiểu lòng người A, bởi vì tình cảnh này, rất thích hợp những lời này. La Già không nghe bọn hắn mù phấp phới, thật liền quay đầu chạy, trông coi độn pháp cực tà dị. Thế nào, muốn cười. Thấy Phật chuồn đi, nửa điểm không có quay đầu đấy, thế nhân đều kéo khóe miệng. Trong truyền thuyết chiến lược tính rút lui, nói chính là lúc này la già. Tốt xấu là một tôn Phật, trông coi là chuẩn đế thần cảnh, sẽ không sợ tín đồ chửi mẹ sao. chương 1925, Trấn Áp Phật. Đại sư, vội vàng về nhà thu quần áo sao. Triệu công lời nói vẫn là như vậy tiếp đất khí nhi. Nhưng, hắn làm sự tình, cũng là chính nhi bát kinh máu tanh. La già vong mệnh bỏ chạy, hắn cái này cầm theo lẫn huyết chiến mâu, ở phía sau tử đuổi theo không thả cái kia là một bộ cực kỳ châm chọc hình ảnh ít nhất tại thế nhân xem ra chạy trốn giả cùng kẻ đuổi giết có vẻ đặc biệt không xứng đáp người nói một tôn chuẩn đế thần phật thế nào có thể bị một cái bán thần cấp ma đánh chính là không dám quay đầu đâu quả thực có tổn hại phật môn bức cách biết bao vất vả tiến giai chuẩn đế thần lại bị một hồi bạo trùy hơn nữa đối phương vẫn là một tôn đại ma đầu chật 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 như vọng sơn phật chủ hôm nay tại không biết được sẽ có cảm tưởng thế nào thế nhân đặc biệt chuyên nghiệp, ở phía sau đuổi theo xem vở kịch lớn. Nhiều người, dù sao vẫn không thể thiếu bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận, nói là la già, sợ hãi thán phục cũng là triệu bân, thật cho vĩnh hằng nhất mạch mặt dài nơi nào. Cũng thật cho cửu thế thần thoại mặt dài nơi nào, bán thần đuổi theo chuẩn đế thần chạy, rất khí phách có hay không có. Hắn cũng cho ngươi mặt dài rồi. Tinh Nguyệt cổ thần khẽ nói, vẫn còn ở tìm cái kia người thần bí, nhiều năm không thấy, cái này ẩn núp bổn sự, là càng phát đoạt thiên tạo hóa nữa, mấy lần ra tay bổ đao, chớ nói bóng người, nửa điểm tung tích đều tìm không ra, như vậy đạo hạnh, tối thiểu phải là chuẩn đế thần cảnh. Chủ quan, đồng dạng theo tới dâu bạc lão đạo, trong lòng không khỏi một tiếng ho khan. Trước kia, sẽ không nên bỏ chạy, liền tiêu chí tính bảo hộ triệu bân một phen, bởi vì tiểu tử kia, thật tiềm lực nghịch thiên, năm nào, đích thị là một tôn siêu việt vĩnh hằng thủy tổ cùng cửu thế thần thoại tuyệt đại loại người hung ác, như thế một cái yêu nghiệt, có phải hay không phải càng sớm càng tốt cái bắp đùi. Sư tôn cố hiếu, quả nhiên phách thiên tuyệt địa. Chỉ la lẩm bẩm lời nói, chỉ nàng một người nghe thấy, đối với triệu bân sợ hãi thán phục, cũng là khó mà che giấu đấy, tới cùng chỗ một cái thời đại, không biết là vinh hạnh, vẫn là bi ai, bởi vì vô luận là chiến tích, vẫn là chiến lực, hắn đều tuyệt đối lực áp đồng lứa, phần còn lại, vô luận có nhiều kinh diễm, đều nhất định là phụ gia, mà nàng, sợ là liền phụ gia cũng không tính là phốc, nhuốm máu Phật quang, lại một lần ở trên hư không chiếu giỏi. La già tôn giả bị chém rồi, suýt nữa bị triệu bân một gậy đánh bể. Thế nhân xem rõ ràng, Phật quang huy, chính thực tận tán loạn, là một loại giữ tận thần thái, thì diễn đầy la già khuôn mặt. Không sai, Phật lại không thanh tịnh rồi, vốn nên tường hòa Phật con mắt, lúc này lại nhìn, đã nhiễm lên rồi một vòng màu đỏ tươi chi quang, đã có nhập ma điểm báo. Thế nhân xem thổn thức sách lưỡi một tôn chuẩn đế thần nơi nào, sừng sốt bị một cái tiểu bán thần đánh ma chướng rồi. Lại như vậy xuống, la già xác định tẩu hỏa nhập ma, chắc chắn lột xác thành một tôn ma Phật. Nói lột xác, cũng không xác thực, bởi vì ma cùng Phật chỉ ở nhất niệm giữa. A, à, la già gào rú, thật liền nhập ma đạo. Nhập ma Phật, nghiễm nhiên đã mất rồi tường hòa chi quang, liền cuồn cuộn tín ngưỡng niệm lực, đều nhiều hơn rồi ban bác chi sắc, bởi vì tâm cảnh biến hóa đang dần dần lột xác thành ma trướng, nhiều anh lôi giống như tiếng chuông, cùng ma tính Phật âm, xen lẫn cùng múa, nghe thấy nhân tâm phiền ý khô. Oanh! Ma hóa Phật, khí tràng tức thì bạo tăng, nửa bầu trời đều bị nghiền đổ sụp. Còn có cái kia dị tưởng, cũng ở đây rút đi Phật quang đồng thời, diễn xuất rồi núi thây biển máu. Thí chủ, khổ hải vô nhai, quay đầu lại là bờ. Không an phận lão gia hỏa, lại đang nói lý ra quấy rối. Đương nhiên, bọn họ nói không phải triệu bân, mà là la già. Đã nói rồi đấy bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật, người thế nào vẫn ngược lại lấy đến đâu. Châm chọc, đây cũng là một cái châm chọc. Phật ra lời nói người ở bên ngoài nói đến, nửa chút mau bệnh không có, đây không phải là đùng đùng vẽ mặt sao. Nói đến mặt, la già hiển nhiên đã không quan tâm cái đồ vật này. Hắn bây giờ muốn làm đấy, liền là như thế nào làm chết triệu bân. Có cái này ý nghĩ đấy, hiện trường chỗ nào cũng có, chỉ bất quá, khiếp sợ triệu bân chiến lực, cũng không dám mạo hiểm đầu, chỉ trong bóng đêm cất giấu, thời khắc chuẩn bị bổ đao, hoặc là các loại cường đại thần hàng lâm. Sát, nhưng nghe thấy la già một tiếng giống, mở ra rồi bản mệnh dị tưởng. Đó là một phiến minh mông Phật thổ, bảo tự cùng chùa miều như rừng, lung chiều tại ma tính Phật quang dưới thế nhân từ nội trông thấy Phật đà, không có một cái là an phận đấy, là càng như là quần ma loạn vũ. Dị tượng chính là đạo tâm vốn định, cũng tâm cảnh chi khắc họa. Cái này Tôn Phật, triệt để nhập ma rồi. Sát, la già trước mắt tàn khốc, triệu bân so với cuồng bạo hơn. Hắn quét sạch rồi thao thiên ma chướng, đánh vào rồi đại thế giới. Oanh, phanh. Máu tanh đại chiến, tùy theo kéo ra màn che. Nhất ma nhất Phật, một đông một tây, tại hoàng tựa như ma vực Phật thổ trong, mở bí thuật đối oanh, đao mang, kiếm quang, trưởng ấn, quyền ảnh, pháp tắc. Tùy ý bay múa đụng thiên địa dung chuyển đáng sợ uy lực còn lại náo càn khôn hỗn loạn riêng là đem chiến trường đánh thành rồi một phiến cấm khu không người dám đặt chân mà đối với ma la già hơi kèm ý tứ a ánh mắt dễ dùng lão ra hỏa đều đến rồi một câu như vậy nhìn chiến cuộc la già có vẻ như từ mở đánh liền rơi xuống hạ phong trái lại triệu bân rồi lại như một tôn ngủ say vạn năm mà thức tỉnh hồng hoang mãnh thú càng đánh càng cuồng bạo bất luận la già pháp lực thao thiên cũng khó có thể áp chế, còn bị đánh Phật khu băng liệt. Không ai giết đi qua hỗ trợ. Giúp ai? Đây không phải là lời thừa sao? Không ít người hoàn xem bốn phương, thầm nghĩ, chúng thần không định quần ẩu. Nhưng, nhìn thật lâu, cũng chưa thấy có người lại tham chiến, phần lớn tại hư vô trong chạy, cầm nhìn qua tư thái, vết xe đổ, cũng không thể cứng rắn đi phía trước gom góp, trước kia bị chu sát chúng thần, chính là huyết xối ví dụ, còn có, vĩnh hằng thể không phải không giúp đỡ, cái kia người thần bí, tựa như u linh bình thường, xuất quỷ nhập thần, khó tránh khỏi lại sẽ sát ra tới bổ đao. Phanh, cùng với một tiếng ầm vang, la già Phật thổ đại thế giới, ầm ầm sụp đổ. Sau đó, chính là cái kia Phật khu, bị triệu bân nhất côn sinh sinh đánh cái bạo diệt. Cứu ta, Phật bị đánh tức giận rồi, cũng sẽ phát ra kêu rên giống như kêu gọi. Như la già, đã bị đánh đạo tâm sụp đổ, vô cùng thê thảm vô cùng. Hắn kêu cứu, thế nhân nghe thấy, rồi lại không một người dám xông lên. Vĩnh hằng thể cuồng bạo thích xiết chóc, trông coi lục thân không nhận, ai dám đi tìm kích động. Oanh! Triệu bân ma trướng trên trời cuồn cuộn hạ xuống, che mất thiên địa, cũng che mất la già. Chuẩn đế thần thì như thế nào, cũng không chịu nổi ma trướng quét sạch, vung vẩy một hồi liền chìm vào rồi đáy biển. Lại một tôn chuẩn đế thần bị chân áp, triệu bân càng lộ ra cuồng bạo. Lấy thần huyết nhiễm ma trướng, hắn chi ma lực, khủng bố đến mức tận cùng. Còn có ai? Hợp thời sấn cảnh ba chữ, triệu bân gào thét chính là khí phách chắc lậu. Thế nhân tâm cảnh rung động lắc lư, tập thể chia thoái phía sau, quy dương bị nuốt sống, chúng thần bị diệt, liền Phật môn chuẩn đế thần, đều bị chấn áp rồi, không có đối thủ, triệu bân sợ là sẽ phải đại khai sát giới, mà bọn họ những thứ này, có vẻ như đều có bị công phạt khả năng, cũng không phải chia thoái phía sau. Chanh! Nhưng vào lúc này, một đạo kim sắc thần quang, phá vỡ huyết sắc thương vũ. Không người nào biết là ai ra tay, chỉ biết đạo kia thần quang, uy lực tồi khô lạp hủ. Phốc, triệu bân tránh không kịp, ngay tại chỗ bị tháo rồi một cái cánh tay. Chưa kịp hắn đứng vững, lại thấy một đạo kiếm quang từ phía chân trời chém tới. Kiếm quang mang theo cuốn vô cùng kiếm ý, bổ hắn hoành lật hư không tám trăm trượng. Tới chẳng phân biệt được trước sau đấy, là một vòng ánh đao, lực sát thương cực bá đạo. Sạc sạc, Triệu bân ma thân, tức thì bị đánh mở, ma cốt nhuộm ma huyết, băng đầy thiên khung. Còn chưa xong, ánh đào phía sau, chính là một dấu bàn tay, suýt nữa đem triệu bân đánh bể. chương 1926, thần khư cửu đế. Phốc, giặc giặc, liên tiếp không dứt công phạt, đem triệu bân khí lực, hủy đi cái thất linh bát lạc. Hết thảy, đều tại trong nháy mắt, triệu bân phản ứng không kịp, thế nhân cũng vội vàng không kịp chuẩn bị. Có đại lão hạ tràng, Tầm mắt cao thâm đám lão già này, đều đồng thời nhìn phía một phương. Lọt vào trong tầm mắt, liền thấy cửu đạo mơ hồ bóng người, đạp trên tinh hải mà đến. Có lẽ chín người uy áp quá mạnh mẽ, thậm chí trên đường đi đều có lôi đình thiểm điện cùng. Trưa nay, chính là đáng sợ dị tượng, người còn chưa tới, dị tượng liền đã diễn đầy càn khôn. Bọn họ quá cổ xưa, hoàng tựa như từ tuế nguyệt phần cuối mà đến, tăng thương chi khí, tịch thiên cuốn địa phương. Thương kiếp, khô đạo, hồng thiên, trí tuyệt, u đế, hoàng minh, càn trấn, ám nhật, vũ ma. Thiên, trời à, thần khư cửu đế. Đầy trời đều là tiếng kinh hô, ngữ khí đều là run rẩy đấy. Đặc biệt là một đám lão gia hỏa, đều trước mắt khó có thể tin. Thần khư cửu đế kiến thức thiền cận tiểu bối, đều nhìn phía bên cạnh thân tiền bối. Thần khư, chính là trí cao thần truyền thừa, cũng là thần giới cấm khu một cái. Có tiền bối nói rằng, làm sao thần khư cửu đế chính là cửu tôn đế thần đều là vô vọng ma tôn tỏa hạ đại tướng đường đường đế thần mới chỉ đại tướng tỏa hạ đại tướng đều là đế thần vô vọng ma tôn nên có nhiều khủng bố bọn tiểu bối khiếp sợ tột đỉnh đầu vẫn ông ông một phiến thần khư mạnh không người có thể dung chuyển tiền bối đám không giải thích thêm cái này một câu là đủ rồi vì một cái tiểu bán thần thần khư lại xuất động cửu tôn đế thần Ai bảo triệu bân là vĩnh hằng truyền thừa, ai bảo hắn là nguyệt thần đồ nhi. Dù vậy, thần khư trận chiến cũng không tránh khỏi quá đã lớn một ít ha. Như biển chiều giống như kinh dị, lại vang đầy trời địa cảm tình phía trước đều là tiểu đà tiểu nháo, thật chính vở kịch lớn, mới chính thức bắt đầu, so sánh với thần khư cửu đế, quy thiên cùng la giả những cái này, đều là tiểu lâu la, luận bức cách, luận nội tình, còn phải là thần khư đế thần. Tới đây chín người, người đủ ngạo thị một đời tinh nguyệt thần sắc ngơ ngẩn hiển nhiên cũng không ngờ tới là như vậy cục diện thần khư nhúng tay liền không giống bình thường rồi đó là trí cao thần truyền thừa lại chủ quan vốn định biểu bày tỏ lòng trung thành dâu bạc lão đạo lại rút về đám biển người như thủy triều trong hắn không thể trêu vào vĩnh hằng thể càng không thể trêu vào thần khư chớ nói triệu bân một cái tiểu bán thần dù nguyệt thần vẫn còn ở đối địch thần khư cũng phải nhượng bộ lui binh trí cao thần truyền thừa quá kinh khủng từ cục rồi, chỉ là cũng ở đây ngước mắt xem, gương mặt trắng bệch vô cùng. Cửu tôn đế thần nơi nào, hơn nữa, vẫn không phải bình thường đế thần, vì tiện sách ra một cái, liền có thể đem triệu bân đánh thành hôi, càng không nói đến cửu đế đều tới, cái này trận chiến, triệu bân hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đến thật tốt, có người vui vẻ có người sầu, như trong bóng tối ẩn núp thần minh, liền đặc biệt kích động. Quy thiên lão quân cùng la già tôn giả nhịn không được tràng diệt cái này chín vị, liền khác nói. Nghĩ vậy, chúng thần cũng không lại che giấu, một tôn tiếp một tôn từ trong bóng tối nhảy ra, chừng ba mươi mấy tôn nhiều, xem thế nhân âm thầm nuốt nước miếng, triệu bân cử ra không thiếu A. Nói đến triệu bân, sợ là bị một bộ liền chiêu đánh mộng ép, đứng cũng không vững. Liền nhiều đây, cái kia mãnh liệt ma trướng, vẫn là tàn sát bừa bãi cuồn cuộn nửa điểm không thấy tinh thần xa suốt. Vĩnh hằng nhất mạch nhân tài, thật kháng đánh A đã trúng thần khư cửu đế nhất kích, vậy mà không có chết. Cửu đế muốn bắt sống, căn bản không có ra tay độc ác. Thế nhân triệt thoái phía sau lúc, cũng không quên một phen cằn nhằn. Nói tới nói lui, khiếp sợ đều là phát ra từ linh hồn đấy. Oanh, thương thiên một hồi rung động, thần khư cửu đế đồng thời giết tới. Nếu không thì thế nào nói là đế thần, bước cách chính là trói mắt, xa không phải quy thiên cùng la già có thể so sánh đấy, vô luận từ chỗ nào xem, đều giống như cửu luân nóng bỏng thái dương, vạn đạo quang mang nở rộ, đem hôn ám thiên địa, chiếu nếu như ban ngày, cũng nhiếp thế nhân, mở mắt không ra con mắt. Mà nhất dọa người đấy, vẫn là cái kia uy áp, dù là đang ở bên ngoài chàng quần chúng, đều rất cảm thấy áp lực, dù sao vẫn cảm giác đầu vai, đè ép một tòa tám nghìn trượng cự nhạc, chớ nói nhảy đáp, liền thờ một ngụm nhi cũng khó khăn, có thể nghĩ, thân tại chiến trường triệu bân, gặp hạng gì trọng lực. Đích xác, triệu công tử tình cảnh cực không xong, khí lực cũng khó khăn cải tạo. Vĩnh hằng nhất mạch, quả nhiên đều nghịch thiên hạng người, ám nhật một câu cô quạnh. Nguyệt thần ngược lại sẽ chọn đồ nhi, hoàng minh u cười, tựa như ma chú, vang vọng cửu thiên. Dám lên thần giới, quả thực có đảm lượng, khô nói vuốt vuốt tròm dâu. Như vậy ma chướng, nên là nhiễm không thiếu thần minh huyết. Hồng thiên ánh mắt thâm thúy. Tiểu tiểu bán thần, có thể có như này chiến lực, để cho ta ngoài ý muốn. Chí tuyệt một tiếng thổn thức, nếu để cái kia trưởng thành lên, xác định lại là cái kia vĩnh hằng thủy tổ. Càn chấn lạnh lùng nói, chúng ta đến rồi, hắn liền đi không được, u đế nhạt đạo, trước mắt bế nghế. Bắt trở về, hiến cho chủ thượng, thương kiếp lời nói tựa như phiêu miểu thần khúc. Không hổ là thần khư đến đấy, tự nhiên có ý tứ, tự hạ lâm cái này phiến thiên địa, liền không coi ai ra gì, người một lời ta một câu, như tựa như nói tấu hài, trò chuyện chính là cái kia có qua có lại duy nhất không có mở miệng đấy là nữ đế thần vũ ma tựa như là một cái không thích trả lời đích nhân vật nàng phiên nhiên mà đứng khói dáng lung chiều cái kia thân hư ảo thần vũ thì tại cái kia bên cạnh rủ xuống tràn đầy thong thả che nàng là mông lung không chịu nổi tự có như vậy một loại tựa như ảo mộng ý cảnh thấy nàng đám lão già này đều ánh mắt dạng rỡ đây chính là cái đại mỹ nhân luận tư sắc tuyệt không tại mộng ma phía dưới đề cập mộng ma thế nhân vẫn nhìn thoáng qua bốn phương Khó tránh khỏi cũng tới. Oanh, ầm vang, bởi vì cửu đế đế thần, toàn bộ thiên địa đều lay động không chịu nổi. Thế nhân không dám lên tiếng, sợ chọc giận tới cái này cửu tôn loại người hung ác. Đại thần, cứu ta. Không ai nói chuyện, không có nghĩa là không ai gào thét. Tiếng kêu cứu vang lên, truyền từ Triệu Bân ma trướng. Đó là Quy Thiên lão quân, còn chưa có chết, còn bị vây hãm ma trướng trong. Trừ hắn la già tôn giả cũng ở đây, nguyên thần thể đã là cực tấn diệt phong. Xác định, triệu bân nhất tiếng gầm nhẹ, cùng với thao thiên ma trướng, cưỡng ép đứng vững vàng gót chân. Tại cửu đế nhìn nhìn xem, hắn lại cứng rắn cải tạo rồi tàn phá thân thể. Tuy là cửu đế thần, hắn cũng không một chút khiếp ý, chẳng những không có, thần sắc vẫn càng lộ ra bạo ngược. Đối với cái này, đám khán giả đều lòng dạ biết rõ. Vĩnh hằng thể tẩu hỏa nhập ma, từ vô tâm trí. Lục thân không nhận đích nhân vật, vẫn trông chờ hắn sợ hãi. Tối nay, thật đúng là náo nhiệt. Triệu bân nhe răng cười, liếm liếm màu đỏ tươi đầu lưỡi. Ngươi là tự thân đi vào, vẫn là chúng ta giúp ngươi. Khô nói tiện tay ném ra một tôn bảo tháp, ngụ ý cũng rõ lộ ra, tất cả mọi người bề bộn người, chập trọn tiến vào đến, bọn ta xong trở về báo cáo kết quả công tác. He, phi, đại ma đầu đâu chỉ lục thân không nhận, vẫn vô pháp vô thiên, nhìn cũng chưa từng nhìn bảo tháp, liền một miếng nước bò thổ khí phách chắc lậu. Thế nhân xem đều run sợ, tiểu tử này, là điên cuồng tìm đường chết a Rất tốt. Khô nói một tiếng cười lạnh, vất tay áo vung ra rồi một phiến thần quang. Thần quang lộng lấy, phô thiên cái địa, che càn khôn đều ảm đạm. Sát. Triệu bân vũ động rồi chiến mâu, nhất kích xuyên thủng rồi thương thiên, phá thần quan che giấu. Bởi vậy, hắn cũng nỗ lực bằng máu đại giới, thân thể lại một lần nứt toác ra. Thú vị! Ám nhật khóe miệng hơi vỉnh, nhặt tay một luồng bản nguyên khí, hóa ra một phiến thương hải. Thương hải mãnh liệt, sóng biển thao thiên, quét sạch rồi thiên địa, cũng che mất càn khôn. Thiếu làm ta sợ! Triệu bân nhất giống chấn thiên địa đáng sợ ma quang, sông tới hư không. Tay hắn cầm chiến mâu, lại một lần đánh tới, muốn chính diện cứng rắn cương đế thần. Thấy vậy một màn, chớ nói thế nhân, liền cửu Tôn Đế Thần đều nhíu lấy lông mi. Thằng nhãi con này, nhảy đáp vô cùng hăng hái a. À. Thật vô nửa phần sợ hãi sao? Nhưng, nhìn một chút, nhíu mày thế nhân, liền tập thể kéo khóe miệng. Không trách bọn họ như thế, chỉ vì cái kia họ chịu đấy. Chạy. Chương 1927, ác chiến cửu Tôn Đế Thần. Ta nói, cái đồ kia có phải hay không chạy? Ân, ngoại trừ mở chạy dáng vẻ không phải mỹ quan, cái khác không có gì đám biển người như thủy triều biển người ô ương một phiến đều tại ngửa mặt lên trời xem trông coi đều lưỡng mắt tròn căng người nào đó quả thật hí tinh a à, lên phút chốc vẫn trách trách hô hô muốn tìm cửu đế đánh nhau một giây sau liền chạy mất dạng thật vất vả tích góp từng tí một bước cách trong nháy mắt tản cái sạch sẽ không phải tàu hỏa nhập ma vẫn biết sợ hãi không ít người nói thầm hắn sợ là đã khôi phục tâm trí đám lão già này lời nói thấm thiên nói lời này không giả tốt xấu là cửu tôn đế thần, dọa cũng có thể cho hắn dọa hỏng. Nói đến thần khư cửu đế, hiện trường khó xử nhất đấy, chính là bọn họ rồi. Thế nhân vội vàng không kịp chuẩn bị, bọn họ cũng chờ tay không kịp, đã nói rồi đấy đánh nhau, thế nào vẫn chạy đâu. Không hổ là nguyệt thần đồ nhi. Tinh nguyệt thổn thức, chắc chắc triệu bân đã vượt qua tâm ma kiếp. Chỉ bất quá, người kia cũng không tản đi ma hóa trạng thái mà thôi. Nếu không, như thế nào lại đập vào đập vào, bộ dạng xun xoe mở chạy lại 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 chủ quan dâu bạc lão đạo ước lượng rồi tay xem triệu bân càng là thuận mắt rồi như cái đồ kia chạy ra tìm đường sống ôm cái đùi cũng không phải là không thể được nơi nào đi ám nhật đế thần một tiếng lãnh quát cái thứ nhất truy sát đi lên cái khác bát tôn đế thần cũng đều như quỷ mị biến mất ở trên hư không xong liền nghe chấn thiên ầm vang từ cách xa phía chân trời truyền đến rất hiển nhiên cửu đế đuổi theo triệu bân rồi, hơn nữa tế ra sát sinh đại thuật. Mau mau nhanh, bên ngoài chàng quần chúng như tấp nập, vì xem vở kịch lớn, cái kia che già măng mọc. Tinh Nguyệt cũng là một cái trong số đó, đạp không mà đi lúc, vẫn không quên hoàn xem Chu Thiên. Nàng vẫn như cũ đang tìm, tìm cái kia giúp triệu bân bổ đau người thần bí. Thần khư đến rồi cửu tôn đế thần, không định sát ra tới trượt một vòng nhi. Có thể, nàng tìm khắp nơi hư vô, vẫn là không có nhìn thấy người nọ tung tích. Mẹ nó đấy, có loại đơn đấu. Triệu bân vừa đánh vừa lui, dắt cuống họng, mắng kinh thiên địa quỷ thần khiếp. Thế nhân đi đến lúc, chính thấy hắn đẫm máu, bị cửu đế trùy không ngốc đầu lên được. Đã vượt qua kiếp số. Rất nhiều lão gia hỏa vuốt tròm dâu, xem triệu công tử ánh mắt, đều đặc biệt thâm thúy. Không ai cho đáp án, bởi vì triệu bân cái kia kinh hãi cửu thiên chửi mẹ thanh âm, chính là đáp án. Nếu không phải khôi phục tâm trí, nếu không phải đã vượt qua tâm ma kiếp, cái đồ kia sẽ mắng như vậy hăng hái. Không sai, Triệu Bân là trở về thanh tỉnh, là được cửu đế bước đấy. Cũng phải thiệt thòi khôi phục tâm trí, nếu không thì hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phong, vẫn là ám nhật đế thần, tế ra một vòng màu đen thái dương. Triệu công tử một bước không có thế nào đi ổn, ngay tại chỗ bị nhốt nhập trong đó. Thái dương quỷ dị cực tấn trói buộc cùng hóa diệt chi lực, trông coi rất nhiều pháp tắc bay múa, chỉ trong nháy mắt, hắn chi ma sát liền bị hủy, đáng sợ giam cầm, đem hắn khí lực tỏa gắt gao. Mở, triệu bân trong lòng nhất quát, cường mở hộ thể thiên cương, phá màu đen thái dương. Nhưng, hắn chân trước vừa sát ra, chân sau liền đánh lên một đạo huyết sắc kiếm khí. Xuất thủ là khô đạo, kiếm uy phách tuyệt, kiếm ý tồi khô lạp hủ, nếu không phải triệu bân trốn nhanh, chắc chắn bị nhất kiếm sinh bổ, dù vậy, hắn vẫn là đã trúng uy lực còn lại, một nửa cánh tay bị đánh diệt, phần còn lại một nửa, cũng nổ thành rồi bùn máu, trông coi miệng vết thương, có ô quang quanh quần, điên cuồng hóa diệt hắn chi tinh khí, dù là vạn pháp trường sinh quyết, cũng khó khăn khép lại. Thôn, Hoàng Minh đế thần tiếng quát âm vang, quét sạch rồi một phiến lộng lẫy tinh hải. Triệu bân cũng là đầu cứng rắn, phốc thông một tiếng đụng phải đi vào, bị một cái sóng lớn đánh vào rồi đáy biển, thế nhân nhìn không thấy hắn thân ảnh, chỉ nghe lốp bốp âm thanh, quỷ mới biết được cái kia tinh hải, có nhiều trầm trọng, nên là nghiền nát rồi hắn rất nhiều tiên cốt, vẻn vẹn nghe. Đều mẹ nó đau. Phá. Triệu bân nhất giống chấn tiên khung, lấy hư vọng chi lực thành nhất kiếm, bổ ra rồi tinh hải. Mà hắn, thì như một đầu dao long, mang theo chảy cuồn cuộn lăn ma trướng, từ nội vọt người mà ra. Cũng là trong chấp nhóm này, thường kiếp nhiều u linh hàng lâm, chỉ tiêm quanh quẩn ánh sáng âm u chiều hắn nghi tâm đâm đến. Ta chạy. Triệu Bân cắn chặt hàm răng, lấy không gian hoành độ, một bước lên trời mà lên. Làm sao a? À, thương kiếp nhất chỉ tập trung, vẫn là hủy hắn nửa khỏa đầu lâu. Tiểu bán thần, còn có gì dựa vào? Hồng thiên đế thần một câu u cười, hóa ra ngôi sao đầy trời. Tinh quang biến hóa kỳ lạ phi thường, phổ chiếu thiên địa, cũng giam cầm càn khôn. Bỏ chạy triệu bân, như nhập nê trạch khí lực không khỏi trì trệ. Vẫn chạy, càn trấn đế thần một tiếng cười lạnh, tế ra mấy trăm đạo pháp tắc, tựa như điện xà giống như bay tán loạn. Triệu bân lần thứ hai bị khóa, mãnh liệt ma chướng liên đới cuồn cuộn khí huyết, đều cực tấn tinh thần xa sút Phải, vô lực xoay chuyển trời đất rồi. Thế nhân thấy chi, đều hít sâu một hơi. Hai cái đế thần phong cấm, tuyệt không thoát thân khả năng. Bước lão nương dốc sức liều mạng A, tinh nguyệt nói qua, liền muốn rút kiếm sát nhập cửu thiên. Thành thật đợi, triệu bân truyền nàng nhất lời thể nội có vạn đạo quang mang bay vụt, mỗi một đạo đều là từ bản mệnh pháp tắc ngưng luyện, như đao như kiếm, đối với tỏa hắn pháp tắc xích sắt, trời bạc mạng bổ chém, cứng rắn phá giam cầm, xem thế nhân một hồi nhíu lông mày. Tốt lắm chiến chi đạo lô dưỡng bách kinh, u đế ánh mắt lóe sáng, một trường vung mạnh lật ra triệu bân. Một trường này, lực đạo rất mạnh hung hán, trường uy cũng to lớn, đánh chính là triệu bân khí lực băng liệt, cũng đánh chính là cái kia pháp tắc đao kiếm, ầm ầm nổ nát vụn, nhú máu quang mang, như khói hỏa băng đầy thiên khung. Tiểu bối, vào đi. Chí tuyệt vung tay vung lên, tại phiêu miểu hư vô, mở ra rồi một cái lò luyện đan. Triệu công tử mới đứng vững thân hình, liền bị nuốt vào trong lò, trong đó có liệt diễm hừng ngực sấm sét vang dội, luyện hắn khí huyết diệt phong, liền bá đạo vĩnh hằng cốt, cũng không chịu nổi nung khô. Phong ta, triệu bân con người huyết hồng, một hơi hiến tế rồi 500 tuổi thọ. Đúng là cái này 500 năm thọ nguyên, giao phó rồi hắn vô cùng lực lượng. O, O, N, G. Cùng với một tiếng ẩm vang, tám thế quan, tăng thần chung cùng vĩnh sinh vương tỏa, bị hắn diễn hóa ra đến, một trước một sau, cho cái kia như núi nguy nga lò luyện đan, đụng ra nhất cái đại lỗ thủng. A, à, trí tuyệt tiếng rên rỉ lờ mờ, trước mắt khó có thể tin. Là hắn đánh giá thấp vĩnh hằng thể, vậy mà như vậy có thể đánh. Giống, ngắn ngủi phút chốc, triệu bân đã hóa thân hình rồng, từ trong lò phi độn mà ra. Hắn là muốn đi, có thể đêm tối lờ mờ không, cũng là hạ nổi lên hoa mỹ thần vũ. Vũ ma xuất thủ, thi triển là đại thần thông, kỳ dị thần vũ, đổ vào này vùng trời, cũng tưới tắt triệu bân ma trướng, còn có hào hùng khí huyết, cũng bị không hiểu hóa giải. Điểm chết người nhất không phải những thứ này, mà là thần trong mưa, ẩn núp hủy diệt chi lực. Triệu bân đẫm máu, bá đạo khí lực, bị hủy diệt chi lực, hủy đi cái tán giá. Thế nhân xem ngược rút khí lạnh, vĩnh hằng thể cường thịnh trở lại, cũng chịu không được cửu đế công phạt. Đốt. Triệu Bân vừa quát nhiều anh lôi, tế ra tiên hỏa cùng Hỗn Thiên lôi, thành lôi hỏa chi hải. Cái đồ vật này dễ dùng, đem cái kia Lăng Thiên Thần Vũ, đốt đã thành mộng ảo xương mù cùng khí. Cao ngạo như mưa ma, cũng lộ ra kinh ngạc sắc, Nguyệt Thần Đồ Nhi quả nhiên không giống bình thường. Ngươi, đi được rồi. Phá Thần Vũ, không có nghĩa là là có thể thoát ra tìm đường sống bát tôn đế thần đều tới, công phạt lại là phô thiên cái địa. Chiến, triệu bân chiến ý thao thiên, toàn thân mỗi một cái huyệt vị, đều tại phun ra nuốt vào tinh khí. Từ đi xa xem, hắn hoảng tựa như không phải một người, mà là một đoàn ô hắc sắc liệt diễm. chương 1928, chạy, chạy ra tìm đường sống. Oanh, phanh, hôn ám thiên địa, nhú máu ánh lửa trùng thiên cuồn cuộn. Vĩnh hằng thể độc chiến cửu đế thần, đánh chính là long trời lở đất lui. Chạy đến xem trò vui thế nhân, vừa lui lui nữa. Hỗn chiến quá to lớn, huyết sắc chiến trường, đã là một phiến sinh linh cấm khu, đã được lôi đình thiểm điện lung chiều, thấy không rõ ai là ai, chỉ thấy người đạo mơ hồ bóng người, tung hoành trong đó, va chạm ra đao quang kiếm ảnh, đem hồn ám thiên, bổ tàn phá không chịu nổi. Liền nhiêu đây, còn có một đạo tiếc một đạo vầng sáng, mang theo cuốn hủy diệt chi lực, chiều bốn phương lan tràn, đụng gãy núi lớn cự nhạc cũng phá vỡ rồi minh mông càn khôn. Cái này cũng quá mạnh mẽ. Thế nhân con mắt tránh đầy khiếp sợ chi quang. Phải biết, đây chính là cửu tôn đế thần nơi nào. Cái nào không phải pháp lực thao thiên, bây giờ liên thủ lại bắt không được một cái tiểu bán thần, mặc dù đồng cấp cửu thế thần thoại cùng vĩnh hằng thủy tổ, không có như vậy nghịch thiên a. À. Đồng dạng khiếp sợ, thần khư cửu đế cũng có. Dù bọn họ lưu lại tay, nhưng đánh tan một tôn đế thần cũng dư giả hết lần này tới lần khác liền đặt xuống không ngã thằng nhãi con này trước kia vô vọng ma tôn phái bọn họ lúc đến bọn họ vẫn trước mắt khinh thường Cửu tôn đế thần bắt một cái tiểu bán thần đây không phải là khôi hài sao lần này xem ra vẫn là chủ thượng có dự kiến trước bởi vì này cái họ triệu đấy đích xác là một cái khó giải quyết yêu nghiệt bán thần cấp đều như vậy có thể đánh lại kháng đánh nếu để cái kia phong thần như mặc kệ trưởng thành xuống cái kia còn cao đến đâu đánh làm chết hắn. Vĩnh hằng nhất mạch cửu ra quá nhiều, đại la tiên tông cửu ra cũng không thiếu, vẫn có nguyệt thần cửu ra, cũng là vừa nắm một bó to, vẫn là có như vậy mấy cái, ép không được kích động nỗi lòng, thổ lộ rồi hung ác lời nói, nếu không phải chiến lực không tốt, hơn phân nửa cũng sẽ sát đi vào, chém triệu bân mấy đao. Người người đâu? Tinh nguyệt cổ thần kêu gọi, lấy truyền âm vang vọng. Nàng vẫn như cũ đang tìm, tìm cái kia người thần bí, đừng mẹ nó cất giấu rồi, nếu không ra, nhà ngươi truyền thừa, sẽ bị diệt. Không sao, hắn kháng đánh. Người thần bí là ở đấy, chính đặt cái kia cất tay xem vở kịch lớn. Đơn đấu, có loại đơn đấu. Triệu công tử mắng to, lấn át chấn thiên ẩm vang. Càng là như thế, người thần bí càng ổn nhất bức, ngó ngó, tiểu tử kia còn có khí lực mắng to đâu. Thần giới, thật náo nhiệt a à. Cái này đêm, tiên giới có không ít người ngước mắt nhìn thiên tiền bối đám nhiều tụ tập nhi, tiểu bối thì sắc mặt trắng bệch. Thời buổi rối loạn, tiếng nổ vang hoảng tựa như từng tiếng chuông tang. Lão phu bóp chỉ tính toán, có triệu bân cái đồ kia. Chí tôn thành trên tường thành, lập đầy thần triều cường giả. Người nào đó nước tiểu tính, bọn họ hiểu rất rõ rồi, đi nơi nào nơi nào náo nhiệt, nếu không phải là cỡ lớn hội đồng, có thể có lớn như vậy động tĩnh như vậy tiên giới thiên khung, đều một phiến sấm sét vang dội đấy thần giới ầm vang thanh âm chẳng biết lúc nào chôn vùi cũng không phải là không đánh rồi mà là đập vào đập vào họ chịu cái vị kia lại chạy mất tam nhi rồi đáng chết thần khư cửu đế gầm lên chấn sập hư vô mất mặt quá mất mặt cửu tôn đế thần liên thủ a chẳng những không có cầm một cái tiểu bán thần vẫn để cho tiểu tử kia lưu chuyện này như truyền đi thần khư không nể mặt tìm cửu đế sắc mặt khó coi riêng phần mình biến mất ở trên hư không thảm thức tìm tòi. Thế nhân thì vẫn chưa thỏa mãn, đứng ở phía tích giống như chiến trường ngoại, thật lâu chưa từng rời đi, vĩnh hằng nhất mạch nhiều nhân tài, Triệu Bân chính là trong đó càng siêu quần bạt vị một cái, tối nay là cái tử cục a. Cái này cũng có thể chạy, nếu là Nguyệt Thần còn tại thế, không biết nên có nhiều vui mừng. Đã bao nhiêu năm, lần đầu thấy thần khư kinh ngạc. Có thể bắt đến Triệu Bân cũng may, như bắt không được, năm nào có thần khư khó chịu đấy. Triệu Bân cường thịnh trở lại, còn có thể cứng rắn làm thần khư không thành. Minh thường dễ tránh, ám tiễn khó phòng, như triệu bân mưu đủ kính nhi làm ám sát, đế thần phía dưới, ai dám chạy đến tản bộ. Vẫn chưa thỏa mãn phía sau như biển chiều giống như tiếng nghị luận lại vang đầy trời địa phương. Tối nay trận này vở kịch lớn, quả thực đặc sắc, nhập ma triệu bân, phách thiên tuyệt địa, giết hơn 10 tôn thần minh, vẫn đã chân áp hai cái chuẩn đế thần, khôi phục thần trí, cũng đồng dạng sâu nổ thiên, liền thần khư cửu đế, đều không công mà về, chỉ này chiến tích, liền sức chân áp một đời. Đi đâu rồi? Tinh nguyệt cổ thần che hắc bào, leo núi nhìn xa. Bên cạnh thân, còn có chỉ la, cũng ở đây hoàn xem chu thiên. Tới rồi, hai người cũng không tìm được triệu bân, chỉ biết cái đầu kia, chạy không phải bình thường nhanh, tựa như nhân gian bốc hơi, nửa điểm dấu vết cũng không lưu lại. Có người trong bóng tối tương trợ chỉ la nhìn về phía tinh nguyệt. Có lẽ, tinh nguyệt khẽ nói, nghĩ tới cái kia người thần bí. Là thật như thế, cái đồ kia liền quá nghiêu bức đi, có thể đang tại cửu đế trước mặt, đem triệu bân đuổi đi, lại không lưu dấu vết, thần giới cũng không mấy cái có thể làm được. Siêu, triệu bân lại hiện thân, đã là một phiến u tính rừng trúc. Tiếp nhận rồi một trận tâm ma kiếp, cả người hắn cũng không tốt rồi, cũng không phải là tâm ma khó khăn, mà là bị đánh quá thảm, đến lúc này khác, nhục thân đã sụp đổ, chỉ còn tàn phá nguyên thần, xem cái kia chân thân, tràn đầy ban bác chi sắc, tràn đầy khô diệt ánh sáng âm u, đó là sát ý, cửu đế sát ý, luôn luôn, không ở tàn hại, muốn đem hắn thôn diệt mới coi xong, không thành thật dừng lại ở tiên giới, chạy thần giới làm chi? Trừ triệu bân, dừng chút còn có một người, bàn tay đã đặt ở hắn đầu vai, kỳ dị thần bao hàm cùng nguyên thần chi lực đã lung chiều cái kia chân thân, một lần lại một lần chui luyện, một bên giúp hắn cải tạo khí lực, một bên giúp hắn trừ bỏ diệt sát ý, đó là một lão đầu nhi tiên phong đạo cốt, áo tơ trắng không nhiễm trần. Nhìn thấy thế nào như vậy quen mặt lạc. Triệu bân sờ lên cầm, cao thấp trái phải nhìn xem. Hắn có thể chạy ra tìm đường sống, cái này người không thể bỏ qua công lao, vèo một tiếng đem hắn lấy đi. Dù là đến thời khắc này, hắn cũng không nhận ra ra sao thần thông. Là thật không nhận biết lão phu lão đầu nhi lời nói ung dung. Đại la tổ tiên, nghe tiếng không bằng gặp một lần. Triệu bân mỏi mệt cười một tiếng, không sai là đại la tổ tiên tiên tông trên lịch sử xuất hiện hai cái thần một cái tự tại thiên cái kia chính là trước mặt vị này rồi cái kia bản mệnh khí đại la thần kiếm bây giờ ngay tại trí tôn thành hắn thế nào cũng không nghĩ ra đại la tổ tiên lại còn sống tiên tông có ngươi quả thật vạn hạnh đại la tổ tiên ôn hòa cười một tiếng năm lão còn tại thế vì cái gì không trở về tiên tông triệu bân trước mắt nghi hoặc năm đó một trận đại hỗn chiến lão phu trọng thương sắp chết gần chút ngày giờ mới tỉnh lại. Đại la tổ tiên một tiếng thở dài, hài tử, thần giới kết quả thế, xa không bằng người nghĩ đơn giản như vậy, dù ta trước kia thức tỉnh, cũng về không được tiên tông. Vì cái gì? Ta có ta chiến trường. Đại la tổ tiên chưa giải thích quá nhiều, chỉ cái này một câu. Một câu là đủ rồi, lấy triệu bân thông minh tài trí, phần còn lại sự tình, tự thân não bổ là tốt rồi. Đại la tổ tiên ở tại thần giới, chiến trường liền ở tại thần giới đại la tổ tiên tại tiên giới, chiến trường liền tại tiên giới. Trở về tiên tông, đây không phải là hỗ trợ, mà là dẫn chiến hỏa. Trước tạm chữa thương, đại la tiên tông vung rồi ống tay áo, lại rơi xuống một phiến lộng lẫy thần quang. Triệu bân bề bộn sợ thu suy nghĩ, khoanh chân mà ngồi, tĩnh tâm vận chuyển tâm pháp. Một kiếp nhất tạo hóa, trận này tai nạn, chính là một trận nghịch thiên đại cơ duyên. Thần môn, hắn một tiếng lầm bẩm lời nói, cùng với chính là mông lung tâm thần. Đã đã vượt qua tâm ma kiếp, hắn đã có thể trông thấy cái kia tòa môn rồi. Phong thần chim môn, không ở như vậy xa xôi, hoảng tựa như có thể đụng tay đến. chương 1929, tự nhiên. Cái gì triệu bân đến thần giới rồi thật hay giả? Tất cả đều là thật, đêm đó, lão phu tận mắt nhìn thấy. Ân, thần thành bên ngoài, đánh chính là cái kia khí thế ngất trời. Như như vậy nghị luận, thần giới bốn phương liên tiếp vẫn là có một ít không suy nghĩ người tu đạo, khắp nơi mù phấp phới. Đương nhiên, mù phấp phới không phải trọng điểm, trọng điểm là bán hàng. Bán cái gì đâu rồi, bán trí nhớ tinh thạch, tinh thạch trong lạc ấn đều là đại chiến hình ảnh, bao quát triệu bân nhập ma, chỉnh đốn quy thiên lão quân, chân áp la già tôn giả, ác chiến thần khư cửu đế, nhất cọc cọc từng kiện từng kiện, đều bãi rành mạch, đều là cao rõ ràng bản. Thần tiên thông đạo sụp đổ, hắn từ chỗ nào đến đấy? Vẹn vẹn bán thần, hắn vậy mà có thể trấn áp chuẩn đế thần. So với ác chiến thần khư cửu đế thần, cái này đều đồ chơi cho con nít. Lấy ta xem, tại cửu đế trong tay đào tẩu mới là thật sâu. Chí nhớ tinh thạch sao, có rất nhiều người mua, thấy chi giả không có chỗ nào mà không phải là khiếp sợ hoảng sợ. Vĩnh hằng nhất mạch ra nhân tài, không nói đến chiến tích, liền nói cái kia suy tính, thật rất lớn, thần giới là địa phương nào, cửu ra vừa nắm một bó to, không thiếu cao nữa là cấp đại lão như vậy tình trạng, họ triệu tiểu tử kia, dám chạy tới tản bộ. Chẳng lẽ, sẽ không sợ nửa đường bị người mời đi uống trà, đi ngó ngó. Không ít người kết bạn mà đi, chạy tới thần thành du lịch ngắm cảnh. Tự nhiên, đi không chỉ du khách, còn có lòng giả khó lường giả. Không có biện pháp, ai bảo vĩnh hằng thể là một cái bánh trái thơm ngon đâu ai bảo hắn cửu ra nhiều ni. Dù sao cũng phải đến nói, triệu công tử lại nổ rồi, phố lớn ngõ nhỏ, dù sao vẫn có thể nghe nói tên của hắn. So sánh với ngoại giới lớn tiếng náo, dưới ánh trăng khu rừng nhỏ, liền đặc biệt yên tĩnh rồi. Ở chỗ sâu trong, triệu bân như lão tăng thiền ngồi, không chút sức mẻ, kim sắc tiên quang lung chiều. Vô sát ý tàn hại, phần còn lại cũng không phải sự tình, có vạn pháp trường sinh quyết che chở đâu. Đại la tổ tiên từ cũng ở đây, xem triệu bân thần thái. Tuyệt đối là phát ra từ linh hồn vui mừng. Còn trẻ ra anh kiệt, Thời cổ truyền xuống lão thoại, quả nhiên là không giả. Thời đại này, hắn xác định có thể chứng kiến cái kia Vĩnh Hằng Thủy Tổ quật khởi. Thủy Tổ, đề cập cái này cổ xưa xưng hô, hắn không khỏi nhìn về phía Phiêu Miểu Hư Vô. Chẳng biết tại sao, hắn dù sao vẫn cảm giác hắn Tiên Tông Thủy Tổ, vẫn là tại nhân thế. Tính, Triệu Bân lần ngồi xuống này, chính là 3 năm ngày. 3 năm ngày, hắn chữa trị bản mệnh chân thân. Chủ yếu nhất là trong vắt ban sơ đạo tâm thần môn, vẫn là cái này hai chữ, triệu bân đã không biết lẩm bẩm lời nói rồi bao nhiêu lần. Phong thần chi môn, chính là hắn nghịch thiên hành trình lên phải qua đường. Có thể, hắn vẫn là kém chút hỏa hầu, vẫn cần lắng động tự thân nội tình. Hô, chiếu đến tinh huy, hắn chậm rãi mở con mắt, một cái chọc khí thổ thỏa thích đầm đìa. Theo hắn tâm niệm vừa động, hình thái tức thì đại biến, khí huyết hóa ma trướng, tiên lực thì thành ma lực, còn có cái kia tóc dài như thác nước, cũng ở đây cái trong nháy mắt, thuế biến thành một đầu huyết phát. Không sai, là ma đạo trạng thái, hơn nữa là có thanh minh thần chí ma đạo trạng thái. Hắn cũng tu ma đạo đấy, phải tâm ma cướp sạch lễ, này trạng thái càng bá đạo. Không sai, triệu bân cười một tiếng, lại chậm rãi rút đi ma đạo. Lấy thần huyết nhiễm ma trướng, đường này đi không có mau bệnh. Nói đến thần, hắn vẫn không quên nội thị liếc mắt một cái vĩnh hàng giới. Trong đó, chất đầy thần thạch, bí khí cùng pháp bảo, đều là tâm ma kiếp lúc chiến lợi phẩm. Sáng nhất mắt đấy, vẫn là một tôn bảo tháp cùng một cái kim chung, thỏa thỏa chuẩn đế thần cấp, quy thiên lão quân cùng la già tôn giả bản mệnh khí, trừ nay, còn có hơn 20 tôn cực đạo thần binh, đều đánh cướp đến đấy, hắn cái này kẻ nghèo hàn kinh một kiếp này, biến hóa nhanh chóng thành đại thổ hào rồi. Tha mạng, hèn mọn cầu xin tha thứ, lại một lần vang vọng, như lệ quỷ kêu rên. Tất nhiên quy thiên lão quân, còn chưa có chết, lại chỉ thừa lại một luồng nguyên thần. La già tôn giả tới không sai biệt lắm, nhúm máu nguyên thần ban bác không chịu nổi. Triệu bân liếc qua, cũng không trả lời, hai cái chuẩn đế thần, hắn có thể không nỡ giết, công dụng lớn đâu ví dụ như, giúp hắn lưỡng cải tạo chân thân, không có việc gì vẽ tranh phù luyện luyện đan cái gì đấy, nghe lời cũng may, như không an phận, cách ba năm lần đấy, liền cho cái kia phóng mấy cân bản nguyên huyết, cầm lấy đi đổi lôi điện hỏa diễm, nên là rất nhiều người muốn đoạt lấy, khe nhỏ sông dài sao từ vĩnh hàng giới thu con mắt hắn đi rồi chỗ càng sâu đánh thật xa liền thấy đại la tổ tiên dựng ở đỉnh núi hắn đến lúc chính thấy tổ tiên toàn thân lóe sáng thần quang những thứ này cũng không có cái gì chủ yếu là khí tức rất phiêu hốt rất ly kỳ triệu bân cao thấp quét suy tính tiên khu ánh mắt nhi là càng xem càng kỳ quái không trách hắn như thế chỉ vì đại la tổ tiên trạng thái rất là quỷ dị khi thì thần minh cảnh khi thì chuẩn đế thần cảnh, lại khi thì đế thần cảnh, ba cái cảnh giới đặt cái kia qua lại chuyển. Tỉnh, đại la tổ tiên ngoái đầu nhìn lại, cười vô cùng ôn hòa. Tiền bối, người cái này tu vi, triệu bân thăm dò tính nói. Phong thần lúc gặp nạn, cấu bệnh đến nay, đại la tổ tiên thở dài nói. Triệu bân không truy vấn ngọn nguồn, chỉ không ngừng mò xuống mong. Án hắn suy nghĩ, đích thị là nói xảy ra vấn đề, mới như vậy trạng thái. Ngươi vì sao lên thần giới? Vấn đề giống như trước, đại la tổ tiên lại hỏi một lần. Tìm sơ giao cổ thần, triệu bân hít sâu một hơi, đối với mình ra tiền bối không có cái gì giấu giếm. Sơ giao tìm nàng làm chi? Thê tử của ta, chính là nàng hóa thân. Cái này, đổi đại la tổ tiên cao mày, có chút ngoài ý muốn, cũng rất nhiều sầu lo. Tu tuyệt tình nói thần, muốn từ nàng cái thanh kia người phải về, khó như lên trời tiền bối có thể thấy được qua Nguyệt Thần rồi. Triệu Bân thuận tay truyền đạt rồi một bầu rượu. Nguyệt Thần còn tại thế nhíu mày đại la tổ tiên, lông nghi chọn lão cao. Tự nhiên, thật làm cho lão phu ngoài ý muốn. Đại la tổ tiên con mắt, biến lộng lẫy chiếu sáng. Cũng với, cửu thế thần thoại nơi nào có như vậy dễ dàng tử. Siêu, Triệu Bân bắn ra một luồng tiên quang, bay vào rồi đại la tổ tiên mi tâm. Tiên quang chính là thần thức, cuốn theo rất nhiều bí mật, liền ví dụ như Đại Đạo Thiên Cục. Đại La tổ tiên tất nhiên khiếp sợ không nhỏ, không ngờ đến còn có như vậy nhiều kinh nghi. "Đi thần thành chờ ta." Đại La tổ tiên lưu lại một lời nói, xoay người biến mất ở phía chân trời. Theo sau, còn có một vật bay trở về, treo ở rồi Triệu Bân thân trước. Đó là một cái kim sắc đoạn đao, không biết từ hạng gì chất liệu chế tạo, rồi lại đao uy vô cùng, để cho Triệu Bân mắt bẩy ra đấy, là đoạn đao trên có khắc lấy chữ cổ hàng thật giá thật độn giáp thiên tự. Này làm sao tốt hy tứ? Long Uyên ha ha cười một tiếng, như một luồng lưu quang, trước tiên xông tới. Xong việc nhi, đoạn đao liền bị nó cuốn đi rồi, tặc yêu thích ở trên thiên tự. Ngươi là càng là tự giác rồi. Triệu bân mắt liếc, tiện tay mở vực môn, thẳng đến thần thành truyền tống. Ba tháng kỳ hạn, phải đợi sơ giao cổ thần, phải cùng cái kia tôn thần hảo hảo tâm sự. Đường về, hắn không nhàn rỗi, Tế gia Hồng Mông Chi Hải cũng lấy Cửu Thanh Thần kiếm. Đó là Quy Thiên Cửu kiếm, chính là Quy Thiên lão quân tế luyện kiếm trận, uy lực cực bá đạo. Thuộc về ta. Hắn đem cửu kiếm chìm vào rồi Hồng Mông Chi Hải, cực tấn rèn luyện. Quy Thiên lão quân dù chưa tàn thần, cũng là có thanh minh thần trí. Thấy thần khí bị không ngừng luyện hóa, hồn thể từng đợt rung động mạnh. Hắn là nhìn lầm rồi, cũng quá xem thường vĩnh hằng thể rồi, như vậy có thể đánh một cái tiểu bán thần sừng sốt để cho đụng vào hắn rồi, vẫn là lên vội vàng tìm kích động, bị chân áp cũng xứng đáng. Thật có lỗi, hôm nay một chương. Audio điện tử võ tấn bền.